chương 1540, hoàn ngược ma chủ thứ. Ma tộc rất cường hãn, thân thể cùng lực lượng đều không phải nhân tộc cùng thần tộc nhưng so sánh, càng tu luyện ma đạo, ngưng tụ ma khí. Nhưng mạnh hơn tộc loại cũng có nhược điểm, mà ma tộc cũng không ngoại lệ, bọn họ tuy nhiên hung hãn, nhưng nhất là e ngại chính là Phật môn chi khí. Mà Vân Phi Dương triệu hoán đi ra từ liên nghiệp hỏa nãi Phật môn thánh hỏa, cực khắc chế ma tộc cùng ma khí. Khi hắn triệu hoán đi ra, ma giới chi chủ ma vô nhai sắc mặt kinh biến, mà nơi Sa Ma Tôn cùng mấy chục vạn ma quân, cũng là tâm thần run rẩy. Tử Liên Nghiệp Hỏa tuôn ra hiện ra, tuy chỉ là một đóa nho nhỏ liên hoa hình, nhưng ẩn chứa Phật môn khí tức lại càng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, bao phủ trong vũ trụ ma khí bị hóa giải, thoát ly ma khí bao phủ linh tộc binh lính, giữ tợn sắc mặt nhất thời giãn ra. Cái này năm ngày đến, nếu không có Ma Vô Nhai phân thần cùng Tử Vi thần giao thủ, bọn họ đã sớm chịu không nổi. Hô, giải thoát sau phá Đa La cùng Thác Bạt Lưu bọn người, nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng ngẫm lại vẫn là sau lưng phát lạnh. Nếu như Vân Phi Dương lại không xuất hiện, chính mình cùng linh tộc binh lính một khi tư duy sụp đổ, tất sẽ thành người kia khôi lỗ, không có chút nào phản kháng nghe lệnh với hắn. Quá hiểm, phá đa la cùng thác bạt lưu âm thầm may mắn, nhưng mà, bọn họ cũng không biết, thực có thể chịu lâu như vậy, cũng bắt nguồn từ tự thân. Nếu như không phải lâu dài sinh tồn tại Phi Dương giới, cùng nhân loại nhiều lần tiếp xúc, lại chủ tu võ đạo, trên tâm cảnh phát sinh thuế biến nếu không, mà vô nhai mới vừa xuất hiện, hơi vận dụng huyết mạch áp chế, liền có thể để bọn hắn hoàn toàn thần phục. Vù vù, tử liên nghiệp hỏa tiếp tục lan tràn, cuối cùng, tại rất thời gian ngắn ở giữa, tịnh hóa tất cả ma khí. Một triệu linh tộc binh lính theo trong thống khổ giải phóng, nhìn về phía vân phi dương, ánh mắt tràn ngập thật sâu sùng bái cảm giác. Có thể chống đỡ năm ngày mà không thần phục, một nguyên nhân khác vẫn là vân phi dương trong lòng bọn họ là tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này siêu việt vốn là tổ tiên ma tộc, áp đảo huyết mạch phía trên. Hưu, Vân Phi Dương vung tay lên, nho nhỏ từ liên nghiệp hỏa nhất thời phai mờ, hắn nhìn về phía Ma Vô Nhai, cười nói, hiện tại có thể nhất chiến. Ma Vô Nhai ánh mắt lấp lóe kiêng kỵ, theo Vân Phi Dương xuất hiện một khắc này, là hắn biết kẻ này là chuẩn tiên, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Lấy ra tử liên nghiệp hỏa, lại đau đầu, dù sao cái này Phật môn thánh hỏa vô cùng khắc chế chính mình ma khí. Mà cao thủ ở giữa quyết đấu, liền sợ thuộc tính bị khắc nếu không không có đánh. Lúc trước phẫn nộ ma tôn, mắt thấy tử liên nghiệp hỏa về sau, cũng là từng cái trầm mặc không nói. Bọn họ hận vân phi dương, nhưng càng kiêng kỵ Phật môn hỏa diễm. Đang liệu thương đế quân tiên sắc mặt khó coi đến cực hạn, hiển nhiên không nghĩ tới, vân phi dương lại nhanh như vậy khôi phục. Mà hắn xuất hiện, sợ rằng sẽ cải biến chiến cuộc. Đừng sợ, vân phi dương cười nói, ta sẽ không cầm Phật môn hỏa diễm, đi đối phó người dạng này gà mờ. Gà mờ. Mọi người khóe miệng co giật, một tên thân hình cao lớn, lực lượng cường hãn dị tộc chuẩn tiên, lại bị hắn như thế hình dung, cái này là bực nào phát lối a. À. Vốn là có kiêng kỵ ma vô nhai nghe được Vân Phi Dương cái này nói chuyện, nhất thời lửa giận mút trời. Dù là tiểu tử kia thật vận dụng Tử Liên Nghiệp Hỏa, thân là đường đường ma giới chi chủ, tại đối mặt làm nhục như vậy, cũng nhất định phải chiến. Soát, ma vô nhai một chân bước ra, khủng bố ma khí gào thét mà ra, hình thành lít nha lít nhít hắc thủ, hình thành thiên la địa võng thật giận, vừa ra tay cũng là toàn lực, cái này ma khí cường độ. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tiếp theo một tay phất lên, cười nói hơi yếu a, à. vù vù, vừa dứt lời, quanh thân phun ra cực kỳ tinh khiết ma khí, đồng dạng hóa thành vô số hai bàn tay to, lấy chính diện phương thức ninh đón. cái gì, ma vô nhai khiếp sợ không thôi, rất nhiều ma tôn trọng mắt cũng là kém chút chừng ra ngoài. một cái đến từ thần giới chiến thần, một cái thần tộc, vậy mà lại ngưng tụ ra ma khí cường độ còn tinh thuần như thế, để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Không đúng, ma vô nhai cả kinh nói, cái này ma khí bên trong, còn ẩn chứa càng tinh khiết hơn tà khí. Tại thí luyện mảnh đất, vân phi dương tổ hỏa nhập ma, cùng lâm chỉ khê âm dương giao hợp, thu lấy tà ma nhị khí, cũng cuối cùng cùng ma vũ trở nói dung hợp. Hắn là thần tộc, cũng là ma tộc, nếu như tính luôn hắn thuộc tính khác nhau, hắn là võ tu, hắn là kiếm tu, cũng là yêu tu, quỷ tu, tinh tu. Đừng nói ngàn vạn giới bên trong, dù là chân vũ thần vực, một người ngưng tụ vô số đạo, cũng triệt để hòa làm một thể người, chỉ có Vân Phi Dương lại không người thứ hai. Vân Vô Ưu cũng có rất nhiều nói, nhưng là, hắn cũng không phải là tự mình tu luyện ngưng tụ, mà chính là vừa ra đời thì kế thừa phụ thân nhiều nói. Vù vù, Vân Phi Dương ngưng tụ ma khí đại thủ gào thét mà ra, vô luận tại cường độ bên trên, vẫn là trên khí thế đều trong nháy mắt nghiền ép ma vô nhai. Oanh, cuối cùng đến từ hai tên chuẩn tiên ma khí, tại trong vũ trụ chạm vào nhau, sinh ra kịch liệt nổ vang. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo ma khí điên cuồng lộng hành quấy rối. Xoát, ma vô nhai bạo bay ra ngoài, đợi ổn định thân thể, biểu hiện trên mặt cực độ khó coi, bên trong thân thể ma tộc huyết dịch cũng đột nhiên sôi trào lên. Hắn mạnh hơn tử vi thần, nhưng yếu tại đế quân thiên. Nếu không, sẽ không dựa theo đế quân thiên ý tứ, ẩn thân tại thần ẩn giới bên ngoài không gian vũ trụ bên trong, Vân Phi Dương đã có thể chém dụng đế quân thiên một cái tay, đem đánh sấp, như vậy đối phó ma vô nhai, tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Ai, ta coi là, chuyển thế lại đến ma giới chi chủ, thực lực sẽ rất mạnh, hiện tại xem ra còn không bằng thần giới chi chủ đây. Vân Phi Dương nói móc nói, ma vô nhai nắm quyền, âm u nói, Vân Phi Dương, người chớ có cản rỡ. Hiu, đột nhiên, lưu quang lóe lên, Vân Phi Dương dẫm lên túng bộ di vị xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay đột nhiên vung đến, nói ta so với ngươi còn mạnh hơn, tự nhiên có cản dỡ tư cách mà ngươi bây giờ không có. Hô, một trường này, ẩn chứa ma khí cường thế vô cùng. Ma vô nhai tuy nhiên bắt được, lại khó tại thời gian nhanh nhất làm ra né tránh. Ba, thanh thúy tiếng vang, tại trong vũ trụ truyền lại, ma vô nhai đầu chật qua một bên, cả người xứng sờ ngay tại chỗ, cùng lúc đó, má trái trên gương mặt hiện ra đỏ tươi trưởng ấn. Đứng ở đằng xa ma tôn, từng cái trợn tròn con mắt. Xem chiến vũ giả cũng là há to mồm, đây chính là chuẩn tiên, vậy mà liền như vậy, bị Vân Phi Dương như thế dễ như trở bàn tay đánh mặt. A, à, Ma Vô Nhai phẫn nộ giống to, quanh thân hiện ra mang theo lửa giận ma khí. Nhưng mà, vừa muốn bạo tẩu lúc, Vân Phi Dương một bàn tay hung hăng đánh tới, lần nữa tinh chuẩn vô cùng rút tại vị này ma chủ trên má phải. Ba, thanh thúy tiếng vỗ tay lại vang lên, lần này, quả nhiên là đem Ma Vô Nhai cho triệt để đánh được, đến mức ngưng tụ ma khí cũng nhất thời giải tỏa. Xoát, Vân Phi Dương vung tay lên, níu lấy ma chủ cổ áo, cười nói kiếp trước ngươi so với ta mạnh, đương thời ngươi ở trước mặt ta đem vĩnh viễn không ngẩng đầu ngày. Đang khi nói chuyện, khủng bố linh hồn lực nhất thời bạo phát. Ngươi, ma vô nhai bị cái kia khủng bố linh hồn lực áp chế, thân thể không thể động đậy, ánh mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết, chính mình tại gia hỏa này trước mặt, thế mà không chịu được như thế nhất kích. Chúng nghe lệnh, đem ma vô nhai khống chế lại về sau, Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, đem bọn này ma tộc, cùng thần ẩn đế quốc quân đội, toàn diệt cho ta rơi. Tuân mệnh, viêm xương bọn người cùng kêu lên quát, chương 1541, màu đỏ sông dài. Theo ma khí bên trong khôi phục lại linh tộc binh lính, tại viêm xương bọn người xuất lĩnh dưới, bộc phát ra khí thế khủng bố, hướng về ma tộc cùng thần ẩn đế quốc đánh tới. Bọn họ mặc dù là bắt nguồn từ ma tộc huyết dịch sinh ra tộc loại, nhưng lại xem Vân Phi Dương là tín ngưỡng. Cho nên dù là biết rõ, so thân thể của mình cao hơn, càng lớn ma tộc, lại vẫn là chẳng sợ hãi. Giết, giết, tiếng giống giận dữ tại vũ trụ vang vọng, một triệu linh tộc đại quân, như là hồng thủy ào xuống, chen chúc mà đến, thấu phát khí thế, chấn động vũ trụ. Mà loại khí thế này, đạt đến đỉnh điểm, cho dù là ma tộc, vẫn là lòng còn sợ hãi. Bất quá, dù sao cũng là càng hung ác ma tộc, bọn họ tại vô số ma tôn xuất lĩnh dưới phẫn nộ phóng đi, thần ẩn đế quốc đại quân còn theo sát phía sau một vòng mới đại chiến lần nữa đến lái mở màn, oanh, oanh, các loại vũ khí tại vũ trụ nở rộ, linh tộc binh lính tại thời khắc này, phảng phất bị ma tộc kích phát, bọn họ đem lực lượng phát huy đến cực hạn, điên cuồng chém giết, không biết lui lại, không biết đau đớn. Làm một cái sinh tồn ở thí luyện mảnh đất, chịu đủ ác liệt hoàn cảnh ăn mòn tộc loại, tại Atula sau khi xuất hiện, theo hoang sơ thời đại, tiến vào thời đại văn minh. Mà cái này, là tất nhiên, bởi vì bất kỳ một cái nào tộc quần, không vẫn lạc dưới thiên tai, đều sẽ dần dần nắm giữ thuộc về mình văn minh. Mà Vân Phi Dương xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, cải biến như là hoán huyết một dạng. Là hắn, đem linh tộc đưa vào Phi Dương giới. Là hắn, đem mỗi cái bộ lạc chia làm thành trì, cũng thành lập vô số học phủ. Là hắn, vì những tại Phi Dương giới đó xuất sinh linh tộc, mang đến càng thêm ưu việt tu luyện hoàn cảnh. Hạ Lan Phi là linh tộc nữ hoàng, quốc sư Vân Phi Dương thì là bọn họ tín ngưỡng. Cho nên, tại cùng thần ẩn đế quốc, ma tộc đối kháng lúc, bọn họ hoàn toàn chẳng sợ hãi, dù là lưu quang sau cùng một máu, cũng biết chiến đấu đến sau cùng. Giết, giết, tiếng giống giận dữ tại vũ trụ vang lên. Một khắc này, sinh mệnh cực nhỏ bé, trong chớp mắt phai mờ. Một khắc này, chiến tranh tính tàn khốc, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà thân thể ở phía xa xem chiến vũ giả, mắt thấy thân thể bay tứ tung, máu tươi phun ra, tâm thần run rẩy rung động không thôi giết, giết, linh tộc binh lính đại tiếng giống giận, không ngừng tiến lên. Dù là so dòng máu càng cao quý hơn ma tộc, tại đối mặt loại này có được vô thượng tín ngưỡng tộc loại, cũng là dâng lên thật sâu kiên kỵ. Cũng không biết qua bao lâu, thân ẩn dưới bên ngoài bầu trời, hình thành một đầu màu đỏ chi vật, giống như mở ra tơ lụa. Nương, một tên hài đồng non nớt nói, đây là cầu vồng sao. Mẫu thân lắc đầu, nói, đây không phải cầu vồng, cầu vồng là bảy loại nhan sắc. a à, hài đồng ứng một tiếng, nói, đó là cái gì nha? Mẫu thân lắc đầu nói, nương cũng không biết, treo ở thần ẩn dưới bên ngoài bầu trời, cái kia như là tơ lụa màu đỏ chi vật là cái gì? Đó là máu, đó là vô số thần ẩn đế quốc binh lính cùng ma tộc bên trong thân thể chảy ra đến máu. Đương nhiên, còn có linh tộc binh lính máu, chúng nó nguyên bản phiêu đáng tại vô tận trong vũ trụ, nhưng theo đại chiến dừng lại, dần dần ngưng tập hợp cùng một chỗ, hình thành màu đỏ sông dài. Có thể hình thành như thế quy mô huyết hà, có thể thấy được thương vong thảm trọng. Mà càng rung động, tại giao chiến khu vực trong vũ trụ, vô số thi thể cùng mảnh vỡ tàn mát, như là khủng bố lò sát sinh. Vù vù, trong thi thể, mấy chục vạn linh tộc binh lính tung bay mà đứng, gấp rút hô hấp ở giữa, trên mặt mang ngạo nghễ mỉm cười. Đi qua dài rằng giặc chém giết, bọn họ đem thần ẩn đế quốc cùng ma tộc toàn bộ chém giết. Quá mạnh, quả thực không dám tưởng tượng a. À. Xem chiến vũ giả bị rung động thật sâu, bọn họ tận mắt nhìn thấy, một triệu thần ẩn đế quốc binh lính cùng 500 ngàn dị tộc, như thế nào bị vân phi dương đại quân cho toàn bộ mặt sát? Sao làm sao có thể? Bị trói buộc ma vô nhai, cả người đều ngốc. Hắn thấy, ma linh tộc cái này tộc quần, đơn giản cũng là mượn nhờ ma tộc huyết dịch sinh ra cấp thấp tộc loại, lại không nghĩ rằng hội cường đại đến tình trạng như thế. Thấy không, Vân Phi Dương nói, đây chính là linh tộc, so với các ngươi ma tộc ưu tú hơn. Ma vô nhai không nói, đã bại, đã không còn gì để nói. Hiu, Vân Phi Dương vung tay lên, đem hắn liên đồng bị bắt làm tù binh thần hồn người thu sạch nhập Phi Dương giới. Phi Dương ca, viêm xương bay tới, ngưng trọng nói, trận chiến này, bên ta tổn thất 300 000 Vân Phi Dương trầm mặc không nói, tiếp theo tâm niệm nhất động, đem phiêu đáng tại vũ trụ linh tộc thi thể binh lính thu nhập Phi Dương giới, cũng an táng tại thần ma sơn dưới. Chiến tranh là tàn khốc, binh lính vẫn lạc, cũng không thể tránh né, nhưng lấy 300 000 đại giới, tiêu diệt thần ẩn đế quốc một triệu tinh nhuệ chi sư, cùng 500 ngàn ma tộc, Vân Phi Dương vì bọn họ cảm thấy tự hào. Kết thúc, trong cung điện, đế quân thiên nhắm mắt lại, theo hắn thụ thương, cùng một triệu tinh nhuệ chi sư, liền cùng ma tộc đại quân toàn thể bỏ mình, hắn biết mình đã không có tư cách đi cùng Vân Phi Dương đấu. Hưu, đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện tại trong cung điện. Người thua, người thắng, hai người kiệm lời như vàng, sơn son thiếp vàng lộng lẫy trong cung điện, còn bộc lộ ra một cỗ cực áp lực khí tức vân phi dương thản nhiên nói hiện tại ta có tư cách hay không đảm nhiệm thiên mệnh chọn lựa đi tái tạo thần giới đâu vân phi dương đế quân thiên thủy trung nhắm mắt nhưng cũng chân thành nói người có thể làm được ta cũng có thể làm được điểm này ta không phủ nhận vân phi dương nói nhưng là ta vân phi dương có thể làm được sự việc từ trước đến nay không thích người khác nhúng tay đế quân thiên trầm mặc không nói hắn thua mà thua liền không có tư cách đi tái tạo thần giới đế quân thiên vân phi dương nói cho ta nhìn cho thật kỹ nhìn ta làm sao tái tạo thần giới nói nghênh ngang rời đi hắn cũng không có giết đế quân thiên tính toán bởi vì đã không cần thiết lại hoặc là nói cái này đã từng thần chủ sẽ không lại mang đến cho hắn bất luận cái gì quấy nhiễu vân phi dương sau khi rời đi tử vi thần rơi vào trong cung điện hắn nhìn lấy sắc mặt tái nhợt đế quân thiên lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài tử vi đế quân thiên nắm quyền nói kết cục này là nhất định sao Tử Vi thần nói, nhất định, bởi vì Vân Phi Dương mới là tái tạo thần giới thiên mệnh chọn lựa người. Ha ha ha, đế quân thiên suy yếu cười ha ha, Tử Vi thần có thể nghe được, hắn trong tiếng cười có giải thoát, cũng có được đắng chát. Chương 1542, thần thông đều đủ. Đế quân thiên bại, hắn tinh nhuệ chi sư, toàn bộ ngã xuống, còn về những việc kia thần hồn người cũng đều thành tù nhân, được an trí tại Phi Dương giới. Trận chiến tranh này thắng bại, đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu bởi vì ai thắng liền theo người nào tái tạo thần giới ai trong lao tù một tên thần hồn người nói cái này vân phi dương không hổ là thiên mệnh chọn lựa người liền đế quân thiên đều bại trong tay hắn đúng vậy a à, người còn lại nói chúng ta chỉ có thể phụ tá hắn đến tái tạo thần giới lại nói nơi này đến cùng là địa phương nào là sao thiên địa thuộc tính cường độ còn mạnh hơn thần ẩn giới đâu rất nhiều người chú ý tới ẩn chứa tại phi dương giới cường thế thuộc tính trong lòng chấn động theo Kim cương thần thực lực bọn hắn cường đại như thế, nhất định là ở chỗ này tu luyện. Nếu như chúng ta cũng có thể ở chỗ này tu luyện, tương lai cùng thực lực bọn hắn bằng nhau, cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Mọi người gật đầu, tràn ngập chờ mong. Thật có lỗi, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cười nói: "Các ngươi về sau đều không cơ hội này." Mọi người khẽ giật mình, nói: "Có ý tứ gì?" Vân Phi Dương thủ tại lồng giam trước, âm u cười nói: "Bởi vì các ngươi lập tức sẽ chết." không có máy lại ở chỗ này tu luyện. Chết, một tên thần hồn người nói, người muốn giết chúng ta. Nói đùa cái gì, chúng ta đều là thần hồn người, bên trong thân thể có chư thần thần hồn, thần cách cùng thần thông. Người giết chúng ta, đừng hy vọng tái tạo thần giới. Người khác tranh nhau nói ra, Vân Phi Dương cười nói, tái tạo thần giới là cần chư thần đến giúp đỡ, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là thần thông mà thôi. Cho nên, hắn dừng một chút, nói chỉ cần theo các người bên trong thân thể lấy ra là được rồi lấy ra, một tên thần hồn người cười nói, vân chiến thần, người đem tái tạo thần giới sự việc, muốn cũng quá đơn giản đi. Người khác cũng cười, hưu, đột nhiên, cười lớn nhất vui mừng thần hồn người, nhất thời bị hút tới, thân thể cùng mặt dán tại lồng giam trụ cột bên trên. Vân Phi dương tay phải nhô ra, đặt tại hắn trên ót, âm thanh lạnh lùng nói, ta lấy thần danh nghĩa, vào hôm nay thu hồi trong cơ thể ngươi thần thông. Vù vù, trong khoảnh khắc, khủng bố linh hồn lực bạo phát, trong nháy mắt xâm nhập cái kia thần hồn người trong thức hải. A, à, tiếng kêu thảm thiết tại lồng giam bên trong truyền lại, thân ở bên trong mấy chục tên thần hồn người nhất thời dùng mình, không rét mà run. Hưu, không bao lâu, một đạo kim sắc lưu quang bay ra, dung nhập vân phi dương bên trong thân thể, mà tên kia thống khổ kêu thảm thần hồn người thì là phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Thần thần thông bị hút đi, làm sao có thể, rất nhiều thần hồn người quá sợ hãi, các người coi là, bên trong thân thể có thần thông, liền có thể tại ta cùng đế quân thiên ở giữa mọi việc đều thuận lợi vân phi dương quét qua mọi người lạnh giọng cười nói quá ngây thơ vù vù cường thế linh hồn lực gào thét hiện lên trong nháy mắt bao phủ mười mấy tên thần hồn người bắt đầu bá đạo thu lấy trong cơ thể của bọn họ thần thông phù 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 không bao lâu từng người từng người thần hồn người ngã trên mặt đất khóe miệng co giật miệng sùi bọt mép trong khoảng thời gian ngắn những người này liền mất đi thần thông trở thành lớn nhất phổ thông võ giả đối với kết quả này, bọn họ khẳng định bất ngờ. Tiểu tử này, thân ở chân vũ thần vực thái vũ, đột nhiên lắc đầu. Tái tạo thần giới cần chư thần phối hợp, hắn đem thần thông thu lấy, chiếm thành của mình, chẳng khác nào đem nhiệm vụ toàn chuyển đến trên người mình. Mà cái này, không thể nghi ngờ rất khó khăn, ừm, đang thu lấy thần thông vân phi dương, đột nhiên nao nao. Hắn bao phủ một tên thần hồn người vốn có thần thông, để hắn rất cảm thấy thân thiết. Đây là vũ thần lĩnh hội thần thông, vân phi dương tâm thần hoảng hốt nhớ lại năm đó cùng vũ thần nghiên cứu thảo luận võ học một màn tại thần giới vân phi dương bội phục nhất chính là vũ thần bởi vì hắn là một cái duy nhất không có cảnh giới lại có thể sáng tạo vô số vũ kỹ thần vân phi dương mang theo có vũ thần thần thông thần hồn người thống khổ nói tha ta ta nguyện ý tận tâm tận lực phụ cá ngươi cưỡng ép thu lấy thần thông mang đến thống khổ đối với hắn và hắn người mà nói tất nhiên là thật khổ không thể tả ngươi không xứng Vân Phi Dương thản nhiên nói, hắn nói không xứng, không phải không phối phụ tá chính mình, mà chính là không xứng nắm giữ vũ thần thần hồn. Hưu, linh hồn cường độ đề cao, vũ thần lĩnh hội thần thông bị rút lấy đi ra. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương rời đi lồng giam, chư thần thần thông bị hắn toàn bộ chiếm hữu. Cuối cùng, trừ la một bọn người thần thông bên ngoài, tên này bên trong thân thể đã trưởng khống còn thừa toàn bộ thần thông. Không đúng, nguyên bản những thứ này thần hồn người đã từng thần thông, đã bị chính bọn hắn bồi dưỡng đến cực hạn, hoàn toàn có thể làm được tái tạo thần giới. Bây giờ bị Vân Phi Dương thu lấy, lại trở về lớn nhất trạng thái nguyên thủy. Nói như thế, phải lại đi lĩnh ngộ, ngươi không sợ phiền phức sao? Liễu Nhu cười nói, Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, lại phiền phức cũng không muốn để một đám kẻ phản bội tới giúp ta tái tạo thần giới. Tên này tâm tính là, ta tình nguyện lại đem mấy chục loại thần thông một lần nữa lĩnh ngộ, cũng không cần đầu nhập vào đế quân thiên thần hồn người rất có khí tiết, rất có nguyên tắc. Bất quá, muốn đem mấy chục loại thần thông toàn bộ lĩnh ngộ, chỉ sợ cần phải hao phí thời gian rất lâu. Ngoại giới, có quan hệ thần ẩn giới bên ngoài đại chiến tin tức, tại điên cuồng truyền bá, trong lúc nhất thời giống như vẫn thạch rơi vào trong biển, gây nên thao thiên cự lãng. Nghe nói, đế quân thiên một triệu tinh nhuệ chi sư, toàn bộ chiến tử xa trường, thì liền bản thân hắn cũng bị vân phi dương đánh thành trọng thương. Trận chiến này kết thúc, thần ẩn đế quốc chỉ sợ muốn ngã vào đáy cốc triệt để mất đi chiến đấu lực. Mọi người chấn kinh nghị luận, đồng thời cũng rõ ràng, Vân Phi Dương diệt đi đế quân thiên tinh nhuệ chi sư, chẳng khác nào diệt đi thần ẩn đế quốc. Thần ẩn đế quốc đại biểu thần ẩn giới mạnh nhất chiến đấu lực, nó ngã xuống, thì đại biểu thần ẩn giới ngã xuống. Ngay tại tất cả mọi người nhiệt nghị thời điểm, lại có lực bảo tin tức truyền đến. Cái kia chính là, Vân Phi Dương tiến vào tiểu thần giới khu vực, cùng thần ẩn đế quốc còn sót lại quân đội, tại tinh vẫn đại lục mở ra kịch chiến. Tinh vẫn đại lục, tiểu thần giới khống chế một cái phàm trần thế giới. Trước đây không lâu, cái này chiến lược ý nghĩa cực đại vi diệt, bị đế quân thiên tâm phúc đại tướng chiếm lĩnh, cũng trở thành lâm thời quân sự cứ điểm. Nếu như lại sâu đẩy xuống, tất nhiên có thể diệt đi tiểu thần giới. Bây giờ, Vân Phi Dương lấy thất thải lưu vân xa, ngạo nghễ treo ở bầu trời ở giữa. Ở đâu phía dưới, 200.000 linh tộc binh lính, đang cùng thần ẩn đế quốc sau cùng lực lượng chém giết. Mấy canh giờ sau, thần ẩn đế quốc 300.000 binh lính, toàn bộ ngã xuống tại trong đại lục, thi hài trồng chất như núi. Nương theo đế quân thiên tả hữu tướng quân, cũng lấy tự bảo kết thúc cả đời. Cuối cùng, thần ẩn đế quốc đại quân toàn diệt, đại biểu cho, lấy đế quân thiên cầm đầu thần ẩn đế quốc, triệt để mất đi chiến đấu lực. Làm thù địch phương, thiên long giới cùng tiểu thần giới cũng không vui. Bởi vì tiếp đó, muốn trực tiếp đối mặt phân phi dương, đối mặt hắn linh tộc binh lính. Nếu có lựa chọn, bọn họ tình nguyện lựa chọn cùng thần ẩn đế quốc giao thủ, mà không phải đi đối mặt loại kia khủng bố cỗ máy chiến tranh. chương 1543, tiểu thần giới, diệt. Thần ẩn đế quốc hướng tiểu thần giới khai chiến, đã đánh rất nhiều năm. Chậm chạp không có cầm xuống nguyên nhân, là bởi vì thiên long giới trợ giúp, cùng bác môn gia thủy trung điều động cao thủ đến đây. Nếu như lúc ấy đế quân thiên dốc toàn bộ lực lượng, phái ra một triệu tinh nhuệ chi sư, cùng chỗ có thần hồn người, trận này chiến trường chỉ sợ sớm đã kết thúc. Không có làm như thế, là muốn giữ lại thực lực, bởi vì Đế Quân Thiên biết, chính mình địch nhân chân chính không phải tiểu thần giới, mà chính là Vân Phi Dương. Quả là như vậy, Vân Phi Dương mang đến phiền phức, xác thực so tiểu thần giới lớn. Không chỉ có đem Đế Quân Thiên tinh nhuệ chi sư toàn diệt, còn tù binh chỗ có thần hồn người. Cuối cùng, thần ẩn đế quốc đào thải ra khỏi cục. Mà cái này cũng không phải là kết thúc, tại Vân Phi Dương trong lòng, Đế Quân Thiên đơn giản cũng là một cái chướng ngại vật, trở ngại tái tạo thần giới. Mà hắn địch nhân chân chính vĩnh hằng bất biến, đó chính là tiểu thần giới. Cho nên, diệt đi tinh vẫn đại lục mấy chục vạn thần ẩn đế quốc đại quân về sau, hắn đem ánh mắt khóa chặt tại tiểu thần giới, cùng thiên long giới bên trên. Những năm gần đây, đế quân thiên mặc dù không có chân chính điều động đại quân đến chiến, nhưng mà ép tiểu thần giới không thở nổi. Bây giờ đổi lại vân phi dương, kia liền càng bi kịch. Ngắn ngủi ba ngày, tiểu thần giới khống chế 10 cái trần thế vị diện, liền bị dễ như trở bàn tay bị cầm xuống, Lấy Thiên Long giới trở giới cầm đầu liên quân, tức thì bị đánh quân lính tan rã. Đối mặt thần ẩn đế quốc, bọn họ có thể chống lại, cư nhiên bại, cũng tận lực, đối mặt thế như trẻ che linh tộc binh lính, lại dâng lên mãnh liệt cảm giác bất lực. Cuộc chiến này, đánh như thế nào, căn bản không có đánh. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, mấy chục vạn linh tộc binh lính, chia ra bốn đường, triệt để công chiếm tiểu thần giới khống chế tất cả Trần Thế đại lục. Thiên Long giới phương diện mấy chục vạn đại quân, càng là thương vong thảm trọng hoàn toàn không có cái gì lực lượng chống lại. Bắc môn ra thời đỉnh cao cường giả, cũng là run lẩy bẩy, bởi vì đối mặt la mục bọn người, kết quả chính là bị song bạo. Vân Phi Dương Đại Quân, 10 ngày trước, đánh bại Thiên Vận Đại Lục. Vân Phi Dương Đại Quân, 9 ngày trước, đánh bại Bắc Lăng Đại Lục. Vân Phi Dương Đại Quân, 8 ngày trước, đánh bại Thương Hải Đại Lục. Vân Phi Dương Đại Quân, 7 ngày trước, đánh bại. Các loại chiến báo, tại vạn giới bên trong truyền lại, làm cho mọi người không kịp nhìn, khiếp sợ không thôi. Ngay tại một ngày trước, lại truyền tới chiến báo, Vân Phi Dương đại quân đánh bại Phong Nhiêu đại lục, 50 vạn đại quân gặp nhau, đem tiểu thần giới triệt để vây quanh. Quả thực không chịu nổi một kích, Vân Phi Dương đại quân dị tộc, thực tại quá biêu hãn. Mọi người chấn kinh nghị luận, giờ phút này, vạn giới tất cả mọi người đã nhận định, đương đại bên trong mạnh nhất binh lực, chính là Vân Phi Dương nắm trong tay dị tộc binh lính. Bọn họ thật giống như sắc bén kiếm thuận buồm xuôi gió, không gì không phá. Bất luận cái gì tới giao phong quân đoàn gặp được dạng này đối thủ, nhất định chính là một cái bi kịch. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là, tiểu thần giới sắp khó giữ được thời điểm lại có một đầu bạo tạc tính tin tức truyền tới. Thiên long giới giới bên trong, đột nhiên xuất hiện 300.000 linh tộc binh lính. Ngoả tàu. Vân Phi Dương làm sao phái binh giết tới Thiên Long giới A. Mọi người khiếp sợ không thôi. Sau đó, lại có tin tức truyền đến. 300.000 linh tộc binh lính khởi xướng tiến công, trực tiếp diệt thiên long giới giới bên trong 70 vạn đại quân. Thì liền thiên long giới giới chủ, cũng bị Vân Phi Dương bắt sống. Nghe nói, thiên long giới giới chủ đau khổ muốn nhờ, sau cùng dâng lên giới bên trong gần như liền thành tư nguyên, mới đổi lấy Vân Phi Dương thu binh trở về. Vừa đem thần ẩn đế quốc đánh không ngượng dậy nổi, bây giờ lại đem thiên long giới cướp sạch trống không. Vân Phi Dương như thế biêu hãn hành vi, dẫn tới chư giới võ giả cúng bái thiên long giới hàng ổ kém chút bị đầu, cho nên chắc chắn sẽ không lại đi trợ giúp tiểu thần giới. Giới khác ý thức được phân phi dương mạnh hơn thần ẩn đế quốc quá nhiều, tại tổn thất không lên binh lực về sau, lúc này nhao nhao rời khỏi trở thành quần chúng. Như thế mà nói, tiểu thần giới mất đi các lộ minh hiếu, lại mất đi tất cả trần thế đại lục, chân chính trên ý nghĩa trở thành người cô đơn. Xong, xong, tiểu thần giới bên trong, các đại tông môn thế lực, sắc mặt có thể nói khó coi tới cực điểm. Bọn họ sớm lúc trước, thì ý thức được sẽ có một ngày như vậy xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới hội đến nhanh như vậy. Nhanh đến bọn họ còn không có lựa chọn về sau, muốn hay không Cử Tông di chuyển đến khác vị diện, người ta liền đã điều binh đến, đem đường lui toàn bộ phong tỏa. "Chủ thượng, trong cung điện, Tả sứ ngưng trọng nói, vẫn là về chân vũ Thần vực đi, lão chủ thượng đã đợi ngài thật lâu." "Đáng giận!" Bắc Môn Cử thiếu phẫn nộ nắm tay, tuy nhiên hắn không cam tâm cứ như vậy rời đi, nhưng sự việc phát triển đến một bước này, tiểu thần giới đã không có bất kỳ kháng cự nào lực, chỉ có thể lựa chọn trở về chân vũ thần vực. Cung điện bên ngoài, lưu quang lấp lóe, mà cái này chính là thông hướng chân vũ thần vực trận pháp. Bắc môn cử thiếu đi tới, nhưng lại ở lại ở bên ngoài, quay lại nhìn xem từ phụ thân một tay chế tạo giới, lửa giận trong lòng lần nữa phun ra tới. Ông, đột nhiên, bầu trời tê liệt, một tòa bảy màu lưu vân bao phủ xe chậm chậm tiến lên đến, bên trong ngồi thì là vân phi dương. Giang giác, bác môn cửu thiếu song quyền nắm chặt, sắc mặt dữ tợn. Năm đó một cái có thể tùy ý mà sát con kiến hôi, bây giờ lại tựa như vương giả quân lĩnh thiên hạ, mà chính mình chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn, thực tại không thể tiếp nhận. Ừm, Vân Phi Dương phát giác được trận pháp tồn tại, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, người muốn về chân vũ thần vực sao? Vân Phi Dương, bắc môn cửu thiếu phẫn nộ quát, ta sẽ tại chân vũ thần vực chờ ngươi, tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh vân phi dương lắc đầu cười nói người đã muốn về chân vũ thần vực liền mang hộ lời nói cho bác môn ra đợi ta vân phi dương một ngày kia bước vào chân vũ thần vực liền là các người bác môn ra diệt tộc thời điểm thanh âm vang vọng bầu trời tiểu thần giới võ giả nghe vậy run lẩy bẩy diệt ta bác môn ra bác môn cử thiếu âm u cười một tiếng tiếp theo cất bước bước vào trong trận pháp chợt hóa thành lưu quang biến mất tại tiểu thần giới bên trong tên này cần phải cảm tạ vân phi dương bởi vì nếu như không phải nhường hắn đi mang hộ lời nói, ngay tại đi ra một bước thời điểm, liền đã chết tại trận pháp trước. Không ngừng diệt bắc môn ra, Vân Phi Dương ngồi tại xe bên trong, mục quang lãnh lệ nói, lão tử còn muốn diệt chỉ thị các ngươi truy sát ta tiên đế. Bắc môn ra, nam môn ra đơn giản cũng là một số chân chạy và tiểu lâu la. Vân Phi Dương biết, nếu như chính mình bước vào chân vũ thần vực, địch nhân chân chính liền là tiên đế. Không chỉ một, còn có cái kia tại tiên môn trước, trêu tức chính mình cực quang tiên đế. Âm ầm, tiểu thần giới bên trong truyền đến tiếng vang, khu vực trung ương tiểu thần chủ thành, cùng lơ lửng tại trong trời cao cung điện nhất thời hôi phi yên diệt. Hưu, Vân Phi Dương Thu về bàn tay, treo ở bầu trời ở giữa, âm thanh lạnh lùng nói, cái này tiểu thần giới hình thành, từ thần giới cùng vô số trần thế đại lục ngưng tụ, quả thật tội ác ngọn nguồn. Ngày hôm nay ta liền lấy thần danh nghĩa, đem giới này mặt sát, vì hàm oan mà tử vong linh trốn về công đạo. Giới bên trong võ giả nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tiểu thần giới một khi bị mặt sát, chính mình không phải cũng theo vẫn lạc sao. liền tại bọn hắn hoảng sợ thời khắc, lại cảm giác trước mắt vừa loạn, xuất hiện tại không gian vũ trụ bên trong, hạ cấp võ giả thì bị truyền tống đến liền nhau trần thế đại lục. Hô, đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Thân ở vũ trụ võ giả nhất thời nhìn lại, chỉ thấy kim sắc lưu quang, triệt để đem tiểu thần giới bao phủ. Ông, ông, thụ lực lượng đè ép, đã từng ở lại giới tại một chút xíu vỡ nát một chút xíu bại nứt cũng phân hóa ra từng mảnh từng mảnh yếu ớt lưu quang phai mờ cùng vũ trụ ở giữa rất nhanh tiểu thần giới bên trong võ giả từng cái trợn mắt hốc mồm bởi vì bọn hắn sinh tồn giới cuối cùng ở trước mắt triệt để bị tan rã cho đến biến mất vạn năm trước thần giới bị bắc môn xanh mang đến thôn vệ chi ngọn nguồn một chút xíu từng bước xâm chiếm vạn năm sau hấp thu thần giới cùng rất nhiều trần thế đại lục hình thành tiểu thần giới tại vân phi dương thần lực phía dưới cuối cùng phai mờ. Mà cái này, phảng phất là một cái ân oán tương báo luân hồi. chương 1544, chúng thần quy vị, thần giới mới sinh ra. Vạn năm trước, bắc môn ra bắc môn xanh, như là thần chỉ, xuất hiện tại thần giới. Hắn trước diệt ma giới, sau diệt thần giới, đem tồn tại hằng cổ đại giới mặt sát, dựa vào thôn vệ chi ngọn nguồn, thành lập mới vị diệt, tên là tiểu thần giới. Mà tại vạn năm sau ngày hôm nay, Vân Phi Dương lấy vương giả tư thái, quân lĩnh tiểu thần giới, đem cái này mới xuất hiện giới cho triệt để phân giải. Thần giới bị hủy bởi Bắc Môn gia, tiểu thần giới bị hủy bởi lại bị hủy bởi chiến thần chi thủ. Cái này phảng phất là một cái luân hồi, lại phảng phất trong cõi u minh tự có thiên ý. Nhà không có, những hôn đó mắt thấy tiểu thần giới vỡ nát, sau cùng chỉ còn lại có bản nguyên đám võ giả, từng cái trợn mắt hốc mồm. Đồng thời, nhìn về phía cái kia thủ tại trong vũ trụ Vân Phi Dương, ánh mắt càng là lóe ra hãi nhiên. Cái này đã từng thông qua long môn tiến vào tiểu thần giới người trẻ tuổi, bây giờ lại có thể dễ như trở bàn tay diệt đi một giới, thực lực làm thật là khủng bố đến cực hạn. Hưu, vân phi dương vung tay lên, đem tiểu thần giới bản nguyên thu nhập phi dương giới, quét qua mọi người, nói ta sẽ cho các người cung cấp một cái giới càng tốt. Nói, biến mất tại nguyên chỗ, cung cấp một cái giới càng tốt, rất nhiều võ giả đại hỷ, bọn họ không quan tâm giới, bọn họ quan tâm là, vân phi dương như là cũng không tính giết chính mình. Đây là khẳng định, Vân Phi Dương cũng không phải thích giết chóc thành tính ác ma. Tại diệt đi tiểu thần chủ nội thành, đến từ chân vũ thần vực cao quý tộc quần về sau, đương nhiên sẽ không châm đối với mấy cái này ban đầu vốn thuộc về giới nội sinh linh. Thôn vệ chi ngọn nguồn, hơn 10 năm trước bị Vân Phi Dương luyện hóa không ít, làm cho tồn tại vạn năm vòng xoáy màu đen ngừng vận chuyển. Bây giờ, tiểu thần giới vỡ vụn, lại hiện lên yếu ớt trạng thái. Ông, Vân Phi Dương xuất hiện tại khu vực biên giới, nỉ non nói, người cũng là tội ác ngọn nguồn, làm sao có thể tồn tại. Hô, đang khi nói chuyện, từ liên nghiệp hỏa phát ra, trước kia luyện hóa thôn vệ chi ngọn nguồn, không phải bắc môn ra, cũng là nam môn ra đến tìm phiền toái. Mà bây giờ tiểu thần giới bị diệt, hai đại gia tộc cũng không dám lại điều động cường giả hạ giới, cho nên rốt cuộc không ai có thể ngăn đón hắn. Một năm sau, lan tràn thật dài thôn vệ chi ngọn nguồn, cuối cùng bị triệt để loại trừ. Phà tạp bên trong, chết đoàn oán niệm theo tử liên nghiệp hỏa tính hóa đạt được an ủi, cũng hình thành một cuồn cuộn công đức chi lực, tràn vào vân phi dương bên trong thân thể. Nguyên bản tràn ngập tại mảng lớn trong vũ trụ hắc ám khí tức biến mất không thấy gì nữa. Vị trí trung ương nhất là một mảnh vỡ vụn khu vực, vô số ảm đạm hoặc sáng chói ngôi sao, quay chung quanh ở chính giữa. Nơi này chính là đã từng thần giới, quay chung quanh tại bốn phía ngôi sao, chính là chư thần thần cung. Vân Phi Dương đứng ở quê hương bên trong, cảm thụ được cái kia khí thức quen thuộc, cả người lâm vào trầm mặc, tâm tình cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn tồn tại một lát, liền vào nhập phi dương giới. Diệt đi tiểu thần giới, loại trừ thôn vệ chi ngọn nguồn, tiếp xuống vân phi dương muốn làm, liền đem ngưng tụ cùng trong cơ thể mình thần thông toàn bộ lĩnh hội, theo mà tiến hành thần giới tái tạo. Ngoại giới, vân phi dương diệt đi tiểu thần giới tin tức, điên cuồng truyền lại, đối với kết quả như thế, rất nhiều võ giả không ngoài ý muốn. Chỉ là, mấy năm sau, Vân Phi Dương tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, rốt cuộc không có bất cứ tin tức gì. Vân Phi Dương đâu, tại sao lại biến mất? Chư giới võ giả rất mờ mịt, thời gian dần dần trôi qua, mà tại Vân Phi Dương biến mất thứ 10 năm, vạn giới bên trong đột nhiên hiện ra cửa màn sáng lớn. Màn sáng xuất hiện, cũng không phải là trầm lận phong khu động, mà chính là thiên đạo tự mình hình thành. Mà làm cho thiên đạo tự chủ ngưng tụ màn sáng, cung cấp thế nhân quan sát, cái kia tất nhiên phát sinh đại sự gì. Mau nhìn là Vân Phi Dương, có người cả kinh nói, chư giới võ giả nhất thời liền phát hiện, ở đâu màn sáng lên một mảnh vỡ vụn khu vực, Vân Phi Dương phiêu nhiên mà ra, thủ tại rất nhiều ngôi sao bên trong. Hiu, hiu, từng đạo từng đạo quang ảnh lấp lóe xuất hiện tại Vân Phi Dương bên người, mà bọn họ theo thứ tự là Lâm Chỉ Khê, Lương Âm, Lang Sa La, Gia Cát Cẩm, Liễu Nhu, La Mục, Mộ Dung Chiến, Phá Đa La, Hà Kỳ, Phong Thiếu Ngôn, Pháp Tể. Rất nhiều võ giả ngạc nhiên phát hiện, mỗi khi một người xuất hiện, thủ tải vỡ vụn đất đai ở mép ngôi sao thì lại phát ra lộng lẫy, phảng phất nhận bọn họ cảm nhiễm. Phi Dương ca, nhìn lấy cái kia vỡ vụn bùn đất, là mục nặng nề nói, đây chính là đã từng thần giới sao. Ừm, Vân Phi Dương gật đầu nói, bên cạnh Vân Lịch nắm quyền, nói tuy nhiên đương thời so kiếp trước tu vi mạnh hơn, nhưng thần giới mới là chúng ta chân chính nhà. Đạp, Vân Phi Dương dẫm ở đâu tồn tại một khối nhỏ thổ địa bên trên. Hắn tung bay mà đứng, quanh thân ngưng tụ bảy màu lộng lẫy ánh sáng bộc lộ ra một cỗ khó nói lên lời khí chất lâm chỉ khê bọn người treo tại sau lưng vẻ mặt nghiêm túc nhưng mà quan sát màn sáng võ giả thì là một mặt mờ mịt cũng không biết vân phi dương cùng đám người này rốt cuộc muốn làm gì Xoát, đột nhiên vân phi dương vung tay lên chỉ hướng nơi xa một khỏa ngôi sao khí thôn sơn hà nói kim cương thần quý vị giống là một hai tay mở ra bên trong thân thể thần hồn bộc phát ra hóa thành một đầu gào thét kim sắc cử viên, chợt bay về phía cái kia lấp lòe ánh sáng ngôi sao. Cuối cùng, tại thế nhân chứng kiến hạ, đại biểu kim cương thần la mục, dung nhập trong thần cung, hóa thành nhất tôn khiến người ta cúng bái thần chỉ. Xoát, vân phi dương cánh tay vung lên, chỉ hướng một cái khác ngôi sao, quát tâm hỏa chi thần, quý vị. Vù vù, đầy trời tâm hỏa xuất hiện, bao phủ lương âm, hướng về đại biểu tâm hỏa chi thần thần cung ngôi sao bay đi, cũng lần nữa hóa thành thần chỉ. Không gian thần, quý vị, thời gian thần, quý vị, kiếm thần, quý vị, phù thần, quý vị, giữ ngôn thần, quý vị, phong thần, quý vị, thuần dương thần, quý vị, sát lục chi thần, quý vị. Theo, Vân Phi Dương lần lượt hô lên, có khác biệt thần, khác biệt thần hồn người, bay về phía thuộc về mình thần công, hóa thành phảng phất vĩnh hằng tồn tại thần chỉ. Cửu thiên thần nữ, quý vị. Vân Phi Dương lần nữa hô. Lâm Chỉ Khê nhìn một chút chính mình nam nhân, khóe miệng giơ lên mỉm cười cuối cùng tại thần quang bao phủ xuống, bay hướng mình thần cung. Cuối cùng, mang theo thần hồn mọi người, lập trước kia thuộc về bọn hắn trong thần cung. Vô số ngôi sao, lấp lóe tia sáng chói mắt, cũng dần dần xuyên kết hợp lại, khiến cho vùng vũ trụ này, làm run rẩy kịch liệt. Chư giới giới chủ kinh hãi không thôi, giờ phút này bọn họ đã ý thức được, Vân Phi Dương tựa như là đang tính toán khai mở một giới A. Xoát, Vân Phi Dương hai tay mở ra, cất cao giọng nói, lôi thần, quý vị. Hưu, tồn tại ở bên trong thân thể đã từng thuộc về vô danh lôi thần thần thông bay lượn mà ra dung nhập thuộc về lôi thần trong thần cung hỏa thần quý vị thôn vệ thần quý vị lục đinh lục giáp thần quý vị nam đấu thất tinh thần quý vị theo vân phi dương lần lượt hô lên tồn tại ở bên trong thân thể thần thông càng không ngừng bay ra sau cùng cùng bắt cặp thần cung dung hợp cái này thần ẩn giới bên trong tử vi thần thần sắc ngốc trệ mà cái kia có chỗ khôi phục đế quân tiên cũng là hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Hai người cũng không nghĩ tới, Vân Phi Dương tại tái tạo thần giới thời điểm, bên trong thân thể sẽ có được nhiều như vậy thần thần thông. Quân Thiên, tử vi thần ngưng trọng nói, người bây giờ cần phải hiểu rõ, hắn so người có tư cách hơn tái tạo thần giới đi. Đế quân Thiên trầm mặc không nói, vỡ vụn thần giới, 107 cái thần thần thông, toàn bộ bay ra ngoài, cùng tự thân thần cung dung hợp. Chỉ cần lại dung hợp một cái, liền có thể thành công. Tại Vân Phi Dương bên trong thân thể, còn có một cái thần thông, nhưng cũng không có triệu hoán. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía đứng ở phía xa Vân Lịch cùng Vân Hoa, mỉm cười, cất cao giọng nói âm dương thần, quý vị. Cái này cái cuối cùng vị trí, hắn lưu cho hai huynh muội Vân Phi Dương, Vân Lịch nắm Vân Hoa tay, cảm kích nói đa tạ. Hưu, hai huynh muội tại âm dương chi khí dung hợp hạ, bay về phía âm dương thần thần cung. 108 thần tề tụ, 108 ngôi sao nhất thời quang mang đại thịnh, cũng trong nháy mắt bay ra kim quang, lẫn nhau xuyên kết hợp lại. Hô, trong khoảnh khắc, hình thành hình tròn kết giới, đem vỡ vụn đất đai bao phủ. Vân Phi Dương đứng ở ngôi sao vị trí trung tâm, quanh thân tản ra mãnh liệt ánh sáng, tiếp theo ngửa đầu hô, chiến đấu chi thần, quy vị. Hưu, hắn hóa thành kim quang bay vút đi, dung nhập đại biểu chiến thần thần cung. Vù vù, cùng lúc đó, bị ngôi sao bao phủ khu vực, điên cuồng vặn vẹo, một cái cứng rắn địa không gian bích lũy, theo trong hư không hiện lên dần dần xuất hiện. Rất nhanh, một cái cự đại mà thấu phát vô thượng tôn nghiêm vị diện xuất hiện tại ngôi sao bao phủ khu vực. Đây là phi dương giới, vào hôm nay, lần đầu hiện ra trong mắt thế nhân. Nó xuất hiện, đại biểu cho, lấy vân phi dương cầm đầu 108 thần, triệt để sáng tạo ra một cái toàn thần giới mới. Ông, ông, làm phi dương giới triệt để hiện ra về sau, quay chung quanh tại bốn phía 108 ngôi sao, run rẩy kịch liệt, diện tích cũng lại cấp tốc mở rộng. Cuối cùng, những thứ này đại biểu chư thần thần cung, hóa thành từng cái đại lục, quay chung quanh tại phi dương giới bốn phía. Từ hôm nay trở đi, Vân Phi Dương nói, ta phi dương thần giới, đứng ngạo nghế vạn giới bên trong, vĩnh thế trường tồn, cùng thiên đồng thọ. Thanh âm vang vọng vũ trụ, truyền lại tại vạn giới mỗi một tên võ giả trong tai, mà câu nói này, triệt để kéo tới vô tận năm tháng, lấy phi dương thần giới làm chủ mở màn chương 1545, phong thần, phong chủ. Từ chân vũ thần vực bắc môn ra thành lập tiểu thần giới, trong tương lai 5 tháng bên trong, ban đầu vốn có thể cường thịnh hơn lên. Thậm chí, có lẽ sẽ xưng là siêu cấp đại giới. Chỉ là sinh ra vạn năm về sau, triệt để phai mờ trong vũ trụ, hóa thành lịch sử hạt bụi. Thay thế tiểu thần giới, là từ chư thần gia trì, theo vân phi dương bên trong thân thể bay ra phi dương giới. Lẽ ra, tại 108 thần phụ cá hạ, đã từng vẫn là thần giới là có thể một lần nữa tạo nên mà thành. Chỉ là, phi dương giới ẩn chứa còn sót lại thần ma bản nguyên, làm chư thần quy vị, mở ra tái tạo về sau, vân phi dương linh cơ nhất động, đem triệu hoán đi ra. Hắn thấy, đem đã từng thần giới tái tạo, không gian bích lũy cùng thiên địa thuộc tính cũng chỉ cùng vẫn diệt trước tiểu thần giới không khác gì nhiều. Lấy phi dương giới làm thần giới mới, đem sẽ trực tiếp siêu việt mạnh nhất tứ giới, trở thành vạn giới bên trong cường đại nhất giới. Cuối cùng, thần giới mới sinh ra, bởi vì là phi dương giới, cho nên tại thần tự phía trước phấn khởi hai chữ, tên là phi dương thần giới. Phi dương thần giới xuất hiện, nhất định đem tại vô tận năm tháng bên trong, trở thành vạn giới bên trong mạnh nhất giới, không có cái thứ hai. Giới chung quanh, đại biểu 108 thần thần cung ngôi sao, hóa thành 108 quả đại lục. Chúng nó là phi dương thần giới trưởng khống trần thế, lấy thần danh nghĩa mệnh danh, tỉ như kim cương thần thần cung hóa thành đại lục, được xưng là Kim Cương Đại Lục, lấy Tâm Hỏa Chi Thần Thần Cung hóa thành đại lục, còn được xưng là Tâm Hỏa Đại Lục. 108 đại lục, đồng thời dung nhập Chư Thần Thần Thông, nắm giữ độc hữu thiên địa thuộc tính. Ở đời sau, vô luận phi dương thần giới, vẫn là 108 đại lục, đều trở thành vạn giới võ giả sở hướng hướng võ đạo thánh địa. Bọn họ nỗ lực tu luyện, chỉ là trở thành Chư Thần Đại Lục một viên, cũng cuối cùng thu hoạch được tiến vào phi dương thần giới tư cách. Đây là nói sau, tạm thời không nói phi dương thần giới bên trong, vân phi dương treo giữa không chung, như là thần chỉ, nhìn xuống giới bên trong hết thảy, đồng thời quanh thân hiện ra cường thế đạo ý. Sau đó, hắn đem lấy thần giới giới chủ thân phận, bắt đầu chế định thiên địa quy tắc, cùng càng hoàn thiện thiên địa trật tự. Năm đó thần giới, trí cao vô thượng là thần chủ, phía dưới vì tứ ngự, phân biệt trưởng quản các loại sự vật, phân công rõ ràng chi tiết. Bây giờ đã tái tạo thần giới, khẳng định phải theo đã từng hệ thống đi. Tứ ngự chi vị, trọng yếu nhất, Vân Phi Dương nỉ non nói, chỉ có chính mình người thân nhất người mới có thể đầy đủ đảm nhiệm. Rất nhanh, trong lòng của hắn liền có nhân tuyển, lúc này cất cao giọng nói, Viêm Sương, La Mục, Vân Lịch, Trầm Thanh, lập tức lên vì Phi Dương thần giới tứ ngự, cộng đồng trưởng quản thiên đạo. Thanh âm kết thúc, Viêm Sương đám người nhất thời thần quang hộ thể, tiếp nhận Phi Dương thần giới thiên đạo quán đỉnh, từ đó trở thành tân nhiệm tứ ngự. Người khác, như là Mạc Phan Hiên cùng độc cô Cần còn được phong làm thần quân, đứng hàng thượng vị thần. Long chấn Vũ so sánh đặc thù, bởi vì hắn là Long tộc hậu nhân, cho nên bị Vân Phi Dương Phong làm Long tộc chi chủ. Đã từng thần giới dung nạp Bách tộc, bây giờ Phi Dương thần giới tuy nhiên vừa sinh ra, tộc loại rất ít, nhưng ở về sau chắc chắn sẽ ẩn dục ra rất nhiều tộc quần. Vì cái gì? Bởi vì lần thứ 9 tái tạo hoàn tất thần giới, hội dần dần kế thừa đã từng thần giới hết thảy, cuối cùng diễn biến thành Bách tộc đua tiếng cục diện. Long tộc chi chủ sắc phong về sau, tiếp xuống chính là các chủng tộc loại chi chủ được phong cửu vĩ thiên hồ thần thần, bị Vân Phi Dương phong làm hồ tộc chi chủ. Còn về rõ ràng cùng thao thiết trở khế ước thú, còn phân biệt chấn thủ Phi Dương thần giới khắp nơi, thành là chân chính trên ý nghĩa chấn giới thần thú. Tứ ngự cùng các giới chi chủ sắc phong về sau, Vân Phi Dương đem ánh mắt đặt dưới đất, nơi đó là ma giới, bị vô tận ma khí bao phủ, chỉ là chưa ẩn dục ra một đời mới ma tộc. Ma giới cùng ma tộc đã từng là thần giới một phần tử. Bây giờ tái tạo mà thành, tự nhiên phải có một chỗ cắm rùi, như thế mới có thể thăng bằng. Do ai tới làm cái kia ma giới chi chủ đâu, Vân Phi Dương lo lắng lấy muốn hay không đem ma vô nhai thả ra, để hắn tiếp tục làm ma chủ. Không được, ta nhìn cái kia lão ma đầu khó chịu, có thể nào để hắn làm ma giới chi chủ đâu. Vân Đại Tiện thần thẳng mang thù, người nào tới làm ma tộc chi chủ đâu, đây là một cái vấn đề rất lớn, bởi vì làm ma tộc chi chủ, đầu tiên phải có thuần chính nhất ma tộc huyết dịch. Ừm, đột nhiên, Vân Phi Dương nghĩ đến một người, cười nói, tên kia, chắc là có thể đảm nhiệm. Tiểu thần giới đã từng trưởng quản trần thế trong đại lục, tiêu kha ái rất phiền muộn bàn ngồi chung một chỗ hoang phế trên đỉnh núi. Thiên tài thi đấu sau, tên này một mực đang tiểu thần giới bế quan tu luyện, cảnh giới đã đạt tới thiên tôn đại viên mãn. Thực lực đại trướng hắn, đầu tiên muốn làm chính là tìm vân phi dương báo thù, kết quả vừa mới xuất quan, liền thấy tên kia ngồi tại một cỗ xe bên trên. Sao làm sao có thể, tên này khí tức, càng như thế mạnh, cảm nhận được vân phi dương phát ra khí tức còn mạnh hơn nhất giới chi chủ tiêu kha ái nhất thời bị đả kích kém chút tại chỗ khóc to sau đó hắn ánh mắt hoa lên bị vân phi dương truyền tống đến trong vũ trụ tận mắt nhìn thấy diệt đi tiểu thần giới quá trình khi đó tiêu kha ái rốt cuộc minh bạch dù là chính mình đạt tới thiên tôn đại viên mãn lại cũng đã bị vân phi dương bỏ xa hất ra cách xa vạn dặm ai tiêu kha ái lắc đầu nói tiểu tử kia liền thần giới đều tái tạo muốn báo thù là không thể nào hưu đột nhiên không gian mơ hồ hắn vừa rồi suy nghĩ người một mặt mỉm cười lập trước người soát tiêu khả ái lúc này đứng dậy biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc tiểu khả ái vân phi dương cười nói những năm nay không gặp thực lực đề cao không ít nha tiêu khả ái cảnh giác lui lại hai bước tuy nhiên kiêng kỵ tiện thần thực lực nhưng vẫn là vô cùng ngạo nghễ nói cùng ngươi so ra bản tôn kém xa cũng thế vân phi dương cười nói tiêu khả ái lại lui một bộ tâm lý tính toán, muốn hay không chuồn đi đâu. Vân Phi Dương như là xem thấu hắn ý nghĩ nói, ta không phải tới tìm người phiền phức, ta là tới tìm người hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ, tiêu kha ái khẽ giật mình, trật tự diễu nói, người liền thần giới đều tái tạo, ta lại có thể giúp người cái gì. Vân Phi Dương nói, thần ma lưỡng giới vừa mới tái tạo, thiên đạo không được đầy đủ, đều chủ chống chỗ, ta muốn phong ngươi làm ma giới chi chủ, trưởng quản ma tộc. giát tiêu kha ái nhất thời mắt trợn tròn, không nghe lầm chứ, Tên này muốn phong chính mình vì ma giới chi chủ, thế nào? Vân Phi Dương cười nói, có hứng thú hay không, giúp ta chuyện này. Tiêu Kha Ái bán tín bán nghi nói, người không phải đang nói đùa chứ? Vân Phi Dương trước đó chưa từng có chân thành nói, ta chính là thần giới mới sáng tạo giả, sao lại nói đùa với ngươi? Tiêu Kha Ái trầm mặc, đúng vậy a, à, tên này hiện tại như thế ngưu bức, lại là thần ma lưỡng giới sáng tạo giả, thực lực cao hơn nhiều ta, sao lại không có việc gì tới đùa ta chơi? Đi qua một phen nội tâm suy tư cùng giấy rụa về sau, tiêu kha ái nói tốt, chuyện này ta giúp. Như thế mà nói, phi dương thần giới lòng đất ma giới, liền có ma giới chi chủ. Tuy nhiên, tạm thời chỉ là quang can tư lệch, nhưng cùng thiên đạo kiện toàn, hết thải tiến vào chính quy, một đời mới ma tộc liền sẽ thai ngén mà sinh. Tiêu kha ái thì sẽ nâng lên ma tộc đại kỳ, tiếp tục đối địch với thần giới, đến vững vàng thế giới thăng bằng. Trường 1546 là thời điểm đi chân vũ thần vực. Vân Phi Dương vì cái gì nhất định muốn phong Tiêu Kha Ái vì ma giới chi chủ, mà không phải trực tiếp bóp chết ma tộc sinh ra. Như thế mà nói, toàn bộ giới bên trong, đem không có xung đột, cũng sẽ không có chiến tranh. Vân Phi Dương từng cân nhắc qua, cuối cùng lựa chọn bổ nhiệm Tiêu Kha Ái vì ma giới chi chủ, cũng là vì thiên đạo thăng bằng. Lấy võ làm đầu thế giới, vô luận nhân tộc hay là hắn tộc loại, thọ nguyên đều sẽ vô hạn lớn lên, gây giống lực cũng là cực mạnh. Nếu như lẫn nhau hài hòa sinh hoạt, một mực sinh sôi đi xuống, toàn bộ thế giới nhất định sẽ kín người hết chỗ, thiên địa tư nguyên cũng sẽ dần dần khô kiệt. Cho nên vì thăng bằng, ma giới cùng ma tộc tồn tại là phải. Cái này rất tàn khốc, lại cũng không thể tránh né. Trừ phi vân phi dương nắm giữ thực lực mạnh hơn, cưỡng ép cải biến thiên đạo, thành lập chân chính trên ý nghĩa đại đồng thế giới. Có thể làm được sao? Chỉ sợ rất khó, dù sao dù là chân vũ thần vực, loại này càng cao tầng thứ vị diện, cũng vô pháp giải quyết hỏi như thế đề. Nếu không liền sẽ không có cửu đại tiên đế, vì địa bàn, vì tư nguyên lẫn nhau ác đấu mấy chục vạn năm. Nếu không cũng sẽ không có nhìn như là giới cùng giới giao chiến, thực là lấy giảm bớt nhân khẩu làm chủ vực ngoại chiến trường. Phi Dương thần giới các thần, các chủ đều có sắp xếp. Sau đó, Vân Phi Dương liền bắt đầu thành lập mới thiên địa quy tắc cùng thiên địa trật tự. Đầu tiên, hắn đem Phi Dương thần giới chia thành cửu châu, cũng thi hành quận huyện chế. Long tộc cư đông, tên là Đông châu quần đảo, Hồ tộc cư tây, Tên là Thanh Khâu Chi Châu, linh tộc cư đông nam, tên là Linh Châu, châu khác, còn phân biệt có tộc khác loại, cùng bộ lạc tộc quần ở lại. Khu vực trung ương tên là Trung Châu, sinh tồn ở nơi này võ giả cùng sinh linh đều là vạn thế đại lục nhân tộc. Vân Phi Dương tại vạn thế đại lục trọng sinh, từ đó mở ra yêu nghiệt cả đời, đem vạn thế đại lục nhân loại an trí tại Trung Châu, cũng không có bất kỳ tật xấu gì. To như vậy phi dương thần giới, còn có rất nhiều chưa khai phát khu vực. Vân Phi Dương càng nghĩ cuối cùng sắp tán rơi vào trần thế tiểu thần giới võ giả triệu tiến đến mất đi đã từng gia viên lại được an trí tại một cái càng cường đại giới bên trong cái này tức là bất hạnh cũng là may mắn có càng nhiều người về sau cũng phải có thế lực cùng gia tộc cho nên vân phi dương lúc này tuyên bố phi dương thần giới bên trong cho phép lấy gia tộc tông môn phương thức phát triển trong khoảng thời gian ngắn đều đại châu đều đại quận các thành lớn đều toát ra không ít gia tộc cùng vô số xây tông lập phái đến từ tiểu thần giới thế lực khắp nơi cùng tông môn nhân mới đến đối phi dương thần giới hoàn toàn không để ý tới giải chưa hành động giới bên trong động thiên phúc địa danh lam thắng cảnh liền bị nhân loại địa phương chiếm lấy càng bi kịch là phi dương thần giới vẫn là phi dương giới lúc liền đã có rất nhiều nhân loại cùng linh tộc ở lại bọn họ dựa vào càng mạnh thuộc tính cùng thời gian gia tốc chỉnh thể cảnh giới phi thường cao sáng tạo gia tộc và tông môn đủ để treo lên đánh tiểu thần giới thế lực khắp nơi tỉ như một cái bình thường tiểu trấn gia tộc, thực lực đủ để cùng tiểu thần giới nhất lưu gia tộc chống lại. Như thế mà nói, tiểu thần giới thế lực khắp nơi tiến vào phi dương thần giới về sau, trong nháy mắt trở thành tầng dưới chót nhất tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thế lực đều như thế. Năm đó tiến vào vực ngoại chiến trường, tìm nơi nương tựa vân phi dương đạp kiếm tông, tại hắn tự mình an bài xuống, xây tông cùng Trung Châu, thậm chí cố ý sáng tạo một vùng núi lớn, tướng chủ phong tên là đạp kiếm núi nắm giữ đồng dạng đãi ngộ, còn có Hồng Linh Phường. Bọn họ được an trí tại phi dương thần giới khu vực trung tâm Đông Lăng quận bên trong thiết cốt thành, không chỉ có khai tông lập phái, còn có 200 lần thời gian gia tốc. Tử nhục hòa thượng, hắc bào lão quái bọn người, cũng đều thu hoạch được thuộc về mình động thiên phúc địa. Tam giới chi chiến bên trong, bọn họ tuy nhiên sạch từng góp sức, nhưng vô điều kiện tới tương trợ, để vân phi dương rất cảm động. Bây giờ, phi dương thần giới thành lập, tự nhiên cũng muốn an bài thật kỹ bọn họ ầm ầm trung châu bên trong một phiến thiên địa thuộc tính nồng đậm bảo địa đột nhiên nhô lên cũng dần dần hình thành lấy chín phong làm chủ kéo dài sơn mạch đứng tại chân núi đường nhược giản hai tay run rẩy nước mắt tuôn đầy mặt bởi vì vùng núi này cùng đã từng tiểu thần giới cửu tiêu sơn giống như đúc nếu như muốn nói khác biệt cái kia chính là nơi này thiên địa thuộc tính so đã từng cửu tiêu sơn mạnh mấy trăm lần cầu bất lý cùng tấn tiêu phong mười mấy tên đệ tử từng cái kích động không thôi kém chút nhịn không được hoan hô lên đường trưởng lão vân phi dương phiêu nhiên rơi xuống cười nói từ hôm nay trở đi phạm vi ngàn dặm khu vực chính là ngươi linh tiêu phái địa bàn đường nhược giản xoay người lại chắp tay nói lão hủ đại biểu linh tiêu phái cảm tạ vân tiểu hữu tạ cũng không cần vân phi dương cười nói tốt xấu ta đã từng là linh tiêu phái đệ tử đường nhược giản nghe vậy mừng rỡ trong lòng hiu hiu đột nhiên từng đạo từng đạo bóng người xuất hiện hiển nhiên chính là được an trí tại trần thế đại lục bạch thọ di cùng các núi trưởng lão. Khi bọn hắn nhìn thấy giống như đúc cửu tiêu sơn, lại nhìn thấy đường nhược giản bọn người, nhất thời ngây ra như phỗng. Vân Phi Dương rời đi, toàn bộ linh tiêu phái cũng chính thức vào ở mới cửu tiêu sơn. Không bao lâu, cái này đã từng thập đại tông môn đứng đầu phát sinh một sự kiện, cái kia chính là bạch thọ di chủ động đem trưởng môn chi vị truyền cho đường nhược giản. Các núi trưởng lão cũng nhân ái náy nhao nhao nhường ngôi, tuổi trẻ đệ tử đời hai tiếp nhận trưởng lão chi vị. Thiết lập lại sau linh tiêu phái, chính thức đi đến đỉnh phong chi lộ. Không lâu tương lai, cái này đã từng nhất lưu tông môn, cũng sẽ trở thành phi dương giới bên trong số một số hai siêu cấp thế lực. Mà đã từng cùng linh tiêu phái, hồng linh phường đặt tên tông môn, tỷ như liệt diễm tông, y kiếm thính vũ các nhóm thế lực còn không có may mắn như vậy. Bọn họ cũng không bị đến vân phi dương chiếu cố, lại nhân không có tốt hơn đỉnh núi phát triển, tại đi vào phi dương thần giới sau không bao lâu, liền lần lượt giải thể hoặc bị nuốt hết trở thành vĩnh viễn lịch sử vài ngày sau thiết cốt thành bên trong cuồng tông chính thức tại phi dương thần giới lập tông tin tức này lúc trước liền đã truyền ra cho nên một ngày này các lộ tông môn đến đây chúc mừng vân phi dương thân là sáng tạo giả lại là cuồng tông tông chủ phi dương thần giới bên trong các đại thế lực biết không lâu về sau hai bên thiên hạ đại tông môn hẳn là cuồng tông không thể nghi ngờ phi dương thần giới thiên địa quy tắc cùng trật tự đạt được hoàn thiện Mới chính thức trên ý nghĩa trở thành một phương đại giới. Mà khi Vân Phi Dương sau khi làm xong mọi thứ, đưa thân vào giới ngoại vũ trụ, cả người tiến vào một loại vô cùng huyền diệu cảm ngộ bên trong. Cùng lúc đó, một cuồn cuộn đặc thù khí tức theo trong hư không xuất hiện, cũng cuối cùng đem hắn bao phủ, lấp lóe người như là thánh nhân ánh sáng. Đây là công đức chi lực, đây là Vân Phi Dương lần thứ 9 tái tạo, cũng thành lập càng cường đại thần giới khen thưởng. Hô, công đức chi lực bao phủ toàn thân, hóa thành vô tận đạo ý tràn ngập tại Vân Phi Dương trong thức hải, cũng cuối cùng kéo theo hắn cảnh giới đề bạt. Oanh, một ngày nào đó, thức hải giống như nổ tung, Vân Phi Dương chậm chậm mở ra hai con ngươi, ẩn chứa nồng đậm đạo ý ánh sáng, chợt lóe lên. Hắn lắc đầu, rất không hài lòng nói tái tạo thần giới thu hoạch được công đức chi lực, chỉ làm cho ta đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, thực tại có hơi thất vọng. Thân ở chân vũ thần vực thái vũ, nghe được hắn tự nói, khóe miệng co giật nói, theo sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, còn không biết dừng thực tại hắn dự đoán bên trong, Vân Phi Dương tái tạo thần giới về sau, thu hoạch được vô lượng công đức, mượn đột phá này chuẩn tiên, đấm nát tiên môn, phi thăng chân vũ thần vực. Chỉ là không ngờ tới, kẻ này lại bởi vì thi triển chiến, chiến thần hồn thể đệ tam biến tiến vào điên, khôi phục sau sớm đột phá đến chuẩn tiên. Vân Phi Dương tái tạo thần giới, thu hoạch được vô thượng công đức, không chỉ có đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, còn thu hoạch được một hạng sáng tạo trí bảo năng lực. Phi Dương giới trở thành thần giới mới về sau, trong cơ thể ta mất đi có thể dung nạp sinh linh vị diện, không bằng sáng tạo một cái có thể chứa nạp vạn vật trí bảo đi. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, lấy vô thượng công đức, ngưng tạo ra một mai không gian giới chỉ. Vật này cùng Phi Dương thần giới cùng một nhịp thở, không chỉ có thể dung nạp vạn vật, còn nắm giữ thần lực, trọng lực cùng thời gian gia tốc. Vân Phi Dương đem chiếc nhẫn này mệnh danh là tạo hóa giới chỉ. Về sau, khi hắn công thành danh toại, vật này lưu lạc trần thế, tại vô tận năm tháng bên trong bồi dưỡng không ít thiên kiêu chi tử. Hô, Vân Phi Dương phun một ngụm khí, tiếp theo ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận tinh không, cười nói, nơi này sự việc xử lý xong, là thời điểm đi chân vũ thần vực. Đồ nhi, đột nhiên, Thái Vũ truyền đến thanh âm nói, ngươi làm sao đi vào. Giác, Vân Phi Dương thần sắc đột nhiên ngốc trệ, đúng thế, ta không có theo tiên môn tiến vào chân vũ thần vực, lại chống cự thiên đạo dẫn dắt, hiện tại lại làm như thế nào đi vào. Thái Vũ cười trên nỗi đau của người khác cười nói, ha ha ha, ngây người, người đi, mắt trợn tròn a. Chương 1547, ly biệt, thần giới tái tạo hoàn tất, thiên địa quy tắc thành lập, không lâu sẽ tiến vào chính quy, tiếp đó, Vân Phi Dương muốn cân nhắc chính là tiến vào chân vũ thần vực. Nhưng mà, làm sao đi vào? Đây là một cái vấn đề rất lớn. Phải biết, võ giả phi thăng chân vũ thần vực phải đấm nát tiên môn, Vân Phi Dương ngược lại là đấm nát, nhưng hắn lại thoát khỏi thiên đạo dẫn dắt, lựa chọn lưu tại giới bên trong. Ha ha ha. Thái Vũ cười to nói, ngây người a, à. mắt trợn tròn a, à, Vân Phi Dương đè ép muốn đánh người xúc động, nói, sư tôn, người nhất định biết có biện pháp nào tiến vào chân vũ thần vực. Thái Vũ thu hồi tiếng cười, nghiêm túc nói, vũ trụ chi nam cuối đường, lưu giữ ở một tòa liên tiếp chân vũ thần vực tiên môn. Vân Phi Dương vui vẻ, bất quá, Thái Vũ tiếp tục nói, muốn đi vào chân vũ thần vực, người phải tại tiên môn bên trong, trải qua trùng điệp khảo nghiệm, nếu như thất bại, vậy liền vẫn lạc. Hiểu rõ. Vân Phi Dương không quan tâm cái gọi là trùng điệp khảo nghiệm, chỉ cần có thông hướng chân vũ thần vực cơ hội, cái kia không còn gì tốt hơn. Đồ Nhi, Thái Vũ nói, nếu như ngươi có thể đi vào chân vũ thần vực, vậy liền rất khó hạ giới, trước khi đi nhiều bồi bồi ngươi quan tâm người đi. Há, đúng, vi sư nhắc nhở ngươi, không nên có ý mang theo không có đột phá chuẩn tiên cấp võ giả tiến vào chân vũ thần vực, nếu không sẽ hại bọn họ. Vân Phi Dương khẽ giật mình, tuy nhiên Phi Dương giới rời đi bản thể, nhưng hắn có đồng dạng công năng tạo hóa giới chỉ, đã nghĩ kỹ, mang theo chính mình nữ nhân tiến vào chân vũ thần vực. Bây giờ sư tôn nói, hiển nhiên là không thể nào. Vân Phi Dương nghe từ sư tôn nói, từ bỏ mang lâm chỉ khê chờ nữ tiến vào chân vũ thần vực, cho nên không có vội vã đi tìm tiên môn, mà chính là lưu tại Phi Dương thần giới cùng các nàng sinh sống một đoạn thời gian. Phi Dương thần giới sau khi xuất hiện, vạn giới bố cục phát sinh cự đại biến hóa. Đầu tiên, đã từng tứ giới một trong, thần ẩn giới cùng thiên long giới, nhân thụ trọng thương, triệt để ngã vào đáy cốc. Phi dương thần giới xuất hiện, còn dễ như trở bàn tay thay thế lưỡng giới địa vị, trở thành một phương đại giới. Sau đó, vô số đến từ giới khác cường giả, tiến vào đối ngoại mở ra phi dương thần giới, nhất thời bị nồng đậm thiên địa thuộc tính chấn kinh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả đều hy vọng lưu tại phi dương thần giới, không biết sao, căn cứ vân phi dương chế định quy tắc. Muốn nhập ở phi dương thần giới, cần tại chư thần đại lục thông qua khảo hạch mà quy tắc này sẽ vĩnh viễn truyền thừa tiếp đến mức mỗi khi khảo hạch bắt đầu liền trở thành vạn giới bên trong hạng nhất đại sự ba năm sau vân phi dương đứng tại phủ thành chủ trước cửa lấy lâm chỉ khê cầm đầu chúng nữ tề tụ một đường không muốn nhìn lấy hắn phi dương lâm chỉ khê nói tiến chân vỗ thần vực thu liếm chính mình tính cách dốc lòng tu luyện không nên đến chỗ gây chuyện thị phi lương âm liền nói lấy tên này tính cách không gây phiền toái mặt trời mọc ở hướng tây chúng nữ nhao nhao lắc đầu Vân Phi Dương cười nói, người khác không chọc ta, ta chắc chắn sẽ không đi gây người khác. Còn có, Lâm Chỉ Khê lại bổ sung, không muốn trêu hoa gẹo nguyệt. Chúng nữ lần nữa lắc đầu, để tên này không gây phiền toái, có lẽ có thể làm được, để hắn không trêu hoa gẹo nguyệt, tuyệt đối vô cùng khó khăn. Vân Đại Tiện Thần còn cười nói, có các ngươi nhiều mỹ nữ như vậy bồi tiếp, ta đã thỏa mãn, như thế nào đi trêu hoa gẹo nguyệt đây? Lâm Chỉ Khê không nói nữa, quay người rời đi. Nàng như thế vừa đi, chúng nữ đột nhiên buông lỏng không ít. Lương âm nói, nhất định muốn tại chân vũ thần vực càng nhanh cường đại lên, cho chúng ta đều đột phá, liền sẽ đi nhờ cậy ngươi. Ừm, Vân Phi Dương ngưng trọng nói, tiến vào chân vũ thần vực là truy cầu cao hơn võ đạo. Nhưng ở hắn trong kế hoạch, khẳng định cũng sẽ đem chính mình nữ nhân, huynh đệ mình đều nối liền đi. Lương âm không muốn đi, lang xa la kín đáo đưa cho Vân Phi Dương một cái tinh xảo bình nhỏ, nói, đây là ta luyện chế độc tiên tán, có lẽ về sau đối ngươi có trợ giúp. Nói xong, yên lặng rời đi, Gia Cát Cẩm liền nói, ta sẽ một mực giúp người huấn luyện linh tộc binh lính, để bọn hắn trở nên càng cường đại. Hạ Lan Phi đối với các nàng thẹn thùng, đi lên trước, nhẹ nhàng nắm ở vân phi dương trên cổ, đưa lỗ tai nói, lại ở một thời gian ngắn chứ sao. Thanh âm dã rời, câu hồn, vân phi dương nhất thời tâm thần dập dờn, nhưng vẫn là đè xuống dâng lên tà hỏa, cười nói trung quy vẫn là hội tạm thời tách rời, muộn không bằng sớm tới. Ai, Hạ Lan Phi yên lặng lui ra, Thu Y Thủy đi tới, nói đan đạo cũng phải chăm chỉ tu luyện, đến chân vũ thần vực có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Những nữ nhân này đều biểu hiện rất kiên cường, không có đem cái kia phần ly biệt thống khổ biểu hiện ra ngoài. Duy chỉ có một oanh, cũng đã khóc thành nước mắt người. Đừng khóc, Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, ôn nhu nói, Vân Đại ca sẽ đau lòng. Vân Đại ca, một oanh trung quy vẫn là khó có thể áp chế cái kia phần ly biệt thống khổ, nhào vào trong ngực hắn. Những tuy nhiên đó rời đi, nhưng Thủy Trung không thu hồi nguyên niệm chúng nữ, cũng đều là ảm đạm thương tâm. Thế gian này, thống khổ nhất không ai qua được phân biệt. Tuy nhiên có mọi loại không muốn, Vân Phi Dương vẫn là đi ra phủ thành chủ. Viêm Sương cùng là một bọn người sớm đã chờ ở bên ngoài đã lâu, bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương đi ra, cùng nhau đứng vững đội ngũ, quát lớn, Phi Dương ca, lên đường bình an. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, tuy nhiên hắn biết, các huynh đệ là tại cho mình tiến đưa, có thể làm sao nghe được có chút tống trung ý tứ đây. Ta đi về sau, phi dương thần giới thì giao cho các ngươi. Viêm xương cùng là một lớn tiếng nói, yên tâm đi phi dương ca, chúng ta nhất định sẽ làm cho phi dương thần giới trở nên càng cường đại, để hắn trở thành vạn giới đứng đầu. Vân phi dương cười một tiếng, hướng mọi người phất phất tay, mọi loại không muốn rời đi. Khi hắn đi về sau, thiết cốt thành bên ngoài trong quân doanh, một triệu linh tộc binh lính cùng nhau chào quân lễ, cùng hô lên, phi dương phi dương, vũ trụ mạnh nhất. Phi dương phi dương, vũ trụ mạnh nhất. Phi dương phi dương, vũ trụ mạnh nhất. Thanh âm tại phi dương giới thật lâu chưa tiêu, truyền lại tại mỗi người trong lỗ tai. Bọn họ nhao nhao thả ra trong tay sự việc, cùng nhau nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía cái kia dần dần từng bước đi đến vĩ ngạn bóng người. Người hậu thế mà viết phân phi dương truyền bên trong dạng này ghi chép. Phi dương thần giới 3 năm, 14 tháng 7, thiên địa sáng tạo giả vân phi dương tại vạn chúng chú mục phía dưới rời đi, thành tựu vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Tiên môn tại tận cùng vũ trụ, đường tắt cửu u, vân phi dương cố ý tiến đến tìm tới bảo lị. Thần giới mới thành lập về sau, hắn từng tới, để bảo lị mang theo nàng tộc nhân vào ở phi dương thần giới, nhưng bị cự tuyệt, bởi vì nữ nhân này muốn chính mình phát triển, chờ có đầy đủ thực lực liền sẽ phi dương thần giới. Ngày hôm nay lần nữa đi vào cửu u, vân phi dương là hướng nàng cáo biệt. Đi thôi, vị diện cao hơn mới thích hợp ngươi. Bảo lì cười nói, năm đó Vân Phi Dương tiến về tiểu thần giới, nàng thì trải qua một lần phân biệt. Bây giờ, chính mình đã từng bồi dưỡng học sinh, lần nữa bước vào vị diện cao hơn, nàng mặc dù mọi loại không muốn, nhưng cũng tự hào không thôi. Hạo hán vũ trụ bên trong, một cỗ bao trùm bảy màu lưu quang xe cực tốc mà đi, cuối cùng đứng ở tận cùng vũ trụ, lập ở một tòa cự môn trước. Đã từng trầm hạo, cùng nàng thê tử, liền đến qua nơi này, cũng lấy cửu long chi lực nhẹ nhóm phá vỡ, thành công bước vào chân vũ thần vực. Người đến, người nào, trong cửa lớn truyền đến cẩn trọng thanh âm, Vân Phi Dương ngồi ở trong xe, thân thể nhẹ nhàng trước ngửa, mờ u bàn tay nâng cầm lên, cười nói, Phi Dương thần giới, Vân Phi Dương. Người nhưng là muốn tiến vào chân vũ thần vực, không sai, ra tay đi, để ta nhìn xem, người có không có tư cách mở ra tiên môn, tiếp nhận khảo nghiệm. Hưu, Vân Phi Dương theo xe bên trong bay ra, hỗn nguyên cản khôn kiếm ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, vô tận trong vũ trụ, từng chuôi phi kiếm bạo bay mà đến, cấp tốc ngưng tụ thành chống trời cự kiếm. Một kiếm này là hắn tại giới bên trong sau cùng một kiếm, cũng là trước mắt mạnh nhất một kiếm, cuồn cuộn kiếm ý cùng đạo ý, tràn ngập vũ trụ, vô hạn duyên thân. Chương 1548, mới vào chân vũ thần vực. Làm áp đảo vạn giới phía trên chân vũ thần vực, là một mảnh phi thường to lớn, phi thường bao la thế giới, khi nào sinh ra, qua bao nhiêu năm tháng, không ai nói rõ ràng. Tại đây mảng thần kỳ nóng đất bên trên, hiện ra vô số kinh diễm tuyệt luân thiên tài, viết từng đoạn bất hủ truyền kỳ. Sau đó, chẳng biết lúc nào, chân vũ thần vực dần dần hình thành một cái hoàn toàn mới hệ thống. Tiên đế vi tôn, tiên vương làm thần, tiên nhân làm tướng, cuồn cuộn khắp mặt đất, chung chia làm chín cái khu vực, phân biệt từ cửu đại tiên đế trưởng khống, nhân khẩu hơn trăm triệu đại hình trong thành trì, còn tất có đại vị tiên vương tỏa trấn một số phổ thông quy mô thành trì, lại có tiểu vị tiên vương tọa chấn, trưởng quản hết thảy sự vật. Dưới tình huống bình thường, không có bị tiên tông chọn chúng theo giới bên trong phi thăng võ giả, đều sẽ bị an trí tại một cái trong chấn, theo tầng dưới chót nhất bắt đầu tu hành. Mà trưởng quản chấn cường giả, phần lớn đều là tiên nhân cấp, còn về chuẩn tiên, mặc dù không nói như là phàm nhân như vậy khắp nơi có thể thấy được, nhưng mà không có gì quá lớn vị. Theo chấn tiến vào thành, đầu tiên muốn thu hoạch được tán thành, lần còn muốn có đầy đủ tiên thạch, Đến mua bất động sản, không lại chỉ có thể ở tạm, không có thể dài lâu sinh tồn. Trấn cùng nội thành đừng ở tại, trong thành chỉ có càng mạnh thiên địa thuộc tính cùng càng mạnh đạo ý, ở chính giữa tu luyện, có thể nói làm ít công to. Đương nhiên, muốn đạt được vĩnh cửu quyền cư ngụ, đừng nói thành trì, dù là một cái phổ phổ thông thông thôn chấn, thì phải cần thanh toán năm viên tiên thạch. Số lượng này, dù là Bắc môn gia, Nam môn gia chuẩn tiên, một chút xuất ra năm viên cũng sẽ phi thường khó khăn cho nên phi thăng chân vũ thần vực võ giả, đại đa số đều chọn ở tại giã ngoại, thừa nhận tùy thời bị tiên thú công kích mà vẫn lạc vận mệnh. Đương nhiên, bị tiên tông chọn chúng người phi thăng, thì hạnh phúc nhiều. Một ngày, khí trời sáng sủa, ngàn dặm không mây, ầm ầm đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, ở trong thiên địa truyền lại. Cũng may chân vũ thần vực bên trong không gian bích lũy cực kỳ cứng rắn, nơi đây lại là hoang sơn giã lĩnh, thanh âm chỉ truyền đưa ra hơn 10 dặm, cũng không có kinh động nơi xa thôn xóm võ giả tạch 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 tiếng vang kết thúc không gian vỡ vụn một cái khe chợt nhìn thấy một thân ảnh bay ra ngoài có chút chật vật rơi trên mặt đất nhìn kỹ lại phát hiện người bốn chân tiếp đất thế mà vân phi dương mẹ vân đại tiện thần lật người đến mặt mày xám xịt nói không nghĩ tới cái kia cái gọi là khảo nghiệm sẽ phiền toái như vậy tại giới bên trong hắn lấy kinh thiên một kiếm đấm nát thiên môn bước vào bên trong bắt đầu khảo nghiệm mặc dù cuối cùng thông qua nhưng cũng hao phí không ít tâm thần khảo nghiệm quá trình không có tỉ mỉ viết mọi người não bổ soát vân phi dương đứng lên quét mắt một vòng bốn phía khóe miệng xuất hiện mỉm cười nói ta vân phi dương đến tiên vương tiên đến nhóm trở lấy run rẩy đi lần này thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ tiến vào chân vũ thần vực tuy nhiên cảm nhận được cường đại trọng lực nhưng hắn vẫn là rất nhanh thích ứng xuống tới soát vân đại tiện thần nhảy một chút kết quả cứng ngắc phát hiện chính mình cũng không thể phi hành sau đó nỉ non nói xem ra phải cần thích ứng một đoạn thời gian. Hưu, đột nhiên, bên tai truyền đến âm thanh xé gió, một thanh mũi tên nổ bắn ra mà đến, ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Không phải đâu, lại tới, năm đó tại vạn thế đại lục, vân đại tiện thần vừa chui từ dưới đất lên trọng sinh, từng bị mục oanh bắn một tiếng, bây giờ đi vào chân vũ thần vực, lại có lợi tiễn bay tới, nội dung cốt truyện chưa từng tương tự. Soát, vân phi dương bước chân nhanh nhẹn, tùy tiện tránh ra, đồng thời hai ngón tay kẹp lấy mũi tên, Tiêu Sái cười nói, hiện tại ta cũng không phải năm đó ta chui từ dưới đất lên trọng sinh, thân cách vỡ vụn, thân thể yếu dễ dàng đạp đổ. Bây giờ vân đại tiện thần nhưng là chuẩn tiên trung kỳ, tuy nhiên tại tiên nhân, tiên vương bên trong không tính là gì, nhưng giàu gì cũng có chút năng lực. A, à, trong bụi cỏ, một tên thân thể suy nhược thiếu niên nhảy ra, kinh ngạc nói, người vậy mà tiếp được ta tiến. Thật kỳ quái sao? Vân Phi Dương cười nói, thiếu niên kia nói, xem ra người cái này vừa phi thăng chân vũ thần vực giới bên trong võ giả, còn có chút năng lực. Tuy nhiên, hắn đột nhiên làm xấu cười một tiếng, nói tiếp được ta tiến, sẽ chỉ làm ngươi càng không may. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt cảm giác ngón tay truyền đến ngứa đau nhức, da thịt dần dần biến thành màu đen, hướng ngoại giới khuếch tán ra. Không tốt, mũi tên có độc, phù phù, Vân Phi Dương nói còn chưa dứt lời, người liền ngay tại chỗ ngã quỵ đi qua. Thiếu niên mắt trợn tròn, hắn nâng cầm lên nói, độc này chỉ là để võ giả ra thịt ngứa, sẽ không gây nên người hôn mê nha. Tính toán, thiếu niên đi tới, đem hôn mê Vân Phi Dương nâng lên đến, nói trước mang về thôn làng lại nói. Nói, thả người nhảy một cái, tan vào núi rừng ở giữa. Rất nhanh, hắn đi vào một cái ẩn vào trong sơn cốc thôn xóm nhỏ, la lớn, mau đến xem, ta bắt đến một cái người phi thăng. Người phi thăng, chính đang bận rộn hoặc tu luyện thôn dân nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lúc này bốn phía chỉ trỏ nghị luận lên đây là người phi thăng không thể nào nếu thật là có thể bị tiểu việt bắt đến vậy thì thật là không may a à. uy uy gọi tiểu việt thiếu niên kia tức giận nói người đây ý là đang nói ta rất yếu sao rất yếu bởi vì trong thôn cùng sở hữu trăm miệng người trừ tiểu việt cái này ngũ phẩm bán tiên bên ngoài phần lớn đều là cửu phẩm thậm chí bán tiên đại viên mãn tầng thứ không không cái kia lúc trước người trêu gẹo nói, tiểu Việt nhưng là cực nhất định phải trở thành tiên đế đại nhân vật, làm sao lại yếu. Ha ha ha, tất cả mọi người đều cười rộ lên, tiểu Việt là chân vũ thần vực sinh trưởng ở địa phương này người địa phương, hắn tại tiếp xúc võ đạo về sau, một mực đem ta muốn trở thành tiên đế làm thường nói. Đến mức, người trong thôn mỗi lần đều ưa thích cầm câu nói này đùa nghịch hắn. Hừ, tiểu Việt nói, ta biết, các người đang chê cười ta, nhưng ta không tức giận. Bởi vì ta tương lai sẽ trở thành tiên đế, tự sẽ có tiên đế khí lược, không cùng các người bọn này phàm phu tục tử chấp nhặt Mọi người nhao nhao lắc đầu, khổ khổ, nhưng vào lúc này, trong thôn thôn trưởng, một tên tuổi tác khá lớn lão giả chậm chậm đi tới. Các thôn dân lúc này tránh đường ra, lão thôn trưởng, mau nhìn, tiểu Việt chỉ vân phi dương, cười nói ta bắt đến một cái người phi thăng. Lão thôn trưởng đi tới, nói, ngươi xác định, hắn là người phi thăng. Xác định, tiểu Việt chân thành nói, lúc ấy oanh âm thanh chấn thiên, không gian vỡ vụn, cùng ghi chép lại bên trong dị tượng giống như đúc. Lão thôn trưởng lắc đầu, nói, bình thường phi thăng chân vô thần vực người, cảnh giới hẳn là chuẩn tiên, loại này cấp bậc võ giả, thường thường sẽ bị đại thế lực đào đi, làm sao có thể xuất hiện tại chúng ta loại địa phương nhỏ này. Thôn trưởng, theo ta thấy, tiểu Việt hắn nhất định là hoa mắt, đem thôn bên cạnh thôn dân cho bắt tới. Có người cười nói, lão thôn trưởng lắc đầu, sau đó ngồi xổm xuống, đem nằm nghiêng vân phi dương lật qua, tính toán vì giải độc. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ tướng mạo, lại là thần sắc ngốc trệ, tiếp theo tâm thần đại chấn. Hắn là, thôn trưởng kinh hãi nói, vân vân phi dương, rát, toàn trường tĩnh mịch, vây ở bên cạnh thôn dân, cùng tiểu Việt, từng cái trợn mắt hốc mồm, thậm chí cho là mình nghe lầm. Hưu, giả hôn mê vân phi dương nhảy dựng lên, cười nói, không nghĩ tới, tại đây rừng sâu núi thẳm, sẽ có người nhận biết ta vân phi dương, hết sức vinh hạnh, hết sức vinh hạnh a à. Trường 1549, khắp nơi là đạo ý, Vân Phi Dương tại thôn vệ chi ngọn nguồn, lấy một địch hai, chém giết Bắc Môn Hà cùng Bắc Môn Tùng, Thái Vũ liền tại chân Vũ Thần vực các thành lớn, mở ra màn sáng. Lúc đó, lão thôn trưởng trùng hợp tiến về thành trì làm việc, mắt thấy toàn bộ quá trình. Tuy nhiên chấn kinh tại một cái giới bên trong võ giả, vậy mà có thể chém giết hai tên chuẩn tiên, nhưng cũng không có để ở trong lòng, làm xong sự việc liền trở về. Nhưng mà, ai có thể nghĩ, ngày hôm nay, thấy rõ Vân Phi Dương tướng mạo, nhất thời nhớ tới, người này không phải là màn sáng nổi lên hiện giới bên trong võ giả sao mà trong thôn võ giả cũng là khiếp sợ không thôi tuy nhiên bọn họ xa cách thành trì ở tại vắng vẻ trong sơn cốc nhưng là trong khoảng thời gian này có quan hệ vân phi dương tên cùng sự tích cũng là thỉnh thoảng nghe thôn trường cùng người qua đường đề cập qua mới đầu bọn họ không tin mà khi vân phi dương nhảy dựng lên thừa nhận chính mình chính là vân phi dương từng cái lui lại ánh mắt hiện ra nồng đậm kiêng kỵ đây chính là có thể giết chuẩn tiên như nhân a à. người trong thôn cảnh giới tối cao cũng chỉ là bán tiên đại viên mãn ở trước mặt hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích hắn hắn cũng là vân phi dương tiểu việt ngơ ngác nói làm một cái lập chí muốn trở thành tiên đế người hắn lúc nghe vân phi dương sử tích về sau có thể nói hâm mộ muốn chết ba vân phi dương vỗ bả vai hắn cười nói tiểu tử ngươi loại kia độc thực tại quá ngây thơ ách tiểu việt nhất thời mặt bắt đầu nóng lên Vân Phi Dương cũng không có làm khó Tiểu Việt, mà chính là tạm thời ở trong thôn, bởi vì hắn cần một chút thời gian đến càng toàn diện giải chân Vũ Thần vực. Đồng thời tính toán hiểu rõ, là sao hoang dã tiểu thôn thôn trưởng hội nhận biết mình, nguyên lai trước kia chiến đấu hình ảnh truyền tới. Có hơi phiền toái nha, Vân Phi Dương nói, nếu như tại giới bên trong, bị người nhận biết không quan trọng, dù sao không ai có thể uy hiếp được chính mình. Đi vào chân Vũ Thần vực, có cảnh giới càng cao cường hơn người vạn nhất đối với mình có ý tưởng, vậy liền gây rối Đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ về sau, Vân Phi Dương rõ ràng phát giác được, chính mình thực lực so tại chuẩn tiên sơ kỳ chỉ ít để cao gấp 10 lần. Chuẩn tiên hậu kỳ đâu, tiên nhân đâu, không khó tưởng tượng, thực lực sẽ chỉ càng thêm nổ tung. Cho nên Vân Đại Tiện Thần tiến vào chân vũ thần vực về sau, đầu tiên muốn làm, cũng là bị ổi phát dục tuyệt không thể quên. Vài ngày sau, Vân Phi Dương theo thôn trưởng trong miệng biết được một số có quan hệ chân vũ thần vực sự việc, biết muốn muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải tiến vào thành trì, hoặc tiên tông. Ở tại thành trì tu luyện, được cho tán tu, tiến vào tiên tông thì là thuộc về có bối cảnh. Là lựa chọn tán tu đâu, vẫn là tiên tông đâu. Vân Phi Dương nỉ non nói, sau cùng lựa chọn khác tán tu, không có ý định tiên tông, dù sao ước thúc lực quá lớn, còn không bằng tự thú tự mãn. Vân Đại Tiện Thần cũng không biết, khi hắn tiến vào chân vũ thần vực cùng ngày các đại tiên tông thì nhận được tin tức số lớn nhân mã xuất động đang khắp thế giới tìm hắn bên trong chuyện này không đều là muốn lôi kéo hắn cũng có tâm thuật bất chính giới bên trong nhất chiến phân phi dương biểu hiện trấn kinh chân vũ thần vực đồng thời cũng làm cho rất nhiều cường giả để mắt tới vũ kỹ khác cùng trí bảo nếu như trước một bước tìm tới đem đồ vật toàn bộ vơ vét tới không thể nghi ngờ là rất đại thu hoạch tiên tông đơn giản là muốn lôi kéo hắn cường giả khác chỉ là muốn đánh cướp hắn, thật chính là muốn Vân Phi Dương mệnh, tất nhiên là Bắc Môn gia, Nam Môn gia. Bọn họ tại thu đến Vân Phi Dương tiến vào chân Vũ Thần vực tin tức về sau, tự nhiên cũng là điều động số lớn cao thủ tìm kiếm khắp nơi. Riêng là chuẩn tiên hậu kỳ cường giả thì xuất động bốn tên. Có quan hệ những thứ này, Vân Phi Dương cũng không biết, giờ phút này hắn vẫn ở tại trong thôn làng, tiếp tục nghe ngóng lấy chân Vũ Thần vực sự việc. Xác thực nói, Đám chìm trong càng dày đặc đạo ý bên trong không cách nào tự kiềm chế. Lấy thân thể tiến vào chân Vũ Thần vực, Vân Phi Dương mới hiểu được, người này người hướng tới cao đẳng vị diện, thì ra là thế cường hãn, dù là một hít một thở ở giữa đều có thể thu lấy đạo ý. Càng phiêu đáng ở trong thiên địa thuộc tính, càng là phong phú toàn diện, cực kỳ cường hãn. Đây vẫn chỉ là trong thôn, nếu như tiến vào trong trấn, tiến vào trong thành trì, thiên địa thuộc tính cùng đạo ý sẽ chỉ càng mạnh. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực, hắn đã quyết định trời sáng xuất phát, tiến về lân cận thành trì, trước lăn lộn cái thân phận lại nói. Vân đại ca, tiểu Việt đẩy cửa vào, bưng lấy một đống hoa quả, cười nói, đây là ta theo ngoài sơn cốc hái, mùi vị không sai, người đến nếm thử. Ừm, Vân Phi Dương cầm tới một cái cùng táo tương tự quả thực, chỉ là gặm một ngụm, nhất thời cảm giác thịt quả cùng trong nước trái cây ẩn chứa đạo ý. Không hổ là chân vũ thần vực, liền hoa quả bên trong đều ẩn chứa đạo ý, khó trách tiểu Việt tuổi như vậy, liền có thể đột phá đến bán tiên chân vũ thần vực cường hãn, rung động thật sâu vân phi dương. Mà hắn có thể xác định, dù là một con lợn ở chỗ này, mỗi ngày chỉ biết ăn ngủ, cũng có thể thành tựu cuối cùng thần thú. Ta chỉ là mới đến, những sinh tồn đó ở chỗ này thật lâu cường giả, cũng không biết tương đạo ý lĩnh ngộ được cái gì tầng thứ. Thực tại quá chờ mong, cùng càng mạnh võ giả giao thủ. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương lên đường rời đi, thôn trưởng tiến đưa lúc, ngưng trọng nói, Vân Tiểu Hiếu, giã ngoại nguy hiểm trùng điệp, người cũng phải cẩn thận a. À không có việc gì vân phi dương nói ta có thể tự vệ hắn đã biết chân vũ thần vực bên trong trải rộng hung thú nhiều vô số kể một khi rời đi ở lại điểm bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được nguy hiểm tiểu việt trước khi đi vân phi dương cười nói về sau ngươi sẽ trở thành tiên đế đây không phải chế giễu đây là cổ vũ ừm tiểu việt trọng trọng gật đầu nói vân đại ca ta sẽ cố gắng vân phi dương rời đi thôn trang bước vào tiến về thành trì dài rằng giặc trên đường đưa mắt nhìn hắn rời đi thôn trưởng ngữ khí sâu xa nói cái này đến từ giới bên trong người phi thăng nếu như không vẫn lạc tương lai nhất định có thành tựu lớn thôn dân rất là tán thành có thể tại giới bên trong chém giết chuẩn tiên bây giờ phi thăng tới chân vũ thần vực nắm giữ càng mạnh tu luyện hoàn cảnh bọn họ hoàn toàn sẽ không hoài nghi vân phi dương có thể trở nên càng mạnh chỉ là muốn mạnh lên chuyện thứ nhất đó chính là sống sót nếu không hết thảy đều là nói suông cho dù tốt tư chất cũng chỉ hội biến thành hạt bụi. Oanh, u ám sơn lâm, đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, đánh vỡ lâu dài bình tĩnh. Xoát, Vân Phi dương thân thể nhảy lên, nhẹ nhàng rơi trên tảng cây. Phía dưới, giống như hổ giống như sư, thể trạng to lớn, thực lực có thể so với chuẩn tiên sơ kỳ hung thú giống như núi nhỏ ngã xuống. Nó ở ngực bị xuyên thủng, một khỏa sáng chói tinh hạch lăn xuống đi ra. Hưu, Vân Phi dương vung tay lên, đem tinh hạch cầm trong tay, lại là lắc lắc đầu nói, loại này cấp bậc hung thú, uẩn dục tinh hạch, tồn tại đạo ý cũng yếu như vậy a. À. Rời đi thôn làng đã ba ngày, trên đường, hắn gặp được rất nhiều hung thú, giết không ít, thu hoạch được đại lượng tinh hạch. Tuy nhiên nội bộ ẩn chứa đạo ý, nhưng vô cùng yếu ớt, xa kém xa cùng theo bác môn tùng bọn người cái kia lấy được tiên thạch đánh đồng. Ai, Vân Phi Dương tìm một cái sơn động, vận chuyển nghịch thiên quyết, đem tinh hạch bên trong đạo ý thu lấy. Sau đó, tiến vào tạo hóa giới chỉ, dựa vào 200 lần thời gian gia tốc, tiếp tục thôi diễn thái thanh kiếm quyết cùng túng bộ di vị. Ừm, đột nhiên, hắn phát giác được bên ngoài sơn động có động tính, lúc này hoàn hồn, đã thấy mấy tên bóng người theo chỗ tối nhảy ra. Đại ca, vừa rồi giết hổ sư thú tiểu tử kia, nhất định giấu tại bên trong. Trường 1550, tàn khốc, đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài sơn động võ giả cùng sở hữu 5 người, dẫn đầu tu vi cao nhất, cảnh giới đã đạt tới chuẩn tiên sơ kỳ, hắn 4 người thì là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Những người này là phụ cận thành trì tán tu, ngày thường muốn sao bế quan tu hành, muốn sao đến giã ngoại liệp sát hung thú kiếm lấy tinh hạch. Lúc trước, Vân Phi Dương oanh sát một đầu hổ sư thú, động tính huyên náo lớn, năm người xa xa nghe được, khi bọn hắn đuổi tới hiện trường, phát hiện là một đầu chuẩn tiên sơ kỳ hung thú, liền một đường đuổi tới. Bên trong gia hỏa, cầm đầu tên kia chuẩn tiên, tên là Thôi Vượng, âm thanh lạnh lùng nói, lăn ra đến. Bốn người khác đem động khẩu vây quanh, hiển nhiên là sợ trong động người chạy đạp vân phi dương đi tới cười nói có chuyện gì sao rời đi thôn trang về sau hắn thì thay hình đổi dạng hiện tại bộ dáng tuy nhiên xuất khí vô cùng nhưng đã không còn là vân phi dương mà lại thời khắc vận chuyển nghịch thiên quyết rất tốt áp chế cảnh giới mới đến điệu thấp điệu thấp phát giác được người này khí tức đơn giản cũng là chuyển tiên sơ kỳ cùng mình không kém bao nhiêu thôi vượng nhất thời yên tâm nói lúc trước đầu kia hổ sư thú là ngươi giết không sai Vân Phi Dương gật đầu nói, thôi vượng cười nhạt một tiếng, nói, đem tinh hạch giao ra. Giao ra, Vân Phi Dương có chút kinh ngạc nói, ta đồ, vật, tại sao muốn giao ra? Mọi người sụp đổ, tên này có phải hay không ngốc A? À? Chẳng lẽ không nhìn ra, chúng ta đây là tại ăn cướp A? À? Thôi vượng cười lạnh nói, tiểu tử, người có thể không giao, nhưng cũng phải trả giá lớn, đó chính là tử vong. Vân Phi Dương nghe vậy, cả kinh nói, các ngươi là cường đạo. Cường đạo, ha ha ha. ha mọi người nhất thời cười ha hả, giống như nghe được phi thường buồn cười trò cười. Sơ qua, thôi vượng thu hồi tiếng cười, lạnh lùng nói tiểu tử, tại chân vũ thần vực, không có có chút bận tâm cường đạo, cũng không có cái gọi là thổ phỉ, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, yêu cầu này nọ, là sự việc rất bình thường. Như thế tàn khốc, Vân Phi Dương nỉ non nói, mọi người lần nữa sụp đổ, chẳng lẽ, kẻ này là sinh hoạt tại vực nội người rừng A, liền cơ bản nhất quy tắc đều không hiểu. Tiểu tử, khác giả vờ ngây ngốc, Thôi vượng không nhịn được nói, hiện đưa lại cho ngươi hai lựa chọn, muốn sao giao ra tinh hạch xéo đi, muốn sao chúng ta động thủ lấy, mà ngươi còn mệnh tang hoang dã. Không có lựa chọn khác sao? Vân Phi Dương nói, tiểu tử, một tên võ giả lạnh lùng nói, thôi lão đại đây là cho ngươi sống sót cơ hội, đừng loi nhoi, nhanh làm ra lựa chọn, nếu không ngươi bây giờ đã sớm chết. Ta suy nghĩ một chút, Vân Phi Dương nâng cầm lên, trầm tư một lát nói, ta là cảm thấy, cần phải còn có lựa chọn thứ ba, cái kia chính là... Xoát, hắn đột nhiên xuất hiện tại thôi vượng trước người, một cái tay nhô ra, đặt tại cổ hắn bên trên, mục quang lãnh lệ nói, giao ra các người đáng tiền đồ, vật, ta tha cho các người khỏi chết. Một cử động kia, tốc độ ánh sáng, làm vân phi dương trực tiếp chộp vào thôi vượng trên cổ, lực lượng cường đại phóng thích, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Bên cạnh bốn tên võ giả mắt trợn tròn, bọn họ hoàn toàn không thấy được vân phi dương là thế nào động, cứ như vậy hưu một chút, đứng tại thôi lão đại bên người, đem hắn cho khống chế. Người người không phải chuẩn tiên sơ kỳ, thôi vượng hoảng sợ nói. Hiển nhiên, theo vân phi dương bạo phát khí thức bên trong, đã cảm thấy được, hắn mạnh hơn chính mình quá nhiều. Bốn sắc mặt người kinh biến, thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không sai lắm thời điểm, nhanh sẽ có giá trị đồ, vật giao ra, nếu không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Vân phi dương thanh âm âm u, cường đại linh hồn lực bao phủ tại thôi vượng quanh thân, để hắn nhất thời thừa nhận khủng bố uy áp lộng hành quấy rối khác khác, thôi vượng sợ hãi, hắn vội vàng nói ta ta giao ta giao. Nói, đem không gian giới chỉ lấy ra, đồng thời còn vô cùng phối hợp xóa đi bên trong linh hồn chạm trổ. Còn có các ngươi, Vân Phi Dương quét mắt một vòng bốn người khác, thôi vượng thì là cả giận nói, mẹ, còn không dám lấy ra, cho vị tiểu hữu này. Thật tốt, bốn người tuy nhiên không muốn, nhưng vẫn là vô cùng thịt đau đem không gian giới chỉ ném qua tới. Vân Phi Dương lúc này phân hóa linh hồn, dung nhập năm cái nhẫn bên trong, lại cũng chỉ là vơ vét không ít tinh hạch không có gì quá đáng tiền đồ vật uy hắn cau mày một cái nói ngươi trong giới chỉ làm sao không có loại kia ẩn chứa đạo ý thạch đầu ẩn chứa đạo ý thạch đầu thôi vượng nhất thời nghĩ đến hắn nói có thể là tiên thạch lúc này khóe miệng co giật nói tiểu hữu tiên thạch loại này cực kỳ vật chân quý ta một giới tán tu tại sao có thể có đây hắn trước kia có bất quá đã sớm cầm đem đổi lấy thành trì quyền cư ngụ tiên thạch a Vân Phi Dương biết loại kia thạch đầu tên, tiếp theo thả ra thôi vượng, lạnh lùng nói cút đi. Xoát, vừa mới đạt được giải thoát thôi vượng, lúc này nhanh như chớp chạy, bốn tên võ giả cũng là từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Bị phản ăn cướp, ngày hôm nay ý tưởng thực xui xẻo a. À. Thôi vượng cùng bốn tên võ giả trong không gian giới chỉ mặc dù không có tiên thạch, nhưng có hơn 100 khỏa tinh hạch, chuẩn tiên sơ kỳ cấp thì có 10 khỏa, cũng coi như có chút ít thu hoạch. Vân Phi Dương cất giữ trong tạo hóa giới chỉ bên trong tính toán siêu tập đủ nhiều, sẽ cùng nhau thu lấy bên trong đạo ý. Đối với hắn mà nói, đã không có tiên thạch, như vậy chỉ có thể dựa vào tinh hạch. Chân vũ thần vực bên trong, nguyên lai không có cường đạo cùng thổ phỉ nói chuyện, chỉ cần có thực lực, liền có thể tùy ý vọng động. Vân Phi Dương khóe miệng dơ lên mỉm cười, làm một cái thường xuyên ăn cướp người khác, vơ vét không gian giới chủ hạng người, hắn thích vô cùng loại này quy tắc, loại phương thức này. Thôn trang đến lân cận thành trì, chỉ ít có mấy vạn dặm đường trung gian cũng nhiều vì rậm rạp sơn lâm, bên trong trải rộng đến hàng vạn mà tính hung thú. Vân Phi Dương vì theo tinh hạch bên trong thu hoạch đạo ý, một đường đi tới, gặp thú thì giết, mấy ngày kế tiếp, chết ở trong tay hắn hung thú thì nhiều đến ngàn con. Bên trong, riêng là chuẩn tiên sơ kỳ cấp tinh hạch, thì nhiều đến 100 khỏa. Vân Phi Dương tìm một cái vắng vẻ sơn động, dung nhập tạo hóa giới chỉ bên trong, bắt đầu tiến hành đại lượng thu lấy. Vẹn vẹn một ngày thời gian, hơn trăm quả chuẩn tiên cấp tinh hạch liền bị toàn bộ hấp thu, thu hoạch đạo ý, lại cũng chỉ có tiên thạch một phần mười. Xem ra, ít nhất phải hấp thu một nghìn quả hai bên chuẩn tiên sơ kỳ cấp tinh hạch, mới có thể có thể so với một quả tiên thạch. Vân Phi Dương nỉ non nói, bành, bành, đột nhiên, bên ngoài sơn động truyền đến nổ vang, có người ẩu đả, Vân Phi Dương lúc này đi ra sơn động, theo thanh âm bước đi. Rất nhanh, liền tại một mảnh dòng suối nhỏ bên cạnh, nhìn thấy hơn 10 tên võ giả, chính đang vây công một tên tuổi trừng thất tuần lão giả. Nhiều người như vậy khi dễ một người, còn thật không biết xấu hổ a à. Vân Phi Dương lắc đầu nỉ non nói, hắn cũng không có xuất thủ lần lượt tính toán, dù sao chân vũ thần vực rất tàn khốc, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thực tại có chút buồn cười. Đương nhiên, nếu như lão đầu đổi lại một cái xinh đẹp nữ, Vân Đại Tiện Thần có thể sẽ xuất thủ, trình diễn xuất trận anh hùng cứu Mỹ tiết mục. Trường 1551, bọ ngựa bắt phe, chim sẻ núp đằng sau bị vây công lão giả, thực lực là chuẩn tiên sơ kỳ, mà hơn 10 tên võ giả bên trong, có hai tên đồng dạng là chuẩn tiên sơ kỳ, cho nên theo cục diện đến xem, lão giả ở vào tuyệt đối bị động. Hừ, giao chiến khu vực bên ngoài, một tên cẩm y nam tử cười lạnh nói, lão gia hỏa, còn không nhanh thúc thủ chịu trói, giao ra tiên thạch đến. Tiên thạch, núp trong bóng tối vân phi dương nghe vậy, ánh mắt nóng rực lên. Hiện tại hắn đã hoàn toàn giải, bước vào chuẩn tiên về sau, tiên thạch đối với võ giả tầm quan trọng, Bành, lão đầu gian nan bước lui một tên chuẩn tiên về sau, âm thanh lạnh lùng nói, đường đường đêm thành cận ra, lại sẽ vì một khỏa tiên thạch, làm ra như thế ăn trộm sự việc tới. Đêm thành, Vân Phi Dương khẽ giật mình, hắn chuyến này chỗ đi thành trì, chính là đêm thành. Theo thôn trưởng trong miệng biết được, tòa thành trì này quy mô không lớn, nhưng cũng là phương viên mấy vạn dặm một tòa duy nhất thành. Cẩm y nam tử thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, giao ra tiên thạch, tha cho người khỏi chết. Phi, Lão đầu nói, lão phu cư nhiên chết, cũng sẽ không giao ra tiên thạch. Cẩm y nam tử cười lạnh nói, thật sự là một cái gian ngoan không rõ lão ra hỏa, cho ta đem hắn tháo thành tám khối. Tuân mệnh, hai tên chuẩn tiên sơ kỳ thủ hạ, lúc này tu vi bạo phát, động lên thật sự. Lão đầu nhất thời lâm vào bị động, bị đánh khó có thể hoàn thủ, càng là liên tiếp bị oanh tại trên ngực. Phốc, cuối cùng, lão đầu lui nhanh mấy chục trượng, máu tươi phun ra, sắc mặt dị thường tái nhợt, thân chịu trọng thương hai tên chuẩn tiên cấp võ giả từng bước một tới gần, sát khí bao phủ. Vù vù, đột nhiên, chỗ tối trong bụi cỏ, một đạo hắc ảnh bay lượn mà ra, khí thế khủng bố cuốn tới. Bành, bành, hai tên chuẩn tiên không ngờ tới, chỗ tối cất giấu người, bất ngờ không đề phòng bị đánh bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất. Người nào, công tử áo gấm phẫn nộ nói, xoát, một thân mặc trung niên nhân áo đen phiêu nhiên rơi xuống, thản nhiên nói, không muốn chết, mau mau cút. Đang khi nói chuyện, chuẩn tiên trung kỳ khí tức lan tràn ra, khiến cho công tử áo gấm cùng cận ra rất nhiều võ giả sắc mặt kinh biến. Không nên hiểu lầm, đây cũng không phải là Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn núp trong bóng tối, có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới, trong núi rừng còn ẩn giấu đi người khác, ta lại không có phát hiện. Đang khi nói chuyện, linh hồn lực điên cuồng lan tràn ra. Tái tạo thần giới thu hoạch được vô thượng công đức, không chỉ có để Vân Phi Dương đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, linh hồn cường độ cũng có thể so với chuẩn tiên hậu kỳ chỉ phải nghiêm túc đi dò xét, dù là chuẩn tiên hậu kỳ cũng có thể tìm tới. Ngọa tào, linh hồn lực trải rộng ra về sau, Vân Phi Dương há to mồm. Bởi vì, tại trong phạm vi mấy chục dặm, lại vẫn thất giấu 10 tên võ giả, bên trong 8 tên chuẩn tiên sơ kỳ, hai tên chuẩn tiên hậu kỳ. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cùng nhau khóa chặt khu giao chiến. Thậm chí hai tên chuẩn tiên trung kỳ, nóng lòng muốn thử, phảng phất tùy thời có khả năng hội tiến lên. Không phải đâu, Vân Phi Dương sụp đổ nói, chẳng lẽ những người này đều tại đánh tiên thạch chủ ý. Vâng, vô luận xuất hiện trung niên nhân áo đen, vẫn là núp trong bóng tối 10 tên võ giả, bọn họ đều nhìn lên lão giả tiên thạch, chậm chạp không có động thủ cũng là tại chờ cơ hội. Tiên thạch, tuyệt đối là chân vô thần vực bên trong trọng yếu nhất, giá trị hoàn toàn không kém hơn chuẩn tiên sơ kỳ cấp trí bảo. Cận công tử nhà ta ý thức được xuất hiện người áo đen thực lực là chuẩn tiên trung kỳ, nhất thời liền có thoái ý. Không có cách, cảnh giới áp chế, không lùi lời nói, cái kia chính là bị song bạo. Công tử áo gấm dù sao cũng là cận ra dòng chính, trước khi đi thông lệ quảng xuống ngoan thoại, nói, vị bằng hữu này, ta cận ra nhớ kỹ. Đi, xoát, xoát, cận gia nhân mã lúc này rút lui, tên kia chuẩn tiên trung kỳ võ giả cũng không đuổi kịp đi, hiển nhiên cũng không muốn đem cận ra làm mất lòng. Còn về quảng xuống ngoan thoại, còn là hoàn toàn không có để ở trong lòng, dù sao hắn chỉ là một giới tán tu, lại cũng không phải là ở tại đêm thành vị bằng hữu này, thủ thương lão giả cảm kích nói, đa đa tạ xuất thủ cứu giúp. Trung niên nhân áo đen xoay người, cười nói, nếu như ngươi thật cảm tạ ta, đều có thể đem tiên thạch tặng cho ta. Lão giả sắc mặt biến hóa, lạnh nhạt nói, nguyên lai, người cũng là vì lão phu tiên thạch mà đến. Nói nhảm, trung niên nhân áo đen nói, ta sẽ vô duyên vô cớ đắc tội cận ra tới cứu người A. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, cái này chân vũ thần vực võ giả có người tốt sao, có thấy việc nghĩa hăng hái làm người A. Lão giả lắc đầu, nhưng cũng ánh mắt kiên định, nói, lão phu nói qua, dù có chết, cũng tuyệt không giao ra tiên thạch. Trung niên nhân áo đen thản nhiên nói, người thọ nguyên còn rất dài, tương lai có lẽ có thể đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, cần gì phải tử thủ một khỏa tiên thạch mà mất mạng đây. Lão giả cười lạnh một tiếng nói, vật này đối lão phu phi thường trọng yếu, dù là vẫn lạc, cũng nhất định muốn giữ vững. Thật sự là một cái cố chấp lão đầu, trung niên nhân áo đen thở dài một hơi, tiếp theo từng bước một đi qua. Xoát, đột nhiên, núp trong bóng tối một tên khác chuẩn tiên trung kỳ võ giả, rốt cuộc nhịn không được bay ra ngoài. Hắn cử động này, một tên khác chuẩn tiên trung kỳ cũng đi tới. Hai người lúc trước không ra, là sợ đến tội cận ra, bây giờ cận ra người đi, liền nhất thời yên tâm. Tán tu vũ giả cũng là có như thế một cái bệnh chung. Bọn họ tình nguyện trêu chọc cùng là tán tu vũ giả, cũng không muốn trêu chọc thành chỉ gia tộc và thế lực. Hừ, trung niên nhân áo đen cười lạnh nói, hai người các ngươi, vẫn là không nhịn được đi ra. Hắc lão quỷ, tên kia thể trạng hơi béo võ giả nhếch miệng cười nói, cái này tiên thạch, người cũng không thể thì dễ dàng như thế lấy đi. Không sai, một người khác gật đầu nói, gọi hắc lão quỷ võ giả hơi hơi trầm ngâm, đột nhiên xuất thủ, lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế tốc độ bắt hướng lão đầu. Xoát, xoát, hai tên chuẩn tiên trung kỳ cũng không phải bất tài, tại hắn động thủ trong nháy mắt cũng nhao nhao hành động. Bành, 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 trong khoảnh khắc, ba tên chuẩn tiên trung kỳ vì càng nhanh cướp đoạt lão giả, nhất thời đánh nhau. Loại này cấp bậc cường giả động thủ, nếu như đổi lại tại giới bên trong, cái kia tất nhiên sẽ trần vỡ một phương vũ trụ. Nhưng mà, chân Vũ thần vực không gian bích lũy cực kỳ cường thế, ba người ở giữa người tới ta đi so chiêu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là để không gian rất nhỏ vặn vẹo. Chậc chậc, Vân Phi Dương âm thầm sợ hãi than nói, phương này vị diện không gian hàng rào thực tại quá mạnh, ba tên chuẩn tiên trung kỳ bạo phát cũng chỉ là rất nhỏ dung chuyển nếu như ta phi dương thần giới cũng có thể đạt tới loại trình độ này liền có thể tự thành nhất vực suy nghĩ thời khắc hắn lặng lẽ tới gần hắn muốn làm cái kia bạo ngựa bắt phe chim sẻ núp đằng sau hoàng tước soát thừa dịp ba tên chuẩn tiên trung kỳ đánh khí thế ngất trời vân phi dương thi triển túng bộ di vị trong nháy mắt xuất hiện tại lão đầu trước mặt một cái tay chụp trên bờ vai hưu một chút biến mất không tốt có người đem lão đầu cướp đi ẩu đả ba tên chuẩn tiên trung kỳ nhất thời ngừng tay mà khi bọn hắn phẫn nộ phóng thích tiên nghiệp, lại phát hiện phương viên mấy chục dặm, trừ lúc trước cất dấu tám tên chuẩn tiên sơ kỳ, không có người nào nữa. Mẹ, đến cùng là ai? Hắc lão quỷ ba người phẫn nộ không thôi. Bọn họ theo đuôi cận ra vài ngày, rốt cục vào hôm nay tìm tới cơ hội, kết quả lão đầu cứ như vậy ngay dưới mắt bị cướp đi, thực tại vô pháp tiếp nhận. Làm sao bây giờ, ba tên chuẩn tiên trung kỳ chỉ có thể đem biệt khuất chi hỏa, phát tiết tại trên người đối phương, điên cuồng đánh nhau chương 1552, bệnh nặng người. Ba tên chuẩn tiên trung kỳ tại trong sơn giã đánh là tại hỏa hướng lên trời, núp trong bóng tối tám tên chuẩn tiên sơ kỳ, thì là bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ vốn là nghĩ đến, ba người này cùng cận ra phát sinh sống mái với nhau, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi. Chưa từng nghĩ, đột nhiên lão đầu kia, liền bị người bắt đi, càng bi kịch là, liền bóng dáng cũng không thấy. Là ai đâu, có thể tại ba tên chuẩn tiên trung kỳ không coi vào đâu, đem lão đầu cướp đi, không phải là chuẩn tiên hậu kỳ. Bí ẩn này đề, nhất định không cách nào cởi ra. Lại nói Vân Đại tiện thần, hắn mang theo thủ thương lão giả tại không gian bên trong nhanh chóng vượt qua, cuối cùng đứng ở một chỗ ẩn nấp trong cốc. May mà tại vực ngoại chiến trường đổi lấy một bản túm bộ di vị, nếu không muốn từ ba tên chuẩn tiên trung kỳ trước mắt giành lại lão giả, làm đến thần không biết quỷ không hay, căn bản không thể nào. Xoát, Vân Phi Dương đem lão giả nhẹ nhàng buông ra, cười nói, lão nhân ra, người bây giờ an toàn. Lão đầu ổn định thân thể, cảnh giác nói, ngươi là ai? Có lúc trước hắc lão quỷ sự kiện, để hắn suy đoán người này cứu mình cũng là vì tiên thạch. Phải, vân đại tiện thần không phải người tốt lành gì, cứu lão đầu mục, tự nhiên là vì tiên thạch. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì người xấu, cười nói ta cứu ngươi, nếu như ngươi cảm kích ta lời nói, có thể cầm tiên thạch làm tạ lễ. Quả nhiên, lão giả mặt nhất thời kéo xuống, bất quá, vân phi dương lại bổ sung, nếu như không nguyện ý xuất ra tiên thạch, ta cũng không thể ép buộc, người bây giờ liền có thể rời đi. Thật chứ? Lão đầu bán tín bán nghi nói. Vân Phi dương nhún nhún vai nói, nếu như ta thật có ý tưởng, làm thế nào có thể cùng ngươi một cái trọng thương người dài dòng đây. Lão giả trầm mặc, đúng vậy a, à, mình đã trọng thương, không có mảy may sức hoàn thủ, nếu như hắn muốn cướp lời nói, hiện tại đại có thể trực tiếp động thủ. Hưu, đột nhiên, một viên thuốc bay tới, rơi trong tay hắn. Vân Phi Dương nói, đây là liệu thương đan, ăn nó có thể khôi phục bảy thành thương thế, nếu như ngươi cảm thấy là độc dược cũng có thể tiện tay vứt bỏ. Đan dược thấu phát mùi thơm, lại ẩn chứa sinh cơ khí tức, lão giả kết luận đây là thuốc chữa thương, tuyệt không phải độc dược. Ưng ừ ực, ừ, hắn không có cân nhắc, đem đan dược nuốt vào, đan dược vào miệng tức hóa, bên trong thân thể trong nháy mắt hiện ra bằng bạc sinh mệnh thuộc tính, cùng mạnh đại chữa thương dược hiệu. Lão giả trong lòng giật mình, lúc này ngồi xếp bằng xuống. Ước chừng một lát, hắn sắc mặt tái nhợt dần dần đỏ ửng lên, bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch cũng lại uẩn dục phía dưới khôi phục bảy tám phần. Đây là cái gì đan dược, lại có như thế kỳ hiệu. Lão giả khiếp sợ không thôi, làm một tên lão giang hồ, hắn phục dụng liệu thương đan dược nhiều vô số kể, lại chưa từng thấy thần kỳ như thế hiệu quả trị liệu đan dược. Lại hoặc là nói, người trẻ tuổi kia là một tên đỉnh phong luyện đan sư. Nếu như tại giới bên trong lời nói, Vân Đại Tiện Thần thật là đỉnh phong luyện đan sư, mà lại tại tái tạo thần giới về sau từng đi dược giới tiến hành đi qua một phen chứng nhận bây giờ phẩm giai là cửu phẩm đan đế còn về luyện chế viên đan dược kia thì là ngũ phẩm kim đan cấp không chỉ có từ bách thảo đan lô luyện chế mà thành còn ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh thuộc tính chữa thương hiệu quả cực nghịch thiên tiểu hữu lão giả hỏi đan dược này là ngươi luyện chế đương nhiên vân phi dương cười nói phù phù đột nhiên lão giả hai đầu gối quỳ mà nói tiểu hữu lão phu có một chuyện muốn nhờ hắn đột nhiên quỳ xuống đến đem vân đại tiện thần giật mình hiu phất ống tay áo một cái đem lão giả dìu dắt đứng lên vân phi dương cười nói lão nhân ra có chuyện gì nói thẳng không cần hành đại lễ nhưng trong lòng đắc ý lão nhân này làm thủ hộ tiên thạch tình nguyện chết bây giờ lại vì một kiện sự tình từ bỏ tôn nghiêm quỳ xuống cái này nhất định đối với hắn phi thường trọng yếu nếu như mình làm đến chắc là có thể đạt được tiên thạch lão giả hai tay run rẩy hai mắt phủ đầy đục ngầu nước mắt nước nở nói, mời theo lão phu tiến về một chỗ, cứu một cái gần như đe dọa người. Vân Phi Dương đan dược rung động lão giả, mà khi biết là hắn tự mình luyện chế, liền khẳng định người này tất nhiên tinh thông y đạo. Khoan hãy nói, hiểu đan đạo vân đại tiện thần, xác thực tại y thuật bên trên có điểm tạo nghệ. Nói tốt, trên đường, Vân Phi Dương nói, nếu như ta đưa người chủ nhân chưa tốt, tiên thạch chính là ta. Tiểu Hữu lão giả lời thề son sắt nói, nếu như ngươi có thể trị hết chủ nhân nhà ta bệnh, Viên này tiên thạch chính là ngươi. Vân Phi Dương yên tâm, trong lòng suy nghĩ, có thể có chuẩn tiên sơ kỳ người hầu, sắp chết đe dọa chủ nhân chắc hẳn cũng rất có thân phận, chính mình đem hắn chưa tốt, có lẽ có khác chỗ tốt. Tại lão giả chỉ huy hạ, Vân Phi Dương đi vào một chỗ trước thác nước, lọt vào mà đi, tiến vào thiên nhiên trong sơn động. Chật chật, không nghĩ tới cái này thác nước nội bộ, có động tiên khác. Vân Phi Dương sợ hãi thán phục thời khắc, vẫn theo lão giả tiến lên, rất nhanh đứng ở một chỗ rộng rãi trong thạch động. Ả Rập, người trở về, vừa đi vào, một cái có chút suy yếu, vừa mềm yếu thanh âm truyền đến. Vân Phi dường ánh mắt nhìn, lại là nao nao, bởi vì trên mặt ghế đá, ngồi một cái bạch y nữ tử. Người này tuổi chừng 20, một túm như mây mái tóc đen xuôn dài như thác nước rủ xuống, cong cong mày liễu, đáng yêu mũi ngọc, tinh tế tỉ mỉ không cần mảy may tỉ vết như tuyết như xương như tuyết, như là đạp sóng mà đến tiên tử. Đây là một cái đẹp đến mức tận cùng nữ nhân, nếu như muốn nói khuyết điểm, cái kia chính là sắc mặt tái nhợt thân thể quá yếu đuối càng ấn đường biến thành màu đen rõ ràng là thọ nguyên sắp hết dấu hiệu bạch y nữ tử cũng nhìn thấy theo sau lưng vân phi dương thanh tịnh trong mắt sáng thấu phát hàn quang nói ả rập hắn là ai tiểu thư gọi ả rập lão giả nói vị tiểu hữu này là ta tìm đến vì ngươi chữa bệnh nguyên lai lão nhân này chủ nhân là một đại mỹ nữ a vân phi dương ám đạo chữa bệnh bạch y nữ tử buông xuống đề phòng khổ sở nói ta loại bệnh này chỉ có thể dựa vào tiên thạch đến gắn bó ngắn ngủi thọ nguyên, lại như thế nào có thể triệt để trừ tận gốc. Cũng không phải, cũng không phải. Vân Phi Dương đi về phía trước một bộ, chậm rãi mà đàm đạo, trong thiên hạ này, chỉ cần là bệnh là có thể chỉ tốt, chỉ không hết là bị bệnh người, viên kia đã tự mình từ bỏ tâm. Thật sao, bạch y nữ tử nằm sấp trên bàn, yếu ớt nói, người thật giống như đối với mình y thuật rất tự tin. Tạm được, Vân Phi Dương lại đi về phía trước một bộ, đứng ở bên người nàng, nhàn nhạt, mùi thơm cơ thể chạm mặt tới, hắn không muốn động đậy, cười nói cô nương, ta có thể vì ngươi hảo phía dưới mạch. Bạch y nữ tử như là rất mệt mỏi, nằm sấp tại bàn đá trước, ánh mắt dần dần khép lại, hô hấp tiết tấu cũng không có không quy luật. Vân Phi Dương không để ý tới trai gái khác nhau, một cái tay nhô ra, đặt tại xanh nhạt mềm nhẵn trên cổ tay. Nhìn thấy hắn như vậy chuyên nghiệp, đứng ở phía sau lão giả mừng rỡ không thôi, cũng âm thầm cầu nguyện, hy vọng người này có thể chữa vâng, tiểu thư bệnh lão nhân ra sơ qua vân phi dương thu tay lại ngưng trọng nói tiểu thư nhà ngươi là bị người đả thương a à. lão giả khẽ giật mình nói không sai vân phi dương nâng cầm lên nói tiểu thư nhà ngươi đây là thương thế quá nặng lại không được đến kịp thời trị liệu từ đó làm cho bệnh tình nghiêm trọng chuyển biến xấu tiểu Hữu nhưng có chị lão bá vội vàng nói vân phi dương lắc lắc đầu nói đã bệnh nguy kịch sợ khó trị liệu phù phù lão bá lần nữa quỳ xuống khẩn cầu tiểu Hữu mời ngươi vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp mau cứu tiểu thư nhà ta tốt ta hết sức bất quá vân phi dương nghĩ một lát nói ta cần hai khỏa tiên thạch làm thù lao mà lại phải hiện giao tốt tốt lão bá lúc này vung tay lên lấy ra hai khỏa tiên thạch vội vàng nói lão phu nơi này vừa vặn có hai khỏa tiên thạch nguyện ý giao cho tiểu hữu còn mời chữa tốt tiểu thư nhà ta bệnh quả nhiên vân phi dương không ngoài ý muốn thầm nghĩ lão nhân này không chỉ có một khỏa tiên thạch chương 1553, có 100% tự tin có thể trị hết. Căn cứ Vân Phi Dương trần bệnh, bạch y nữ tử thương thế cực nặng, lẽ ra, đã sớm nên một mạng đi tong. Vì cái gì còn sống, ta loại bệnh này, chỉ có thể dựa vào tiên thạch đến gắn bó ngắn ngủi thọ nguyên, lại như thế nào có thể triệt để trừ tận gốc. Tiên thạch có thể gắn bó nàng thọ nguyên, nếu như là như thế tới nói, lão trên đầu người khẳng định không chỉ một khối tiên thạch, nếu không bạch y nữ tử làm thế nào có thể sống đến bây giờ. Dựa theo cái suy đoán này, Vân Phi Dương hơi dùng chút thủ đoạn, vẫn thật là lừa dối ra hai khỏa tiên thạch. Đồ, vật đạt được, làm một cái nói mà thủ tín người, hắn liền bắt đầu trị liệu bạch y nữ tử. Đầu tiên, Vân Phi Dương trước cho nàng phục dụng một khỏa liệu thương đan, cũng một tay dán tại mềm mại lưng thơm bên trên, chuyển vận cuồn cuộn không dứt sinh mệnh thuộc tính. Đan dược khuếch tán, dược hiệu phát huy, uẩn dục bạch y nữ tử bên trong thân thể bị hao tổn kinh mạch, sinh mệnh thuộc tính còn uẩn dục ngũ tạng lục phủ, mà cái này chỉ có thể ổn định nàng thương thế, sẽ không tiếp tục khuếch tán. Sau cùng, Vân Phi Dương linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ bên trong, theo sinh mệnh chi thụ lên gỡ xuống một mảnh lá cây. Phi Dương thần giới tồn tại vạn giới về sau, hắn liền đem sinh mệnh chi thụ cấy ghép đến tạo hóa giới chỉ bên trong, dù sao hắn còn cần sinh mệnh tinh linh trợ giúp, chờ sau khi tỉnh dậy có thể làm được tùy thời bồi dưỡng. Sinh mệnh chi thụ mặc dù không có trưởng thành đại thụ che trời, nhưng cũng là cành lá rậm rạp, bởi vì ẩn chứa tinh khiết sinh mệnh khí tức, dù là một chiếc lá cũng có cực mạnh chữa thương hiệu quả. Vân Phi Dương đem lá cây đập nát, đút cho Bạch Y nữ tử, phối hợp sinh mệnh thuộc tính tiến hành thôi phát. Một phen cứu chữa hoàn tất, trời đã tối. Tiểu Hữu, lão bá vội vàng nói, tiểu thư nhà ta. Vân Phi Dương xóa đi cái chán mồ hôi, có chút yếu ớt nói, bệnh tình tạm thời ổn định lại. Hắn là đang diễn, thực một chút sự tình không có. Làm như thế, cũng là nghĩ để lão đầu biết, chính mình vì cứu hắn nhà tiểu thư, phí không ít tâm thần. Nếu như hắn rất cảm kích, lấy thêm ra một hai khỏa tiên thạch, không còn gì tốt hơn. Vân Phi Dương đi vào chân vũ thần vực, nhận thức đến tiên thạch tầm quan trọng sau về sau, có thể nói cực dùng hết khả năng muốn kiếm lấy. Đến ở trước mắt đẹp như tiên nữ nữ tử, lại không có bất kỳ ý tưởng gì, đơn thuần đem coi như bệnh nhân. Ngày thứ hai, mê man bạch y nữ tử tỉnh lại, Vân Phi Dương hôm qua một phen trị liệu, thật có rõ rệt biến hóa, chỉ ít sắc mặt tái nhợt có chỗ khôi phục. Lão bá thấy thế, đại hỉ không thôi, liên tục hướng Vân Phi Dương thở dài cảm tạ, sau cùng lại là phù phù một chút quỳ trên mặt đất. A à bá, Vân Phi Dương đem hắn dìu dắt đứng lên, nghiêm túc nói, ta bách Lý Phi Dương là một tên thầy thuốc, cứu chữa người bệnh là ta ứng việc nên làm. Tướng mạo đổi, tên khẳng định cũng muốn đổi, nhưng mà, vừa mới thức tỉnh bạch y nữ tử, lại là hơi ngẩn ra một chút nói, người họ kép bách Lý. Vân Phi Dương nói, không sai, tiểu hữu lão bá còn cười nói tiểu thư nhà ta cũng là họ kép bách lý ách vân phi dương khẽ giật mình tiếp theo cười nói nguyên lai like ta cùng cô nương cùng họ ngược lại là rất duyên phận a à. bạch hy nữ tử tự giới thiệu mình ta gọi bách lý nghiên vân phi dương khen tên rất hay nữ nhân này là hắn bệnh nhân cũng là hắn nhà giàu phải thật tốt nịnh nọt bách lý nghiên nói tiên sinh tất nhiên là thật y thuật cao minh tuy chỉ là lần đầu trị liệu lại cũng cho ta tinh thần tỏa sáng vân phi dương lắc đầu nói cô nương bệnh có chút phức tạp, bây giờ chỉ là tạm thời ngăn chặn, muốn chữa trị, sợ cũng có hơi phiền toái. Tiên sinh ý là, ta loại bệnh này tuy nhiên phiền phức điểm, nhưng vẫn là có khỏi hẳn khả năng. Bách Lý Nghiên nói, tốt nữ nhân thông minh, Vân Phi Dương giả bộ xoắn suýt, nói có thể khỏi hẳn khả năng, chỉ sợ chỉ là ngũ thành. Lão bá, Bách Lý Nghiên nói, cho vị tiên sinh này một khỏa tiên thạch. Vâng, tiểu thư, lão bá vung tay lên, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khỏa tiên thạch, Vân Đại Tiện Thần không chút khách khí thủ hạ, nghiêm túc nói, hiện tại chỉ ít có bảy thành nắm chắc. Lại cho một khỏa, Bách Lý Nghiên nói, lão bá lại lấy ra một khỏa tiên thạch, Vân Phi Dương nhận lấy về sau, vô cùng ngưng trọng nói, cô nương, người bệnh, tại hạ có 100% tự tin có thể trị hết. Phi, thật hiện thực ra hỏa, Bách Lý Nghiên cười nói, vậy liền phiền phước tiên sinh. Lại nhiều kiếm lời hai khỏa tiên thạch về sau, Vân Phi Dương biểu hiện càng thêm tích cực, nếu không có sinh mệnh chi quả quá chân quý, hắn rất có thể liền lấy ra đến vì bách lý nghiên trị liệu cô nương cảm giác thế nào một ngày này vân phi dương như thường lệ vì chuyển vận sinh mệnh thuộc tính về sau mở miệng dò hỏi bách lý nghiên nói tốt nhiều đi qua ba ngày trị liệu nữ nhân này suy yếu sắc mặt đã khôi phục trong trắng lộ hồng sở sở động lòng người bên trong thân thể kinh mạch cũng tại sinh mệnh lá cây cùng sinh mệnh thuộc tính thai ngén phía dưới khôi phục bảy tám phần lại qua hai ngày bách lý nghiên kinh mạch khỏi hẳn một cuồn cuộn tinh thuần lực lượng theo đan điền tuôn ra, xuyên qua toàn thân. Chuẩn tiên trung kỳ, Vân Phi Dương âm thầm giật mình, không nghĩ tới, cái này thụ thương nữ tử, cảnh giới sẽ như thế cao. Bách Lý Nghiên nhẹ nhàng hành lễ, nói, đa tạ tiên sinh cứu trợ, tiểu nghiên vô cùng cảm kích. Không cần cảm ơn, Vân Phi Dương cười nói, lấy người tiền tài, chữa bệnh cho người, đây là đương nhiên. Bách Lý Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, nhìn tiên sinh ăn mặc, giống như tịnh phi giả thành khu vực người địa phương A. Vân Phi Dương nói, không phải, nếu như ta không có đoán sai. Bách Lý Nhiên hơi hơi dừng lại, cười nói tiên sinh chắc là tới từ hạ giới đi. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nhưng cũng không có tận lực giấu giếm nói, không sai. Nghĩ thầm, nàng này không đơn giản nha. Lão bá bên cạnh thì là kinh ngạc nói, nguyên lai tiểu hữu là người phi thăng. Ai, Vân Phi Dương lắc đầu, bắt đầu chính mình biểu diễn, ta vốn cho rằng tiến vào chân vũ thần vực, có thể tiếp xúc cao hơn võ đạo, đến về sau mới biết được, ở chỗ này sinh tồn thực tại rất khó khăn đúng vậy a à, bách lý nghiên nỉ non nói người hạ giới đều hướng tới có thể đi vào vực nội làm thế nào có thể nghĩ đến cái thế giới này thực tàn khốc hơn bất quá nàng nở nụ cười xinh đẹp nói tiên sinh y thuật cao minh dù là tại thành trì mở y quán cũng có thể rất tốt sống sót mở y quán vân phi dương nâng cầm lên nói chữa bệnh cho người kiếm lấy tiên thạch sau đó thu lấy đạo ý đến để thăm cảnh giới cũng không sai Bách Lý Nghiên lắc lắc đầu nói, tiên sinh có chỗ không biết, tiên thạch loại này võ đạo tư nguyên, phổ thông võ giả mấy trăm năm có thể khen một khỏa cũng không sai. Mà ngươi muốn từ bệnh nhân trong tay kiếm lấy tiên thạch, trừ phi trị liệu những cái kia tai to mặt lớn thế lực cùng tông môn, nếu không nhất định không khả năng. A, à, Vân Phi dương ứng một tiếng, tiếp theo cười nói, cô nương có thể xuất ra bốn khỏa tiên thạch, chắc hẳn thân phận rất cao quý đi. Bách Lý Nghiên thần sắc cô đơn, nói, đã từng rất cao quý, Hiện tại chỉ sợ liền người bình thường cũng không bằng. Chỉ giáo cho, Vân Phi Dương hiếu kỳ hỏi, nhưng mà vừa mới mở miệng, nhưng trong nháy mắt phát giác được, ngoài trăm dặm một đám thân thể mặc hắc y võ giả đang chạy nhanh đến. Bọn họ cảnh giới đều là chuẩn tiên cấp, quanh thân phát ra sát khí nồng nặc, rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Chương 1554, chúng ta vẫn rất duyên. Đột nhiên xuất hiện mười mấy tên người áo đen thực lực cường đại, bộc lộ ra sát khí, thấy thế nào? làm sao giống sát thủ. Bất quá, để Vân Phi Dương im lặng là, bọn này võ giả trước ngực đều khắc lấy diêm chữ. Hẳn là không phải sát thủ, Vân Phi Dương nỉ non nói, ở trước ngực khắc chữ, rõ ràng thì là một loại thân phận đại biểu, nếu như là sát thủ, cũng không tránh khỏi quá não tàn đi. Đám người áo đen kia đến đây phương vị chính là thác nước, cái này khiến Vân Phi Dương ý thức được không ổn. Đương nhiên, hắn sẽ không cho là, đối phương là tìm đến mình phiền phức, dù sao mới tới chân vũ thần vực, cũng không đắc tội người nào. Cô nương, Vân Phi Dương cười nói, người có cửu nhân hay không? Cửu nhân, Bách Lý nghiên ánh mắt phát lạnh, nói có. Chỉ cần một chữ, thì ẩn chứa cực mạnh hận ý, hiển nhiên đối cửu nhân hận thấu xương A. Vân Phi Dương nói, có phải hay không một đám trước ngực có khắc diêm chữ người áo đen đâu? Bách Lý nghiên kinh ngạc nói, làm sao người biết? Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, bọn họ đã qua tới. Bách Lý nghiên giật mình, lúc này phóng thích tiên niệm, rất nhanh phát hiện đang ở chạy đến đám người áo đen kia. Nhìn thấy đám người này, Bách Lý nghiền ánh mắt thấu phát nồng đậm hận ý cùng sát cơ, nhưng vẫn là tỉnh táo lại, nói, a à bá, diêm ra người đuổi theo, chúng ta nhanh đi. Vâng, tiểu thư, chủ tớ hai người lúc này rút lui cách sơn động. Trước khi đi, Bách Lý nghiên nhìn về phía Vân Phi Dương, nói tiên sinh, tiểu nghiên có cử nhân truy sát, xin từ biệt. Nàng biết đám người áo đen kia là theo đuổi giết chính mình, cho nên không có ý định mang Vân Phi Dương cùng rời đi, nếu không chỉ làm cho hắn thêm phiền phức. Cô nương, hữu duyên gặp lại, Vân Phi Dương chắp tay nói, xoát, xoát, thác nước bên trong, thương thế khôi phục bách lý nghiên cùng A Bá bay ra ngoài, hướng vô tận sơn lâm mau chóng đi đến. Trùng hợp tại bọn họ đi ra trong nháy mắt, đám người áo đen kia chạy tới, sau đó nhao nhao bạo phát tu vi đuổi theo. Nhanh, bắt lấy nàng, đừng để nữ nhân này lại chạy, ồn ào tiếng la theo giữa rừng núi truyền đến. Vân Phi Dương còn theo thác nước bên trong phiêu nhiên đi ra, nỉ non nói, nữ nhân này cố ý tại bọn họ lúc chạy đến rời đi, nhất định là cố ý dẫn dắt rời đi, không nghĩ tới liên lụy ta. hưu vừa dứt lời, người liền biến mất, rậm rạp giữa rừng núi. Bách Lý Nhiên cùng A bá hai người thân Pháp nhanh nhẹn xuyên qua ở chính giữa, mà tại sau lưng, mười mấy tên chuẩn tiên cấp người áo đen chính theo đuổi không bỏ. Ngay từ đầu còn có thể giữ một khoảng cách, nhưng sau hai canh giờ, bệnh nặng mới khỏi Bách Lý Nhiên, tốc độ rõ ràng hạ xuống không ít. Tiểu thư, A à, bá nhìn ra, Bách Lý nghiên sắc mặt tái nhợt, tay ghế phủ đầy mồ hôi, nhưng cũng nắm chặt ngọc thủ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đau khổ trèo trống. Vốn cho rằng, chính mình muốn chết, bây giờ lại bị Bách Lý phi dương cứu sống, cho nên muốn tiếp tục sống niềm tin, so bất luận kẻ nào đều mạnh. Nhưng mà, niềm tin mạnh hơn cũng khó có thể gắn bó thân thể. Tiến lên một lúc lâu sau, Bách Lý nghiên trung quy vẫn là tình trạng kiệt sức dừng lại. A à, bá rơi xuống, tuy nhiên cũng là tinh bì lực tấn hai chân như là trói chặt một dạng, lại lại trung thành tuyệt đối hộ tại chủ nhân trước người. Xoát, xoát, mười mấy tên người áo đen rất mau đuổi theo tới, bọn họ rơi vào chủ tớ hai người trước, khóe miệng đều là treo nhàn nhạt, nhạt mỉm cười. Bách Lý Tiểu Thư, cầm đầu người áo đen, cười nói, người làm sao không chạy. Diêm Quý Như, A Bá tức giận nói, các ngươi Diêm ra, thật chẳng lẽ thì không cho ta Bách Lý ra một con đường sống, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao. Bách Lý Nhiên không nói, ánh mắt tràn ngập tức giận càng muốn đến gia tộc 3600 miệt, trong vòng một đêm bị tàn sát hầu như không còn, lòng đang máu. Diêm quý như cười lạnh nói, chỉ cần bách lý tiểu thư giao ra tiên vương tàn quyền ta diêm ra đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ta nói qua, bách lý nghiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta bách lý ra, cũng không có tiên vương tàn quyền Không có, diêm quý như thản nhiên nói, tại đây tây nam vực, ai không biết, người bách lý ra tổ tiên, chính là nương tựa theo tiên vương tàn quyền thành tựu một phương bán nghiệp. Quý như thúc, sau lưng một người thanh niên nói, nữ nhân này đã không thừa nhận, cũng đừng cùng hắn nói nhảm, nhanh đem bắt lấy, tìm kiếm tiên vương tàn quyển. Như thế cũng tốt, diêm quý như vung tay lên, sau lưng mấy tên chuẩn tiên đi tới, chuẩn tiên sơ kỳ khí tức thốt nhiên phun trào. Tiểu thư, bách lý bá cản trước người, thấp giọng nói, lão bộc kéo lấy bọn hắn, người chạy mau. Chạy, diêm quý như cười lạnh nói, có thể sao? Xoát, xoát, đi tới diêm ra võ giả tăng tốc ra tốc, lấy cực nhanh tốc độ đem Bách Lý Nghiên hai người vây quanh. Đổi lại trước kia, lấy Bách Lý Nghiên chuẩn tiên trung kỳ thực lực, tất nhiên có thể nhẹ nhõm giết chết bọn này chuẩn tiên sơ kỳ. Nhưng mà, hiện tại nàng bệnh nặng mới khỏi, thực lực chân chính chưa khôi phục đỉnh phong, khó có thể cùng nhiều tên chuẩn tiên sơ kỳ chống lại. Lên, Diêm Quý như âm thanh lạnh lùng nói, hô, hô, sáu tên thủ hạ lúc này bạo phát tu vi, hình thành khủng bố khí tràng, lan tràn ra, chấn động đến chung quanh lá cây xoát xoát rung động phù phù, ai nha, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng vang cùng thanh âm. Đang chuẩn bị xuất thủ Diêm Gia bọn người lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bụi cỏ nằm một cái che đầu người. Diêm Gia võ giả một mặt ngốc trệ, thì liền Diêm Quý như cũng không ngoại lệ. Phải biết, bọn họ nhưng là một mực phóng thích ra tiên nghiệp, nếu không có người kia đột nhiên theo trên cây ngã xuống, bọn họ căn bản là không có phát hiện. Chủ quan, Diêm Quý như ám đạo, hắn cho là mình không có phát hiện người kia tồn tại, là bởi vì đem tâm tư toàn đặt ở bách lý nghiên trên thân từ đó xem nhẹ chung quanh mẹ theo trên cây rơi xuống đến bụi cỏ người đứng lên xoa cái ót hùng hùng hổ hổ nói là tên hỗn đản nào quấy dày lão tử mộng đẹp diêm quý như nhất thời nhíu mày ánh mắt hiện lên một tia sát ý bách lý nghiên cùng bách lý bá thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bởi vì người kia chính là lúc trước phân biệt bách lý phi dương không đúng hắn tại sao lại ở chỗ này bách lý nghiên thật sâu nhớ kỹ chính mình cùng A bá rời đi trước, lại phi nước đại ba canh giờ, coi như ngẫu nhiên gặp, cũng không có khả năng ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. A, à, vào cái đầu Vân Phi Dương nhìn thấy Bách Lý Nghiên, nhếch miệng cười nói, chúng ta vẫn rất duyên, nhanh như vậy lại gặp mặt. Nói, quét mắt một vòng diêm ra võ giả, nói, nhìn tình huống, cô nương tựa như là gặp được phiền phức. Tiên sinh, Bách Lý Nghiên vội vàng nói, nơi này không có người sự tình, mau mau rời đi. Vậy không được, Vân Phi Dương nói, cô nương sắc mặt lại thay đổi, nhất định là bệnh cũ tái phát, thân là y sư ta, sao có thể rời đi đây? Bách Lý Nghiên im lặng, chẳng lẽ hắn không nhìn ra, bọn này diêm ra người, cũng không phải là người lương thiện A, à, lưu tại nơi này hạ tràng, cũng là bồi chính mình cùng chết. Hưu, đột nhiên, một trận gió thổi tới, chẳng biết lúc nào, Vân Phi Dương đã đứng tại bên cạnh mình. Ngươi, Bách Lý Nghiên chừng to mắt, nơi xa diêm quý như cũng là một mặt trấn kinh cùng là chuẩn tiên trung kỳ hai người, căn bản không thấy rõ, tên kia là tại sao tới đây. Cô nương, Vân Phi Dương thủ tại Bách Lý Nghiên trước người, nghiêm túc nói, thực không dám giấu giếm, ta không chỉ có lấy người tiền tài, chữa bệnh cho người, còn lấy người tiền tài, làm người tiêu tai. chương 1555, không chừa chút đồ, vật liền đi, dạng này thích hợp sao? Lấy người tiền tài, làm người tiêu tai. Bách Lý Nghiên nghe được câu này, phảng phất hiểu rõ cái gì, nói, người xuất hiện ở đây, tuyệt không phải xảo ngộ, nhất định là ở phía sau theo ta. Cô nương, Vân Phi Dương cười nói, người rất thông minh, mà con người của ta, thích nhất cùng người thông minh liên hệ, không cần nói nhảm nhiều lời, chỉ cần hai khỏa tiên thạch, ta liền giúp người giải quyết hết thảy phiền phức. Tên này trong mắt tất cả đều là tiên thạch A. À. Nếu như Vân Phi Dương không phải đột nhiên xuất hiện tại Bách Lý Nhiên bên người, nàng có thể sẽ sinh ra nghi vấn, bây giờ lại là nói thành giao. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười lớn một tiếng, nói sảng khoái. Hưu không gian mơ hồ, hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ, phía trên bọc lấy từng tầng từng tầng vải trắng. Làm như vậy cũng là vì ẩn tàng. Dù sao hình ảnh bị truyền đến chân vũ thần vực, hỗn nguyên càn khôn kiếm khẳng định bại lộ trước mặt người khác. Xoát vân phi dương bắt lấy chuôi kiếm, kháng trên vai, mà kiếm mặc dù không có ra khỏi vỏ, lại là trong nháy mắt bộc phát ra nồng đậm kiếm ý. Như thế tùy ý cử động, lộ ra mắc điểm trang bước giá trị. Bách lý nghiên đứng ở phía sau nhìn lấy bị kiếm ý bao phủ bóng lưng nhất thời dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn tiểu tử diêm quý như âm thanh lạnh lùng nói người đây là muốn xen vào việc của người khác a à. tuy nhiên rất kinh ngạc tên kia là thế nào đột nhiên xuất hiện tại bách lý nghiên trước mặt nhưng xem cảnh giới đơn giản là chuẩn tiên sơ kỳ không có gì đáng sợ không không vân phi dương lắc đầu nói ta không phải xen vào việc của người khác ta là lấy người tiền tài làm người tiêu tai bên cạnh diêm ra dòng chính cười lạnh nói cũng không mở to hai mắt nhìn xem chúng ta là ai cũng dám lấy tiền thay nữ nhân này tiêu tai vân phi dương hiếu kỳ nói các ngươi là ai diêm ra dòng chính nhất thời im lặng bộ ngực mình lên diêm chữ hắn là không thấy được vẫn là thật không biết thân phận chúng ta làm một cái vì gia tộc mà cảm thấy tự hào dòng chính cái kia diêm ra dòng chính ưỡn ngực mứt ngạo nghễ nói ngươi có nghe nói qua tây hoài thành chưa từng nghe qua vân phi dương thật chưa từng nghe qua thì trước mắt hắn đối chân vũ thần vực lý giải vẻn vẹn biết đêm thành chân vũ thần vực tây nam khu vực tứ đại vương thành một trong người vậy mà chưa từng nghe qua đến cùng là người rừng còn là kẻ ngu diêm gia dòng chính châm chọc nói bên cạnh diêm gia võ giả cũng là cười rộ lên vương thành vân phi dương giật mình hắn biết tại chân vũ thần vực trong thành trì lấy đế thành mạnh nhất lần chính là vương thành mà đế thành trưởng khống giả là tiên đế vương thành trưởng khống giả là tiên vương nguyên lai like đám người này là tiên vương trưởng quản thành trì nhà dưới tộc, khó trách từng cái mũi vỉnh lên trời. Vân Phi Dương nói thầm, Diêm ra dòng chính gặp Vân Phi Dương sắc mặt có biến, cười lạnh nói, tiểu tử, ta Diêm ra chính là Tây Hoài Thành bảy đại gia tộc một trong, người một cái tiểu tiểu tán tu, chọc nổi sao. Nâng lên bảy gia tộc lớn, Bách Lý nghiên thân thể mềm mại run rẩy, ánh mắt thấu phát vô tận lửa giận cùng hận ý. Không thể trêu vào, Vân Phi Dương chi tiết nói, hắn vừa mới đến chân vũ thần vực, thực lực chỉ là chuẩn tiên sơ kỳ khẳng định không thể trêu vào ở tại trong vương thành gia tộc bất quá vân phi dương nhếch miệng cười nói ta đã thu người ta tiền tài dù là địch nhân là ông trời ta cũng phải giúp tiêu tai giải nạn bởi vì cái này liên quan đến danh dự diêm ra dòng chính sụp đổ hắn cảm giác mình giống như tại cùng một người điên nói chuyện với nhau hừ diêm quý như cười lạnh nói đã ngươi khăng khăng muốn đưa chết vậy ta liền thành toàn ngươi soát soát vẫn sức chờ phát động mấy tên diêm gia võ giả xuất thủ, bọn họ mục tiêu cũng theo bách lý nghiên lên chuyển rời đến vân phi dương bên trên. vù vù, mấy tên chuẩn tiên đồng loạt ra tay, hình thành uy lực vẫn là vô cùng cường thế, nhưng mà vân đại tiện thần lại thở ơ, mặc cho đối phương công tới, tiên sinh mau tránh. bách lý nghiên cả kinh nói, hưu, vừa dứt lời, vân phi dương phiêu nhiên vung tay lên, bọc lấy vải trắng hỗn nguyên cản khôn kiếm xẹt qua hư không, mấy đạo thái thanh kiếm ý nổ bắn ra mà ra, hưu hưu, hưu, tiện tay một kiếm hình thành kiếm khí, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt theo diêm ra võ giả ở ngực đi qua, làm từng cái dừng lại ngay tại chỗ. Sơ qua, bọn họ ở ngực có khắc diêm chữ khu vực vỡ nát, hiển lộ ra dài nhỏ kiếm ngân, thẳng vào trái tim, mà người từ lâu mất đi tư duy, hai mắt trợn trừng ngã xuống. Một kiếm phía dưới, bốn tên chuẩn tiên bị xuyên tim mà chết. Diêm quý như thần sắc đại biến, diêm ra dòng chính cũng là thần sắc ngốc trệ. Nhà mình bốn tên chuẩn tiên sơ kỳ, như thế dễ như trở bàn tay bị chém giết cái này để bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đứng sau lưng Vân Phi Dương Bách Lý Nhiên nhìn thấy bốn tên Diêm gia chuẩn tiên vẫn lạc về sau cũng là kinh hãi mở ra cái miệng nhỏ nhắn xoát Vân Phi Dương thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm kháng trên vai cười nói tây hoài thành Diêm gia võ giả cũng rất bình thường a à. đáng giận ra hỏa Diêm quý như phẫn nộ lúc này hai tay vung lên chuẩn tiên trung kỳ tu vi thốt nhiên phun trào làm phụ trách truy sát bách lý nghiên người cầm đầu hắn là rất nhiều diêm gia võ giả trung cảnh giới tối cao trảm vân thủ diêm quý như cực tốc vào tới hai tay vung trảm từng đạo từng đạo lạnh lùng trưởng ấn như là kiểu lưới kiếm sắc bén cuốn tới trảm vân thủ vân đại tiện thần nghe xong tên nhất thời liền tức giận soát hắn lần nữa huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm quát lạnh nói diệt diêm kiếm soát lạnh lùng kiếm khí nổ bắn ra mà ra lực lượng hiển nhiên so lúc trước càng cường thế hơn cũng ẩn chứa cực mạnh thái thanh kiếm ý. Oanh, chỉ là một kiếm, bay tới trường ấn bị toàn bộ vỡ nát. Thái thanh kiếm khí lại không có tiêu tán, mang theo khủng bố dư uy, ẩm vang vọt tới. Không tốt, diêm quý như giật mình, lúc này hướng khía cạnh né tránh. Đáng tiếc ẩn chứa thái thanh kiếm ý kiếm khí, đã khóa chặt hắn, đột nhiên rẽ từ phía sau lưng chém tới. Oanh, tiếng vang truyền đến, rung động sơn lâm, phía sau bị chảm một kiếm diêm quý như còn bão bay ra ngoài, đầu tựa vào trên núi, chấn vỡ không ít hòn đá. Diêm ra dòng chính bọn người thấy thế, nhất thời mắt trợn tròn. Xoạt, diêm quý như tại đống đá vụn bên trong đứng lên, chịu đựng đằng sau vai truyền lại nóng bỏng đau đớn, cả kinh nói, ngươi. Ngươi không phải chuẩn tiên sơ kỳ, ngươi là chuẩn tiên trung kỳ. Ta có nói qua, ta là chuẩn tiên sơ kỳ sao? Vân Phi Dương cười nói, hắn chưa nói qua, nhưng vận chuyển nghịch thiên quyết, chỗ bại lộ cảnh giới lại là chuẩn tiên sơ kỳ xiêm quý như ánh mắt lạnh lùng nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. theo vừa rồi một kiếm bên trong, hắn liền phán đoán ra người này cùng mình cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực lại trên mình. xoát vân phi dương lần nữa tiêu sái đem hỗn nguyên càn khôn kiếm kháng trên vai, nói đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ bách lý phi dương. lời nói này đi ra thật không biết xấu hổ, rõ ràng gọi vân phi dương, còn luôn miệng nói cái gì đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Bách Lý Phi Dương, Diêm Quý như ngạc nhiên nói, ngươi là Bách Lý Gia dòng chính. Hắn nói Bách Lý Gia là chỉ Bách Lý Nghiên gia tộc, nhưng mà Vân Phi Dương trả lời thì là ta không nói cho ngươi. Diêm Quý như lạnh lùng nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Nói, vung tay lên nói, chúng ta đi. Xoát, Vân Phi Dương xuất hiện tại Diêm Quý như trước mặt, bọc lấy vải trắng hỗn nguyên cản khôn kiếm gác ở trên cổ hắn, cười nhạt nói, không chừa chút đồ, vật liền đi, dạng này thích hợp sao? Trường 1556, đây là một cọc mua bán. Diêm quý như coi là đánh không lại Vân Phi Dương, liền có thể mang tộc nhân tiêu sái rời đi, chưa từng nghĩ, dễ như trở bàn tay bị chế trụ chỗ hiểm, trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích mảy may. Chuẩn tiên sơ kỳ thời điểm, Vân Phi Dương thực lực thì đủ mạnh, đơn đấu mấy cái ngang cấp không có áp lực chút nào. Dựa vào công đức chi lực đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, thực lực khẳng định sẽ chỉ càng nổ tung. Mà đối mặt Diêm Quý như dạng này cùng cấp bậc đối thủ, nếu như hắn nổi sát tâm, tuyệt đối có thể làm đến tùy tiện mặt sát. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng biết mình thực lực bây giờ, chỉ có thể ở chuẩn tiên trung kỳ giai đoạn sóng một làn sóng. Nếu như đổi lại chuẩn tiên hậu kỳ cường giả, sợ rằng sẽ rất khó giải quyết, dù sao một cái giai đoạn nhỏ tranh lệch, thực lực tranh lệch đến có lẽ không chỉ gấp 10 lần đơn giản như vậy. Đây là tất nhiên, dù là Vân Phi Dương tại chuẩn tiên trung kỳ vô địch, đối mặt chuẩn tiên hậu kỳ cường giả cũng chỉ có bị ngược phần. Còn về chuẩn tiên đại viên mãn, thì lại càng không cần phải nói, tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Cái này vị tiểu hữu này, bị trói buộc diêm quý như, run rẩy thanh âm nói, có chuyện thật tốt nói, có chuyện thật tốt nói. Nơi xa Bách Lý Nghiên cùng Bách Lý Bá còn vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ tới, người y sư này lại lợi hại như thế. Đừng nói nhảm, Vân Phi Dương lạnh mặt nói, lão tử thời gian có hạn, nhanh đưa ngươi không gian giới chỉ ra. Cái này, Diêm quý như nhất thời xoắn suýt, trong không gian giới chỉ lưu trữ lấy không ít đồ tốt, cái này muốn cho hắn, chính mình thì cái gì cũng không có. Gặp hắn trần chờ, Vân Phi dương nhíu mày, năm ngón tay hơi hơi dùng lực, một cỗ đầy trời sát khí chen chúc mà ra. Diêm quý như sắc mặt đại biến, liền nói ngay tốt. Tốt, ta giao, nói, ngoan ngoãn giao ra bản thân không gian giới chỉ. Đồ, vật tuy tốt, mệnh quan trọng hơn, đem giới chỉ nhận lấy về sau, Vân Phi Dương điều động cường đại linh hồn lực, đem nội bộ linh hồn lạc ấn vỡ nát. Diêm quý như sắc mặt đột nhiên tái nhợt, trong lòng hãi nhiên thất sắc. Như thế dễ như trở bàn tay phá mất chính mình linh hồn lạc ấn, người này linh hồn cường độ, sợ sợ không chỉ là chuẩn tiên trung kỳ cấp A. Diêm quý như thật sợ, đồng thời ý thức được, ngày hôm nay tại hoang dã gặp được cao nhân. Do xét trong giới chỉ bộ vân phi dương còn cười, tuy nhiên bên trong thiên tài địa bảo không ít, nhưng nhất làm cho tâm hắn động, vẫn là hai khỏa ẩn chứa đạo ý tiên thạch làm một cái thường xuyên ăn cướp kẻ tái phạm, chắc chắn sẽ không buông tha vũ giả khác. Vân Phi Dương quét một vòng người chung quanh, thản nhiên nói, còn có các ngươi, nhanh đem không gian giới chỉ giao ra, nếu không ta hiện tại thì đòi mạng hắn. Không đợi Diêm ra võ giả suy nghĩ, liên quan đến chính mình sinh tử Diêm Quý như liền lớn tiếng nói, nhanh, nhanh, đem giới chỉ đều cho vị tiểu hữu này. Mọi người nghe vậy, không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể đau lòng đem giới chỉ giao ra. Vân Phi Dương một phen dò xét về sau, có chút thất vọng bởi vì nhiều người như vậy lại không có một khỏa tiên thạch tiên thạch quả nhiên hi hữu a à. vân phi dương ám đạo hưu hắn buông tay ra âm thanh lạnh lùng nói thưa dịp lão tử hiện tại tâm tình thoải mái nhanh xéo ngay cho ta vừa dứt lời diêm quý như chính là co cẳng liền chạy diêm gia võ giả cũng là vội vã rời đi có thể nói có thể chạy bao nhanh thì có bao nhanh đúng vân phi dương cất cao giọng nói về sau đừng đến quấy rối tiểu thư nhà ta nếu không lại để cho ta bắt đến, các ngươi kết quả, chính là chắc chắn phải chết. Tiểu thư nhà ta, chạy trốn diêm quý như âm thầm giật mình, nghĩ thầm, gần như diệt môn bách lý ra, lại có thủ hạ mạnh mẽ như vậy, xem ra cần phải nhanh đem tin tức mang về nhà tộc. Diêm ra người đi về sau, bách lý bá lần nữa quỳ trên mặt đất, nói đa tả tiểu hữu xuất thủ cứu giúp. Thân là một tên truyền tiên, có chính mình tôn nghiêm, hắn liên tiếp quỳ xuống, không phải vì chính mình, mà chính là vì tiểu thư. Vân Phi Dương đem bách lý bá dìu dắt đứng lên, nói, người ra tiên thạch, ta xuất lực, đây là một cọc mua bán. Bách Lý Nghiên liền nói, a bá, còn có bao nhiêu tiên thạch? Bách Lý bá lúng túng nói, tiểu thư, không nhiều, chỉ còn lại có sau cùng ba khối. Bách Lý Nghiên nói, cho hết tiên sinh. Vâng, tiểu thư, Bách Lý bá đem ba khỏa tiên thạch lấy ra hết. Nhưng mà, Vân Phi Dương chỉ là thu hai khỏa, nói, nói tốt hai khỏa, nhiều một khỏa cũng không thể muốn. Vân Đại Tiện Thần không tốt cũng không xấu, có thể tiện, cũng có thể vô sỉ, nhưng có thời gian vẫn là rất coi trọng nguyên tắc. Đương nhiên, Vân Phi Dương cười nói, nếu như cô nương nguyện ý cầm một khỏa tiên thạch, để cho ta làm việc, cũng là không có vấn đề. Bách Lý nghiên tâm tư thông tuệ, lúc này cười nói, tiểu nhiên lần này muốn đi trước đêm thành, nguyện lấy một khỏa tiên thạch làm thù lao, mời tiên sinh hộ tống ta hai người tiến đến. soát Vân Phi Dương đem một viên cuối cùng tiên thạch nhận lấy, nói thành giao. Hắn vốn là cũng muốn đi đêm thành, bây giờ mang hai người cùng một chỗ, cũng coi như tiện đường, không duyên cứ kiếm lời một khỏa tiên thạch, khẳng định nợ giá trị A. Trên đường, Vân Đại tiện thần kiểm kê tiên thạch, phát hiện mình tại trong khoảng thời gian ngắn, đạt được 9 khỏa tiên thạch. Hơi ít A, à, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, lời này nếu để cho lâu dài ở tại trong thần vực võ giả nghe được, nhất định sẽ thổ huyết. Anh em, chúng ta cực khổ mấy trăm hơn ngàn năm, cũng chưa chắc có thể kiếm lời một khỏa tiên thạch. Người tại thời gian cực ngắn thu hoạch được chín khỏa, còn không biết dừng sao. Đêm khuya tiến đến, Vân Phi Dương chọn một có chút rộng rãi sơn động đặt chân, trước vì Bách Lý Nghiên điều dưỡng thương thế, sau đó lấy linh hồn hình thái, tiến vào tạo hóa giới chỉ bên trong. Hắn hiện tại muốn làm, liền đem chín khỏa tiên thạch thu lấy, từ đó tăng cường đạo ý. Ông, 200 lần thời gian gia tốc mở ra, ngoại giới trời còn chưa sáng, Vân Phi Dương liền đem chín khỏa tiên thạch toàn bộ thu lấy hoàn tất. Nếu có lấy không hết tiên thạch hấp thu, vậy liền hoàn mỹ. Vân Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn nói. Hấp thu chín khỏa tiên thạch về sau, Vân Phi Dương cảnh giới cũng không nói đến thăng, nhưng đối đạo ý lý giải, lại là nước lên thì thuyền lên. Tại chân vũ thần vực, cảnh giới chỉ là một loại so sánh cố định lực lượng giá trị, chân chính trọng yếu vẫn là đạo ý. Đạo ý cường hãn người, có thể hoàn mỹ dung nhập cùng cảm ngộ thiên địa, từ đó thêm cảnh giới nhanh đề bạt. Vũ kỹ, trí bảo cùng linh hồn lực yếu mạnh, đến cùng quyết định tại tự thân lĩnh ngộ cùng phù hợp, thứ hai cũng là quyết định tại đạo ý chiều sâu. Nói tóm lại, đạo ý càng mạnh, khẳng định có chỗ tốt to lớn, mà lại theo lâu dài góc độ đến xem, muốn ưu tiên tại cảnh giới. Đơn giản nhất so sánh, một tên đạo ý yếu chuẩn tiên trung kỳ, đối mặt một tên đạo ý mạnh chuẩn tiên sơ kỳ, hai người cảnh giới mặc dù có khoảng cách, nhưng chân chính đánh nhau, thắng bại lại cũng không dễ nói. Vân Phi Dương biết điểm này, cho nên tiến vào chân vũ thần vực về sau, đem cảnh giới phóng tới thư vị, đem thu hoạch tiên thạch đặt ở vị trí đầu não hưu hưu như có như không trong không gian kiếm hoa lấp lóe nồng đậm đạo ý cùng kiếm ý tràn ngập thấu phát lạnh lùng cùng túc sát keng sơ qua phân phi dương thu kiếm vào vỏ cười nói hấp thu chín khỏa tiên thạch về sau lần nữa thi triển thái thanh kiếm quyết uy lực so trước kia càng mạnh đạo ý tăng cường về sau không chỉ có để kiếm quyết uy lực đại tăng cũng làm cho túng bộ di vị có không nhỏ đề bạt mà cái này tuyệt không phải đơn thuần đề bạt võ đạo cảnh giới thì có thể làm được có thể thấy được đạo ý, đối một tên võ giả mà nói, vẫn là cực kỳ trọng yếu. Vân Phi Dương nỉ non nói, đem kiếm quyết cùng thân pháp lĩnh ngộ cực hạt, lại thu lấy một số tiên thạch, đối mặt chuẩn tiên hậu kỳ, cư nhiên khó có thể chiến thắng, cũng cần phải có đảo mệnh cơ hội a. À. Chương 1557, Tiên Vương Tàn Quyền. Thu lấy 9 khỏa tiên thạch về sau, Vân Phi Dương vẫn lấy linh hồn hình thái dung nhập tạo hóa giới chỉ, tìm hiểu Thái Thanh kiếm quyết cùng túng bộ di vị. Hai loại vũ khí hắn lúc trước một mực không đình chỉ tìm hiểu tới, nhưng cảnh giới đạt tiêu chuẩn, đạo ý không được, luôn cảm thấy không có ngộ đạo cực hạn. Bây giờ thu lấy chín khỏa tiên thạch, Vân Phi Dương lại đi lĩnh ngộ, nhất thời hiểu ra, đối kiếm quyết cùng thân Pháp lại có hoàn toàn mới nhận biết cùng lý giải. Chọn vẹn 3 tháng, Vân Phi Dương một mực đắm chìm trong tu luyện, cuối cùng đem hai loại vũ khí lĩnh hội đến bây giờ mình có thể hiểu được cực hạn. Hiện tại có thể hiểu được, ý là chỉ, Vân Phi Dương đạo ý để bạt, hai loại vũ khí còn có tăng lên không gian. Tại tạo hóa giới chỉ bên trong mở ra 200 lần thời gian gia tốc, đi qua hơn 3 tháng, ngoại giới còn qua hơn nửa đêm. Trong khoảng thời gian này, Bách Lý Nhiên cũng không có nghỉ ngơi, bên nàng nằm thân thể, một mực đánh giá ngồi xếp bằng Vân Phi Dương. Mặc dù biết, tên này là bởi vì tiên thạch mới có thể giúp mình, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng cảm kích. Càng, dọa lùi diêm quý như bọn người về sau, hắn nói câu kia về sau đừng đến quấy rối tiểu thư nhà ta lời nói, càng làm cho Bách Lý Nhiên thâm thụ cảm động. Nam nhân này là tại nói cho Diêm Gia, bên cạnh mình có tu vi cực cao thủ hạ bảo hộ. Nhưng là, Bách Lý nghiên nói thầm, Diêm Gia thế lớn, hắn nói như vậy, chẳng khác nào hại chính mình. Nàng quyết sẽ không cho là, Diêm Gia lại bởi vì kiêng kỵ một cái chuẩn tiên trung kỳ, mà từ bỏ đối với mình truy sát. Đến dạ thành, cùng hắn mỗi người đi một ngả, Bách Lý Nhiên âm thầm quyết định nói, nàng không muốn bởi vì việc của mình, hại đã cứu chính mình hai lần ân nhân ừm đột nhiên bách lý nghiên thần sắc hoảng hốt bởi vì cái kia thủy trung ngồi xếp bằng nam nhân quanh thân ngưng tụ ra nồng đậm đạo ý khoảng thời gian này vân đại tiện thần đã bắt đầu thu lấy tiên thạch tự nhiên vô cùng thì theo bên ngoài thể lên hiển lộ ra hắn đạo ý tại đề cao bách lý nghiên kinh ngạc không thôi loại này ngồi xếp bằng trạng thái dưới đạo ý đề bạt nàng tuyệt đối chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua loại tình huống này tựa như là đang hấp thu tiên thạch bách lý nghiên nỉ non nói Đương nhiên, nàng sẽ không nghĩ tới, vân đại tiện thần thân ở tạo hóa giới chỉ bên trong, cũng là tại thu lấy tiên thạch, chỉ là ngoại giới thân thể hiện lên bình thường nhất tĩnh tỏa trạng thái. Vù vù, nồng đậm đạo ý phun trào, ngừng tụ trong sơn động. Bách Lý Nghiên nhìn trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ chẳng lẽ chỉ là đơn giản ngồi xếp bằng cảm ngộ, liền có thể để hắn đề cao đạo ý. Mấy canh giờ sau, ngừng tụ đạo ý dừng lại tăng trưởng, cũng dần dần trở về bản thể, mà cái này đại biểu, thân ở tạo hóa giới chỉ vân phi dương, đem chín khỏa tiên thạch toàn bộ thu lấy. Nhìn trước mắt nam nhân, khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục, Bách Lý nghiên nỉ non nói cái này người phi thăng thật kỳ quái. Người vẫn chưa ngủ sao, đột nhiên, Vân Phi Dương thanh âm truyền đến, hiển nhiên, ngắn ngủi bế quan tu luyện kết thúc, theo tạo hóa giới chỉ thu hồi tâm thần. Bách Lý nghiên đứng dậy cuộn tròn ngồi, nhọn cầm nhọn gối lên hai đầu gối chỗ, nói mỗi ngày bị đuổi giết, không dám ngủ. Theo đào vong bắt đầu, nàng và Bách Lý bá vẫn trải qua bị đuổi giết sinh hoạt, trừ phi thương thế duyên cớ sẽ không tùy tiện nghỉ ngơi yên tâm ngủ đi vân phi dương nói ta sẽ bảo hộ ngươi đã bắt người ta một khỏa tiên thạch tự nhiên sẽ bình an đem nàng đưa đến dạ thành bách lý nghiên nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên nháy mắt sáng nói ngươi đã đến từ giới hạ nhất định trải qua rất nhiều có thể nói cho ta một chút sao nữ nhân này muốn nghe chính mình cố sự được vân phi dương cười nói vậy ta thì giảng giải cho ngươi ta cố sự mỗi người đều có cố sự Vân Đại Tiện Thần cố sự đặc biệt nhiều, đặc biệt phong phú, dùng hắn lời nói giảng, cái này muốn bắt đầu xuyên, nhất định có thể tập kết một quyển sách. Quả là như vậy, tại một cái khác không gian, một không gian khác, một cái gọi giang hồ gặp lại tác giả, đem hắn cố sự viết thành, lấy tên siêu thần yêu nghiệt. Đêm dài đằng đẵng hạ, Vân Phi Dương sinh động như thật nói chính mình đã từng cố sự, Bách Lý Nghiên yên tĩnh nghe, đôi mắt đẹp khi thì kinh ngạc, khi thì rung động. Đương nhiên, Vân Phi Dương sẽ chỉ chọn lựa không chuyện quan trọng nói bị chân áp lại hoặc là tái tạo thần giới khẳng định không thể nói để tránh bại lộ thân phận tuy nhiên loại bỏ nhưng bách lý nghiên tại nghe xong về sau vẫn cảm khái nói không nghĩ tới tại giới hạ người hội trải qua nhiều như vậy sinh tử khảo nghiệm vân phi dương nói tu luyện võ đạo chúng sinh như cát ở bên sông nhiều không kể xiết có thể thành tựu đại đạo người khẳng định cũng không ít trải qua sinh tử khảo nghiệm đúng vậy a à, bách lý nghiên đồng ý nói năm đó ta bách lý ra tổ tiên cũng là trải qua trùng điệp khảo nghiệm mới tại tây hoài thành đứng vững gót chân đáng tiếc hơi dừng lại nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ cúi đầu xuống nức nở nói hậu bối vô năng cuối cùng vẫn là rơi vào bị diệt môn hạ tràng vân phi dương không nói nữ nhân này cùng diêm quý như nói chuyện với nhau hắn nghe được đại khái hiểu rõ tình huống sơ qua vân phi dương mở miệng dò hỏi cô nương tiên vương tàn quyển rốt cuộc là thứ gì bách lý nghiên thân thể mềm mại run lên nàng ngẩng đầu nhìn lấy vân phi dương Ánh mắt lấp lóe cảnh giác, hiển nhiên thay đổi đến mức dị thường cẩn thận. "Cô nương, xin yên tâm." Vân Phi Dương Trân thành nói, "Ta chỉ là nghe Diêm gia võ giả lúc trước đề cập, thuận miệng hỏi lên như vậy, cũng không có bất kỳ ý tưởng gì." Bách Lý Nghiên lúc này mới trầm tĩnh lại, "Nói truyền thuyết, 10 vạn năm trước, để nhất thượng vì Tiên Vương vẫn lạc, mấy vạn năm về sau, có người tìm được đại mộ, từ đó mang ra 6 bản cổ tịch, tên là Tiên Vương Tàn Quyền." 6 bản Tàn Quyền, không chỉ có ghi lại các loại tiên kỹ còn ghi lại lấy một loại tên là đạo hóa kinh tâm pháp. Đạo hóa kinh, trực giác nói cho Vân Phi Dương, đây cũng là cùng đạo ý có quan tâm pháp. Bách Lý Nghiên nói, đạo hóa kinh chính là chân vũ thần vực bên trong, thượng thừa nhất đạo ý tâm pháp, tục truyền, tu luyện kinh này người, có thể thành tựu tiên đế cấp. Lợi hại như vậy, Vân Phi Dương há to mồm, Bách Lý Nghiên tiếp tục nói, đạo hóa kinh sự việc truyền đi, tại chân vũ thần vực nhấc lên sóng to gió lớn. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, có thể thành tiểu tiên đế cấp, đây tuyệt đối thuộc về thạch phá tin tức động trời. Bách Lý Nghiên nói, trong lúc nhất thời, các lộ tiên tông nhao nhao xuất động, tìm kiếm tiên vương tàn quyền sau cùng liền cửu đại tiên đế đều kinh động. Mà trộm ra tiên vương tàn quyền người, bởi vậy mất mạng, sáu bản tàn quyền cũng bị thế lực khắp nơi cướp đi, theo thời gian chuyển rời, không biết rơi vào người nào trong tay người. Vân Phi Dương nói, liền tiên đế đều kinh động, khẳng định rơi vào tay tiên đế. Không biết, Bách Lý Nghiên nói, tiên vương tàn quyển có linh tính, nếu như rơi vào tiên đế cấp trong tay cường giả liền sẽ tự hành bay đi vân phi dương khẽ giật mình nói cái này là vì sao bách lý nghiên nói truyền thuyết vật này chỉ có tiên đế cấp phía dưới võ giả mới có thể thu lưu giữ cùng tu luyện vân phi dương nói thì ra là thế tiên vương tàn quyền mặc dù là cực hiếm thấy trí bảo nhưng đối phổ thông võ giả mà nói lại là hủy diệt cấp tai nạn mấy vạn năm đến bao nhiêu võ giả bao nhiêu gia tộc bởi vì vật này mà rơi cửa nát nhà tan nói đến đây Bách Lý nghiên nước mắt rơi như mưa. Vân Phi Dương lần nữa trầm mặc, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, vô luận tại giới hạ, vẫn là tại vực nội, đạo lý đều là giống nhau. Chương 1558, lần nữa ẩn dục sinh mệnh chi thụ. Theo Bách Lý Nghiên trong miệng biết được tiên vương tàn quyển về sau, ngoại giới trời đã sáng. Vân Phi Dương đứng lên nói, cô nương, chúng ta đi đường đi. Hắn cũng không có hỏi thăm Bách Lý Nghiên có tiên vương tàn quyển hay không, bởi vì hỏi cũng hỏi vô dụng, coi như nàng có, cũng sẽ không nói. Vân Phi Dương đối đạo hóa kinh không hứng thú, dù sao mỗi một cái trong tàn quyển, chỉ ghi chép bộ phận khẩu quyết. Mấy vạn năm đến, đi qua vô số tiên tông tranh đoạt, trời mới biết những tàn quyển đó rơi vào trong tay ai, muốn siêu tập toàn, khẳng định khó như lên trời. Vân Phi Dương không nhớ thương tiên vương tàn quyển, nhớ thương cửa đông, cửa tây hai nhà trong tay tứ môn kinh. Hắn thấy, siêu tập còn thừa hai loại khẩu quyết, Sao gom góp cái gì tiên vương, tiên đế tàn quyển loại hình, muốn nhẹ nhõm rất rất nhiều. đi thôi, vân phi dương mang theo bách lý nhiên cùng canh dư ở ngoài động bách lý bá tiếp tục đi đường. nhưng mà khi bọn hắn vừa đi không có hai ngày, một tên người mặc trường bào màu xanh lão giả rơi vào trước động khẩu. người này kích cỡ không cao, tướng mạo già nua, nhưng đục ngầu trong ánh mắt lại thấu phát lạnh lùng, quanh thân phát ra khí thế cùng đạo ý cũng cực mạnh. đây là chuẩn tiên hậu kỳ, vân phi dương quả nhiên không có đoán sai, chỉ là một cái tiểu giai vị tranh lệch chuẩn tiên trung kỳ cùng hậu kỳ có một trời một vực. Lão giả đứng ở động khẩu sơ qua, quay đầu nhìn về phía Vân Phi Dương ba người rời đi phương vị, lạnh lùng nói, tiểu hoa nhi, đã thương ta Diêm ra người, lão hủ sao lại để cho các người tùy tiện chạy thoát đâu. Người này tên là Diêm Mạc võng Tây Hoài Thành Diêm Gia, trưởng quản hình pháp trưởng lão. Bởi vì trưởng quản xử phạt quyền lực, lại bất cận nhân tình, cho nên bị Diêm Gia dòng chính tự mình xưng là thiết diện vô tình Diêm Ma Vương. Diêm quý như về đến Diêm ra về sau, đem sự việc thông báo gia chủ, gia chủ khi biết Bách Lý Gia Dư Nghiệt vẫn tồn tại cao thủ, cho nên phái Diêm Mạc Võng đến đây truy sát. Hưu, Diêm Mạc Võng dẫm lên huyền diệu tốc độ, hướng Vân Phi Dương bọn người rời đi phương vị đuổi theo, tại phi nhanh bên trong, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đây là đạo ý đạt tới trình độ nhất định, mới có hiện tượng. Lần nữa chứng minh, chuẩn tiên hậu kỳ cấp cường giả, muốn so chuẩn tiên trung kỳ mạnh quá nhiều. Lại nói Vân Phi Dương, hắn mang theo Bách Lý Nghiên một đường tiến lên, trên đường đụng phải không ít hung thú, đều bị tùy tiện chém giết, thậm chí vì thu hoạch tinh hạch, còn vô cùng chủ động đi tìm hung thú giết. Tiên sinh, Bách Lý Nghiên nói, người thu thập tinh hạch là đổi lấy tiên thạch sao? Tinh hạch cũng có thể đổi lấy tiên thạch, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Bách Lý Nghiên nói, đương nhiên có thể, 10.000 khỏa chuẩn tiên sơ kỳ cấp tinh hạch, có thể đổi lấy một khỏa tiên thạch. 10.000 khỏa tinh hạch, Vân Phi Dương khóe miệng co giật, số lượng này có chút to lớn, tương đương với muốn kiếm lấy một quả tiên thạch, phải giết một vạn con có thể so với chuẩn tiên sơ kỳ hung thú. Một nghìn khỏa chuẩn tiên sơ kỳ cấp tinh hạch, liền có thể có thể so với một khỏa tiên thạch, ngu ngốc mới có thể cầm 10 ngàn khỏa đi đổi. Vân Phi Dương ám đạo, tên này cũng không biết, hắn hấp thu một nghìn khỏa tinh hạch cùng cấp một khỏa tiên thạch, là bởi vì nghịch thiên quyết xuyên cớ. Mà tại chân vũ thần vực, rất nhiều đạo ý thu thập sư, thì cần muốn 7, 8 ngàn khỏa tinh hạch, mới có thể ngưng tụ ra một khỏa tiên thạch đến. Đại bộ phận võ giả riêng là tán tu, Thu hoạch được tiên thạch phương pháp cũng nhiều là cầm tinh hạch đến đổi. Ba người tiếp tục đi đường. Vài ngày sau, khoảng cách giả dạ thành chỉ có ngàn dặm khoảng cách. Trời không còn sớm, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vân Phi Dương mang theo bách lý nghiên tìm một cái sạch sẽ khu vực dừng lại, sau đó kiểm kê chính mình một đường đánh tới thu hoạch đến tinh hạch. Nhưng mà còn không có kiểm kê tốt, bên tai truyền đến sinh mệnh tinh linh thanh âm chủ nhân chủ nhân ta thức tỉnh, mau tới dùng sinh mệnh thuộc tính quần dục ta. Vân Phi Dương đại hỉ từ lần trước quần dục về sau sinh mệnh tinh linh đã ngủ say thật lâu tính được chỉ ít có 4.000 năm xoát vân phi dương xếp bằng ở sinh mệnh chi thụ trước gấp không thể chờ đem xong trưởng rán trên cành cây bắt đầu chuyển vận tinh khiết nhất sinh mệnh thuộc tính qua wow, sinh mệnh tinh linh hưng phấn nói chủ nhân người thực lực lại mạnh rất nhiều lần trước quần dục lúc vân phi dương còn không có bước vào chuẩn tiên bây giờ đã đạt tới chuẩn tiên trung kỳ thực lực cùng thuộc tính cường độ có thể nói hiện lên mấy cái tăng lên trăm lần cảnh giới cao, mang đến chỗ tốt, chính là có thể càng nhanh uẩn dục sinh mệnh chi thụ trưởng thành. Đương nhiên, sinh mệnh chi thụ trưởng thành càng nhanh, Vân Phi Dương được lợi lại càng lớn. Hô, bàng bạc sinh mệnh thuộc tính điên cuồng rót vào, đồng thời ẩn chứa cực mạnh đạo ý, khiến cho sinh mệnh tinh linh phấn khởi không thôi. Một tháng sau, sinh mệnh chi thụ thân cây so trước kia càng thô, cành lá rậm rạp, lập tại không gian bên trong, giống như một thanh mở ra cây dù. Cùng lúc đó, đầu cành phía trên cũng dần dần nở hoa. Chủ nhân, sinh mệnh tinh linh vui vẻ nói, lại uẩn dục mấy lần, liền có thể kết ra sinh mệnh chi quả. Vân Phi Dương không nói, tiếp tục uẩn dục, sinh mệnh chi thụ nở hoa, hắn cũng được ích lợi không nhỏ, cảnh giới một mực đề bạt, cảm thấy đạt tới chuẩn tiên trung kỳ cực hạn, cách cách đột phá hậu kỳ chỉ kém một bộ. Sinh mệnh tinh linh ngủ say 4.000 năm, tỉnh lại lần nữa, có khả năng tiếp nhận sinh mệnh thuộc tính cực hạn đề cao không ít. Dựa theo như thế tiết tấu, một mực uẩn dục đi xuống lời nói, Vân Phi Dương đột phá chuẩn tiên hậu kỳ, đã là chắc chắn sự việc. Bất quá, ngay tại hắn toàn tâm toàn ý uẩn dục sinh mệnh chi thụ lúc, bỗng nhiên phát giác được ngoại giới, có một cỗ cường đại lực lượng chính đang nhanh chóng tới gần. Chuẩn tiên hậu kỳ, Vân Phi Dương lúc này dừng lại, linh hồn trở về bản thể, phóng thích tiên niệm tra xét rõ ràng. Khi hắn thấy rõ, đang chạy đến trường bào lão giả trước ngực, có khắc diêm chữ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, không tốt. Xoát, không để ý bách lý nhiên một mặt mờ mịt, hắn đem nàng ôm, chân đạp túng bộ di vị, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. ừm, đã khóa chặt phân phi dương cùng bách lý nhiên diêm mạc võng hơi ngẩn ra một chút nói, kẻ này thân pháp rất huyền diệu, hẳn là truyền tiên trung kỳ cấp. hiu đang khi nói chuyện, tốc độ thêm mau đuổi theo đi. không tốt, ngay tại nơi xa bên dòng suối nhỏ múc nước bách lý bá phát hiện diêm mạc võng sắc mặt đột nhiên kinh biến, mà khi hắn đuổi tới chỗ ẩn thân, nhưng cũng không gặp tiểu thư cùng trăm dặm tiểu Hữu hiu hiu rắc rối phức tạp giữa rừng núi, Vân Phi Dương ôm Bách Lý Nhiên, khi thì lấp lóe, khi thì phi nước đại, tốc độ có thể nói siêu nhanh. Nếu như là tự mình một người, Vân Phi Dương tuyệt đối có thể hất ra chuẩn tiên hậu kỳ, nhưng không biết sao ôm một người, liền lụy xuyên toa không gian tốc độ. Sau cùng, chỉ chạy nửa canh giờ, liền bị Diêm Mạc Phóng đuổi theo, hắn cười lạnh nói, Bách Lý ra dương nhiệt, các ngươi không thoát. Hô, đang khi nói chuyện, khủng bố đạo ý cùng lực lượng bạo phát, hóa thành nhất tôn bàn tay, ngang nhiên đánh xuống tới. Vân Phi Dương thấy thế, sắc mặt kinh biến. Giờ phút này hắn, mặc dù dựa vào sinh mệnh chi thụ, đã đạt tới chuẩn tiên trung kỳ đỉnh phong trạng thái, nhưng cảm nhận được riêng mạc võng lực lượng, vẫn là ý thức được chính mình nhỏ bé. Lấy Vân Phi Dương tính cách, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, tại trường ấn đánh tới trong nháy mắt, bên trong thân thể ba loại hỏa diễm nhất thời bạo phát, liệt diễm chiến giáp trong nháy mắt khoác lên người. Bành, cuối cùng, trường ấn đánh ở sau lưng cự đại bạo phát lực để vân phi dương hoa phun ra một ngụm máu cũng ôm trong ngực bách lý nghiên hướng về phía trước vách núi rơi xuống dưới mẹ ngã vào vách núi trước vân phi dương phẫn nộ nói cho lão tử chờ lấy chương 1559, đột phá chuẩn tiên hậu kỳ chờ lấy diêm mạc phóng cười lạnh một tiếng thân pháp thi triển thả người nhảy xuống vách núi hiển nhiên muốn đánh tính toán đổi tiếp song khi hắn rơi vào đáy vực nhưng không thấy vân phi dương bóng dáng người đâu tiên niệm bao phủ toàn bộ đáy vực diêm mạc phóng vẫn chưa mảy may phát hiện lúc này mới ý thức được tên kia cần phải chạy hào tiểu tử diêm mạc phóng nói vậy mà giả vờ nhảy núi thừa dịp không sẵn sàng thi triển bí pháp chạy trốn bất quá hắn cười lạnh nói chỉ cần thủy trung mang theo bách lý ra nha đầu vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển lão hủ vẫn có thể tùy tiện tìm tới nói biến mất tại đáy vực bắt đầu tiếp tục tìm kiếm mà khi hắn đi về sau rơi trên mặt đất một quả cát bụi run nhẹ nhẹ. Hưu, Vân Phi Dương một người trống rỗng xuất hiện, vận chuyển nghịch thiên quyết, ẩn tàng khí tức, cấp tốc hướng ngược lại chạy trốn. Nhảy núi trong nháy mắt, hắn kịp thời câu thông tạo hóa giới chỉ, cùng Bách Lý Nghiên cùng một chỗ tiến vào, cũng hóa thành một hạt cát bụi rơi xuống tại đáy vực. Đang bị điên cuồng đuổi theo lúc, hắn không thể dung nhập trong giới chỉ, bởi vì như thế liền sẽ bị Diêm Mạc Võng tùy tiện dò xét. Bị nhất trưởng đánh chúng ngã vào vách núi, chính là tốt nhất thời khắc, bởi vì khi đó, Diêm Mạc Võng tất nhiên sẽ ở vào ngắn ngủi thư giãn trạng thái. Vì có thể tốt hơn quấy nhiễu hắn, Vân Phi Dương đang rơi xuống lúc, càng là cố ý nói nghiêm túc. Không thể không nói, cái này cách làm rất hoàn mỹ, Diêm Mạc Võng xác thực vào lúc đó sinh ra thư giãn, càng nghe được hắn nói, càng là khinh thường tại chú ý. Như thế mới cho Vân Phi Dương cơ hội, để hắn có thể tại ngã xuống sườn núi lúc, thần không biết quỷ không hay dung nhập tạo hóa giới chỉ bên trong. Xoát, khi hắn sau khi đi không bao lâu, Diêm mạc phóng rơi xuống. Hắn lập lúc trước viên kia cắt bụi tồn tại địa phương, cao mày nói, kỳ quái, nữ hoa kia khí tức, đến nơi đây, làm sao bỗng nhiên không có. Chẳng lẽ, tiểu tử kia có cái gì trí bảo, có thể giấu ở trong không gian. Nghĩ đến đó, diêm mạc phóng lần nữa ngưng tụ cường thế lực lượng, nhất trưởng sắp xếp tại mặt đất, đánh ra một cái phạm vi khá lớn lõm trưởng ấn. Đáng tiếc, vân đại tiện thần IQ tặc cao, hắn đã sớm ý thức được, người này khẳng định sẽ lần nữa trở về, cho nên sớm hiện thân, vận chuyển nghịch thiên quyết chuồn đi. Nói thật, lấy Vân Phi Dương IQ, nếu như không muốn chết, lựa chọn điệu thấp, muốn giết hắn biết rất khó khăn. Ngàn dặm bên ngoài, một chỗ ẩm ướt sơn động, Vân Phi Dương kéo lấy thủ thương thân thể trốn vào tới. Tuy nhiên Diêm Mạc Võng nhất trưởng đánh xuống, hắn kịp thời triệu hồi ra liệt diễm chiến giáp, nhưng bên trong thân thể kinh mạch vẫn là có bao nhiêu chỗ bị hao tổn. Không nghĩ tới, chuẩn tiên hậu kỳ cấp cường giả sẽ như thế mạnh, đã tới trung kỳ đỉnh phong ta dù là có chiến giáp hộ thể, vẫn không phải kẻ địch nổi. Bất quá, Vân Phi Dương lại nói, người kia nói ý cũng liền so với ta mạnh hơn một điểm, nếu như đột phá chuẩn tiên hậu kỳ, nhất định cùng đánh một trận. Hưu đang cân nhắc, toàn bộ thân thể dung nhập tạo hóa giới chỉ bên trong, bắt đầu tiến hành liệu thương. Vẹn vẹn hai ngày, dựa vào sinh mệnh thuộc tính ẩn dục, Vân Phi Dương thương thế liền triệt để khôi phục. Tiếp nhận chuẩn tiên hậu kỳ nhất trưởng, không những không chết, chỉ là điều dưỡng hai ngày thì khôi phục cái này muốn bị vực nội võ giả biết nhất định sẽ khiếp sợ không thôi tiên sinh bách lý nghiên nói là nhỏ nghiên liên lụy ngươi mấy ngày nay nàng đã biết chính mình thân ở một loại có thể dung nạp sinh linh trí bảo bên trong nhưng cũng thủy chung tự trách tự trách tại liên lụy ân nhân vân phi dương cười nói ta đã thu ngươi tiên thạch khẳng định phải bảo hộ ngươi an toàn bách lý nghiên chân thành nói chờ tiểu nghiên đến giả dạ thành nhất định sẽ làm cho đêm thúc thúc nhiều đưa ngươi mấy khỏa tiên thạch làm báo đáp. Tốt, tốt, Vân Phi Dương cười rất rực rỡ. Vừa nhắc tới tiên thạch, tên này thì vui vẻ. Đúng, Vân Phi Dương nói, người nói đêm thúc thúc, chẳng lẽ là giả thành đêm người nhà sao? Tại thôn trưởng trong miệng hắn biết, giả thành thực tế trưởng khống giả ban đêm nhà, mà giả gia gia chủ thì là một tên đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn cường giả. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, giả thành quy mô, tuy nhiên có thể so với một phương phạm giới đại lục, nhưng ở chân vũ thần vực, mạo xưng chỉ là thành trấn cho nên tối cường giả chỉ là chuẩn tiên đại viên mãn. Mà tại hắn nhỏ bé, lại có thể gánh chịu nổi thành trì địa phương, trưởng khống giả còn phần lớn là cấp bậc tiên nhân. Bên trong đại quy mô thành trì, chính là tiểu vị tiên vương cùng đại vị tiên vương cầm quyền. Ừm, Bách Lý Nghiên gật đầu nói, người muốn tìm nơi nương tựa đêm nhà. Vân Phi Dương nói, đi qua cái này mấy lần cứu giúp, Bách Lý Nghiên đã tán thành hắn, không có dấu giếm nói, ta Bách Lý ra cùng đêm nhà là thế giao, bây giờ cùng đường mặt lộ, chỉ có thể đi đầu quân đêm thúc thúc a à, vân phi dương ứng một tiếng tâm lý còn đang nghĩ tàn khốc như vậy chân vũ thần vực người gia tộc đều không dù là thế giao người khác cũng chưa chắc hội an trí ngươi lời này hắn không nói bởi vì sợ đả kích bách lý nhiên lại hoặc là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử có lẽ đêm nhà nhớ tới tình cảm sẽ thu lưu nàng đây thường thế tốt về sau vân phi dương cùng bách lý nhiên đơn giản nói chuyện với nhau vài câu đem nàng an trí tại một cái không gian ngăn cách khu vực lần nữa đi vào sinh mệnh chi thụ trước. Hô, hắn ngồi xếp bằng xuống nói, tiếp tục uẩn dục đang khi nói chuyện, một tay đã đập vào trên cành cây, bàng bạc sinh mệnh thuộc tính dung nhập bên trong. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua một tháng, đi qua uẩn dục sinh mệnh chi thụ, mở ra 10 đóa tươi đẹp động người sinh mệnh chi hoa, phát ra nồng đậm hương thơm, phiêu đáng tại toàn bộ trong không gian. Tuy nhiên còn không có kết quả, nhưng sinh mệnh chi hoa bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức cực mạnh, đã nắm giữ khởi tử hồi sinh công hiệu. Chủ nhân, sinh mệnh tinh linh yếu ớt nói, ta mệt mỏi quá, ta muốn đi ngủ. Nói xong, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Xếp bằng ở nở rộ bông hoa sinh mệnh chi thụ phía dưới vân phi dương, cũng không nghe thấy sinh mệnh tinh linh nói, giờ phút này hắn đã là linh đài thư thái, lòng yên tĩnh như nước. Vù vù, dần dần, một cuồn cuộn khí thế bàng bạc theo bên trong thân thể tràn ngập mà đến, cũng khuếch tán tại toàn bộ trong không gian. Bị ngăn cách bách lý nghiên, cảm nhận được cố khí thức kia về sau, cả kinh nói, đây là tấn cấp dấu hiệu, Mạc Phi Tiên sinh muốn đột phá. Hô, tấn cấp khí lãng gào thét mà đến, càng lúc càng nồng nặc, tạo hóa giới chỉ trong không gian nhất thời bị nhồi vào. Loại tình huống này, tiếp tục vài ngày sau bắt đầu thu liễm. Cuối cùng, làm hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, xếp bằng ở dưới cây vân phi dương, chậm chậm mở ra hai con ngươi, hai đạo sắc bén tinh mang chợt lóe lên. Uẩn dục sinh mệnh chi thụ về sau, hắn cảnh giới thuận lợi theo chuẩn tiên trung kỳ, đột phá đến chuẩn tiên hậu kỳ ba vân phi dương đứng dậy song quyền nắm chặt có thể cảm nhận được mỗi một tấc da thịt ẩn chứa thuộc tính đều vô cùng cường đại hiện tại ta muốn so chuẩn tiên trung kỳ lúc mạnh chỉ ít 30 lần cái này đề bạt phi thường khủng bố phải biết vực nội võ giả đột phá đến hậu kỳ lực lượng tăng phúc cũng chỉ là hơn 10 lần mà thôi diêm ra chuẩn tiên hậu kỳ vân phi dương mục quang lãnh lệ nói lão tử lập tức liền để ngươi biết đánh ta nhất trưởng là cần phải bỏ ra cái dạng gì đại giới. Hiêu vừa dứt lời, hắn xuất hiện tại bên ngoài trong sơn động. Bách Lý Nhiên cũng bị gọi ra đến, cho nàng phát giác được vân phi dương khí tức so lúc trước mạnh rất nhiều, cả kinh nói, người đột phá đến chuẩn tiên hậu kỳ. Ừm, vân phi dương cười nói, Bách Lý Nhiên che miệng, đầy dẫy kinh ngạc.